Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 124. Dương Diệp không hiểu hỏi. Tiêu Kiếm cười nói. Chờ ngươi đến liền biết. Dương Diệp nhẹ gật đầu, không có hỏi nữa. Rất nhanh, ba người đi tới Thái Tiên Lâu. Tiêu Kiếm cười nói. Đi thôi. Ba người vừa đi đến cửa, đột nhiên một màn ánh sáng xuất hiện ở đại môn. Dương Diệp không hiểu, nhìn về phía Tiêu Kiếm. Tiêu Kiếm cười cười, tay phải hắn đặt ở trên màn sáng. Rất nhanh, một cỗ kiếm ý từ trong lòng bàn tay hắn thẩm thấu ra. Sau khi kiếm ý xuất hiện, màn sáng run rẩy, ngay sau đó màn sáng chậm rãi tiêu. Tán. Tiêu Kiếm nhìn về phía Dương Diệp, cười nói. Tầng thứ nhất này yêu cầu tương đối thấp, chỉ cần kiếm ý quy nguyên cảnh là có thể tiến vào. Nói xong, hắn đi vào. Sau khi Tiêu Kiếm tiến vào, màn sáng trên cửa kia lại xuất hiện lần nữa. Tiêu Ưu Thủy không nói gì, đi đến trước màn sáng, sau đó tay phải đặt ở trên màn sáng, rất nhanh. Màn sáng tiêu tán, Tiêu Ưu Thủy tiến vào trong đó. Dương Diệp nhún vai, đi tới cửa, không có chút nào ngoài ý muốn, hắn tiến vào nhân lâu. Trong lầu không phải đặc biệt lớn, bên trong bàn rượu cùng chỗ ngồi đều dùng kiếm gỗ kỳ dị kiến tạo thành, bao quát sàn nhà, đều là từng thanh kiếm gỗ lát thành. Ở bốn phía tản ra một cỗ kiếm ý như có như không. Cỗ kiếm ý này không lăng lệ, không chỉ có không lăng lệ, ngược lại rất nhu hòa. Cho người ta cảm giác cực kỳ thoải mái. Trong đại sảnh, kiếm tu có chút nhiều, khoảng chừng trên trăm. Trên trăm, đã rất nhiều. Bởi vì trên trăm kiếm tu này, thấp nhất đều là kiếm ý quy nguyên cảnh. Lúc này, Tiêu Kiếm nói. Diệp huynh, chúng ta muốn đi địa lâu. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Ta cũng đi. Tiêu Kiếm ngây cả người, sau đó nói. Kiếm ý của ngươi đạt đến chí cảnh. Tiêu Ưu Thủy ở một bên một mực trầm mặc cũng nhìn về phía Dương Diệp. Ở dưới hai người nhìn soi mói, Dương Diệp nhẹ gật đầu. Hai người Tiêu Kiếm nhìn nhau một chút, không thể không nói, bọn hắn còn có chút kinh ngạc, bởi vì Dương Diệp không có ẩn tàng cảnh giới. Nói cách khác, bọn hắn biết Dương Diệp là luân hồi cảnh, một luân hồi cảnh, kiếm ý đạt đến chí cảnh, không phải là không có, nhưng cực kỳ hiếm thấy. Chí ít bọn hắn là sau khi đạt đến chí cảnh. Kiếm ý mới tăng lên tới chí cảnh. Trầm mặc một hồi, Tiêu Kiếm cười nói. Vậy chúng ta lên đi. Rất nhanh, ba người đi tới lối vào tầng thứ hai, Tiêu Kiếm đi đến trước màn sáng, một cỗ kiếm ý từ trong thân thể hắn tuôn ra, thời điểm kiếm ý tiếp xúc đến màn sáng lập tức tản đi. Tiêu Kiếm nhìn về phía Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó đi vào. Rất nhanh, Tiêu Ưu Thủy cũng đi vào. Không có ngoài ý muốn. Dương Diệp cũng tiến vào tầng thứ hai. Ba người vừa mới đi vào, rất nhiều ánh mắt lập tức rơi vào trên người bọn họ. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, tầng này người tương đối ít, chỉ có khoảng 40 cái. Nhưng khoảng 40 người này, kiếm ý thấp nhất cũng là chí cảnh. Thần sắc của Dương Diệp động dung. Giờ khắc này, hắn mới chính thức minh bạch cái gì gọi là ngọa hổ tàng long. Tiêu Kiếm nhìn mọi người khẽ gật đầu. Sau đó mang theo Dương Diệp cùng Tiêu Ưu Thủy đi tới trước một cửa sổ. Tiêu Kiếm chỉ vào đám mây ngoài cửa sổ nói. Nhìn. Dương Diệp theo Tiêu Kiếm chỉ nhìn lại, ở chân trời xa xôi có mấy dòng chữ. Gần rượu, chén chớ ngừng. Cùng quân ca một khúc, mời quân vì ta lắng nghe. Ngũ hoa mã, thiên kim cầu, hồ nhi xuất hiện đổi rượu ngon, cùng Tiêu Vạn cổ sầu. Tốt một câu cùng Tiêu Vạn cổ sầu. Tiêu Kiếm nói. Không hổ là kiếm tiên, phần ý chí này, phần thoải mái này, chúng ta xa xa không kịp. Dương Diệp nhẹ gật đầu, mặc dù chưa thấy qua kiếm tiên, nhưng từ thơ có thể nhìn ra được, Lý Thái Bạch không phải người đơn giản, đặc biệt là phần thoải mái cùng ý chí, thế gian khẳng định là rất ít người có. Trầm mặc một hồi, Dương Diệp nói. Hắn lưu kiếm kỹ là ở trong thơ này. Tiêu Kiếm nói. Nghe bọn hắn nói vậy. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó ngẩng đầu nhìn lại, nhìn hồi lâu, hắn lắc đầu. Không nhìn ra. Ta đã nhìn ra. Lúc này Tiêu Ưu Thủy đột nhiên nói. Nghe vậy, Dương Diệp cùng Tiêu Kiếm lập tức nhìn về phía Tiêu Ưu Thủy, trong mắt Dương Diệp mang theo nghi hoặc, mà Tiêu Kiếm thì vui mừng. Tiêu Ưu Thủy không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào bài thơ ở chân trời. Lúc này, Dương Diệp nhìn không được nói. Thật sự có. Tiêu Ưu Thủy nhìn thoáng qua Dương Diệp. Không nói gì. Dương Diệp. Đúng lúc này,
một đạo bạch quang hiện lên, rất nhanh, Tiểu Bạch ôm kiếm gỗ xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp cùng huynh muội Tiêu Kiếm đều ngẩn người. Dương Diệp đang muốn nói chuyện, Tiểu Bạch lại mang kiếm gỗ đi đến tầng thứ ba. Dương Diệp. Nhìn thấy Tiểu Bạch mang theo kiếm gỗ đi đến tầng thứ ba, Dương Diệp ngay cả người, sau đó vội vàng ngăn ở trước mặt Tiểu Bạch nói. Ngươi muốn làm cái gì? Tiểu Bạch mở tròn mắt, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, Tiểu Trảo chỉ tầng thứ ba, biểu thị muốn đi lên. Dương Diệp lại nói. Tại sao muốn đi lên? Tiểu Bạch chỉ kiếm gỗ trong tay, sau đó chỉ trên lầu. Dương Diệp nhíu mày, kiếm gỗ muốn đi lên. Nó đi lên làm cái gì? Lúc này Tiểu Bạch bay đến trước mặt Dương Diệp, sau đó lôi kéo tay Dương Diệp đi đến tầng thứ ba. Dương Diệp do dự một chút, không có cự tuyệt. Kiếm gỗ muốn đi lên, khẳng định phía trên có đồ vật gì hấp dẫn nó, hoặc là duyên cớ gì khác, hắn cũng rất tò mò. Khi thấy Dương Diệp cùng Tiểu Bạch đi đến tầng thứ ba, ánh mắt mọi người đều dồn dập nhìn tới. Đúng lúc này, huynh muội Tiêu Kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp cùng Tiểu Bạch. Tiêu Kiếm nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, sau đó nhìn về phía Dương Diệp nói. Diệp huynh, tầng thứ ba không thể lên. Vì cái gì? Dương Diệp không hiểu. Tiêu Kiếm nói. Trước đó ta đã nói với ngươi, tầng thứ ba này, chỉ có kiếm ý chân cảnh mới có thể đi lên. Dương Diệp cười cười nói. Không sao. Nói xong, hắn lôi kéo Tiểu Bạch đi tới trước màn sáng tầng thứ ba. Tiểu Bạch giơ kiếm gỗ muốn bổ màn sáng, bất quá bị Dương Diệp cản lại. Dương Diệp vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch, sau đó tay phải hắn đặt ở trên màn sáng, ở trong ánh mắt của mọi người, kiếm ý của Dương Diệp từ trong cơ thể tràn ra, kiếm ý theo cánh tay của hắn truyền vào màn sáng. Thời điểm màn sáng tiếp xúc đến kiếm ý của Dương Diệp, bắt đầu rung động kịch liệt. Thời gian dần trôi qua, ở trong ánh mắt của mọi người, màn sáng chậm rãi tiêu tán. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt mọi người thay đổi, bao quát huynh muội Tiêu Kiếm. Ngay thời điểm Dương Diệp cùng Tiểu Bạch đi lên, Tiêu Kiếm lần nữa ngăn ở trước mặt Dương Diệp cùng Tiểu Bạch, Tiêu Kiếm nhìn Dương Diệp. Vì sao làm được? Tầng thứ ba, chỉ có kiếm ý đạt đến chân cảnh mới có thể đi lên, mà kiếm ý của Dương Diệp, chỉ là chí cảnh. Tiêu Kiếm hỏi, cũng là đông đảo kiếm tu muốn biết. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Thật muốn biết. Đương nhiên. Tiêu Kiếm trả lời không chút do dự. Dương Diệp nhìn lướt qua các kiếm tu. Các ngươi cũng muốn biết. Giữa sân, rất nhiều kiếm tu nhẹ gật đầu. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Ta không biết kiếm đạo chi tâm của các ngươi là cái gì, dù sao kiếm tâm của ta là không sợ. Cái gì gọi là không sợ? Là không sợ hãi. Nói đến đây, hắn chỉ tầng thứ ba. Các ngươi đều ở nơi này, không có đi lên, hẳn là biết, tầng thứ ba chỉ có kiếm ý chân cảnh mới có thể đi lên. Bởi vậy, các ngươi từ nội tâm phủ định, cảm thấy mình không thể đi lên, bởi vì kiếm ý của các ngươi không phải kiếm ý chân cảnh. Mọi người trầm mặc, có ít người đã bắt đầu trầm tư. Lúc này, Dương Diệp lại nói. Kiếm tu, là không sợ hãi, có tâm vô địch. Đặc biệt là chúng ta không thể phủ định mình, nếu như mình cũng phủ định, vậy con đường kiếm đạo của chúng ta chỉ sợ cũng sẽ chấm dứt. Nói xong, Dương Diệp kéo Tiểu Bạch tiến vào tầng thứ ba. Giữa sân, rất nhiều kiếm tu bắt đầu trầm tư, Tiêu Kiếm cũng như thế. Một lát sau, Tiêu Ưu Thủy đột nhiên nói khẽ. Tên kia giống như không phải kiếm ý chí cảnh. Tiêu Kiếm nhìn về phía Tiêu Ưu Thủy. Có ý gì? Tiêu Ưu Thủy thấp giọng nói. Mặc dù hắn nói có chút đạo lý, nhưng ta cảm giác, kiếm ý của hắn giống như không phải chí cảnh đơn thuần. Tiêu Kiếm. Dương Diệp dĩ nhiên không phải kiếm ý chân cảnh đơn thuần, phải biết, kiếm ý của hắn ẩn chứa ý chí bất khuất, có ý chí bất khuất gia trì, kiếm ý của hắn có thể so với kiếm ý chân cảnh. Sau khi Dương Diệp cùng Tiểu Bạch lên lầu, rất nhiều kiếm tu ở tầng thứ hai bắt đầu nhịn không được, sau đó đi đến tầng thứ ba, nhưng bọn hắn đều thất bại. Ngoá. Giữa sân, có thật nhiều kiếm tu sau khi thất bại vô số lần, bắt đầu nhìn không được mắng lên. Chấm. Sau khi Dương Diệp cùng Tiểu Bạch tiến vào tầng thứ ba, Dương Diệp lập tức cảm giác có chút quạnh quẽ, bởi vì trong tầng thứ ba chỉ có một người, một nữ nhân. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử ước chừng 25-26 tuổi, mặc một bộ váy trắng bó sát người, ngồi xếp bằng ở dưới đất, hai mắt khép hờ, dường như đã nhập định. Dương Diệp thu hồi ánh mắt,
sau đó nhìn về phía Tiểu Bạch mở tròn mắt nhìn Dương Diệp. Dương Diệp cười khổ lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng vuốt đầu Tiểu Bạch nói. Hỏi kiếm gỗ một chút, nó muốn làm gì? Tiểu Bạch nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nhìn về phía kiếm gỗ, một lát sau, kiếm gỗ bay lên, Dương Diệp cùng Tiểu Bạch theo tới. Ở dưới Dương Diệp cùng Tiểu Bạch nhìn soi mói, kiếm gỗ bắt đầu xoay tròn. Theo kiếm gỗ xoay tròn, Dương Diệp phát hiện, giữa sân tựa hồ có cái gì đang theo kiếm gỗ tụ lại. Ngươi đang làm cái gì? Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, nói chuyện chính là nữ tử váy trắng. Dương Diệp nói. Ta không có làm cái gì à? Ánh mắt của nữ tử váy trắng rơi vào kiếm gỗ trước mặt Dương Diệp. Bảo nó dừng lại. Dương Diệp không hiểu. Vì cái gì? Nữ tử váy trắng nhìn về phía Dương Diệp. Muốn để ta nói lần thứ hai. Nghe vậy, hai mắt Dương Diệp lập tức nhíu lại. Vậy ngươi nói lại một lần là được. Dương Diệp vừa dứt lời, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện ở cách mi tâm Dương Diệp ba tấc. Cùng lúc đó, nữ tử váy trắng xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nữ tử nhìn Dương Diệp. Lời vừa rồi, có gan nói lại một lần. Oanh! Đúng lúc này, một cỗ ý cảnh kinh khủng từ trong thân thể Dương Diệp tràn ra. Ý cảnh cường đại trực tiếp chấn nữ tử lui về sau mấy trượng. Sau một khắc, cả người Dương Diệp trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt nữ tử, sau đó tay trái Dương Diệp nắm kiếm tổ bổ một phát. Sắc mặt nữ tử váy trắng không thay đổi, giơ kiếm đâm một cái. Đang! Theo một thanh âm thanh thúy vang lên, cả người Dương Diệp bị chấn lùi lại chừng 30 trượng. Nữ tử không có tiếp tục ra tay, nàng nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Kiếm ý chí cảnh, ngươi làm sao có thể đi lên? Nơi xa, Dương Diệp nhìn về phía nữ tử váy trắng. Kiếm ý chân cảnh. Lần thứ nhất, hắn gặp được người kiếm ý cao hơn hắn. Nữ tử đánh giá Dương Diệp một chút, sau đó nói. Không phải kiếm ý chí cảnh bình thường, trong đó ẩn chứa một loại lực lượng khác, có lực lượng kia ở trong đó, cái này khiến kiếm ý chí cảnh của ngươi đã có thể so với chân cảnh. Nói đến đây. Thần sắc của nữ tử đột nhiên lạnh xuống. Bất quá, chí cảnh, chung quy là chí cảnh. Thanh âm rơi xuống, nàng bước ra một bước, trong chốc lát, một cỗ kiếm ý cực kỳ cường đại từ trong thân thể tràn ra, sau đó ép về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhíu mày, trầm mặc một cái chớp mắt, hắn bước ra một bước, kiếm ý bất khuất trong thân thể tràn ra, ép về phía nữ tử váy trắng. Rất nhanh, hai cỗ ý cảnh ở trên không trung giằng co. Mặc dù kiếm ý của Dương Diệp chỉ là chí cảnh, nhưng trong kiếm ý của hắn thế ẩn chứa ý chí bất khuất, bởi vậy lúc kiếm ý của hắn cùng kiếm ý của nữ tử váy trắng giằng co, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Bất quá kiếm ý của hắn cũng không thể ép lui kiếm ý của nữ tử váy trắng, bởi vậy hai người ở trong sân giằng co. Lúc này mặc kệ là nữ tử váy trắng hay Dương Diệp, đều không có thu hồi kiếm ý của mình, cũng không dám, hiện tại ai thu hồi trước, nếu như một phương khác thừa thắng xông lên. Cái kia khẳng định phải thua thiệt lớn. Cứ như vậy, rằng có ước chừng một khắc đồng hồ, bên Dương Diệp dần dần xuất hiện thế yếu. Nhìn thấy kiếm ý xuất hiện thế yếu, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống. Quả nhiên, mặc dù kiếm ý của mình có khả năng so với kiếm ý chân cảnh, nhưng so sánh với kiếm ý chân cảnh chân chính, khẳng định vẫn có một chút chênh lệch. Đúng lúc này, xa xa Tiểu Bạch đột nhiên ôm lấy kiếm gỗ còn xoay tròn bổ về phía nữ tử kia một phát. Xuy, một đạo kiếm khí lóe lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhìn thấy đạo kiếm khí này, sắc mặt nữ tử váy trắng biến hóa, tay trái nàng chiêu chiêu, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay nàng, thoáng qua, chuôi kiếm trong tay nàng bắn nhanh ra. Oanh, đạo kiếm khí kia của Tiểu Bạch ầm vang tiêu tán, mà lúc này, Tiểu Bạch ôm kiếm gỗ lại bổ lần nữa. Đang, kiếm cương của nữ tử cùng kiếm gỗ tiếp xúc. Trực tiếp bị kiếm gỗ bổ thành hai nửa, tản mát trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, hai mắt nữ tử kia lập tức híp lại, cùng lúc đó, nàng cùng Dương Diệp đồng thời triệt hồi kiếm ý. Một bên, Tiểu Bạch muốn động thủ lần nữa, bất quá bị Dương Diệp cản lại. Đây là kiếm gì? Lúc này nữ tử váy trắng đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn nữ tử một chút, sau đó nói. Vì cái gì không để cho kiếm của ta xoay tròn? Nữ tử nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi không biết nó đang làm cái gì. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch mở tròn mắt,
sau đó mở tiểu trảo, biểu thị cũng không biết. Dương Diệp nhìn về phía kiếm gỗ không có trả lời. Nó không phải kiếm của ngươi. Đúng lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía nữ tử váy trắng, sau đó nhẹ gật đầu. Xác thực không phải. Vật vô chủ. Dương Diệp đang muốn nói chuyện, lúc này nữ tử đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, mục đích chính là kiếm gỗ. Đoạt. Nữ tử muốn cướp kiếm. Sắc mặt Dương Diệp triệt để âm trầm xuống, muốn ra tay, nhưng lúc này, Tiểu Bạch lại ôm nàng kiếm gỗ bổ nữ tử một phát. Oanh. Kiếm gỗ chỉ uy trực tiếp đẩy lui nữ tử. Tiểu Bạch ôm kiếm muốn ra tay tiếp, nhưng lúc này. Xoạt xoạt, một thanh âm thanh thúy vang lên. Tiểu Bạch cùng Dương Diệp nhìn về phía kiếm gỗ, sau đó hai cái đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì trên kiếm gỗ rơi mất một mảnh gỗ vụn. Bị hư. Kiếm gỗ hỏng. Đây là suy nghĩ của Dương Diệp lúc này, bất quá thoáng qua, hắn phủ định cái suy nghĩ này. Kiếm gỗ là nhân vật gì? Làm sao có thể hư mất? Dương Diệp đi đến trước mặt kiếm gỗ, hắn nhìn kỹ một chút, rất nhanh, hắn phát hiện, dưới thân kiếm gỗ rơi xuống mảnh gỗ vụn, là một mảnh màu vàng thật nhỏ, giống như hoàng kim. Nhìn thấy cái này, Dương Diệp lập tức minh bạch. Bộ dáng chân chính của chuôi kiếm này, căn bản không phải kiếm gỗ, ở dưới những khối gỗ kia, mới là bộ dáng chân chính của chuôi kiếm này. Lúc này hắn nhớ tới Dương Tiêu nói. Chuôi kiếm này bị phong ấn. Nói cách khác. Những khối gỗ trên thân kiếm, là tồn tại phong ấn thanh kiếm. Mà hiện tại kiếm gỗ chóc ra một mảnh gỗ, khẳng định là bởi vì vừa rồi kiếm gỗ hấp thu thứ gì. Nghĩ đến đây, Dương Diệp nhìn về phía nữ tử váy trắng. Nơi này có cái gì? Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp. L. Mà lúc này, ánh mắt nữ tử váy trắng lại rơi vào trên kiếm gỗ trước mặt Tiểu Bạch, lúc này Tiểu Bạch vội vàng ôm lấy kiếm gỗ. Sau đó một bộ đây là của ta. Nữ tử trầm mơ cặc hồi lâu, sau đó nói. Kiếm này có linh, sẽ nhắm vào người. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Đừng cho hắn tiếp tục hấp thu kiếm ý nơi này. Ca. Kiếm ý. Dương Diệp nhíu mày. Nơi này có kiếm ý. Nữ tử lạnh nhạt nói. Tự mình cảm thụ đi. Nói xong, nàng không nói chuyện, xếp bằng ở tại chỗ. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, một lát sau hắn mở mắt. Kiếm ý. Nơi này thật sự có kiếm ý. Hơn nữa kiếm ý này có chút kỳ lạ. Trầm mặc một cái chớp mắt, hắn nhìn về phía kiếm gỗ, sau đó nói. Kiếm ý nơi này có khả năng trợ giúp ngươi. Nghe được Dương Diệp nói, kiếm gỗ khẽ run lên. Dương Diệp nói. Kiếm ý của ta không thể giúp ngươi. Kiếm gỗ run lên. Dương Diệp đương nhiên nghe không hiểu kiếm gỗ. Nhìn về phía Tiểu Bạch nhìn hắn, sau đó vung tiểu trảo. Thời gian dần trôi qua, sắc mặt Dương Diệp có chút khó coi. Bởi vì kiếm gỗ nói kiếm ý của hắn quá yếu. Kiếm ý của hắn quá yếu. Kiếm ý của hắn có thể so với kiếm ý chân cảnh A. Mà kiếm gỗ lại còn nói kiếm ý của hắn yếu. Dương Diệp chỉ vào nữ tử váy trắng nói. Kiếm ý của nàng thì sao? Tiểu Bạch nhìn nữ tử váy trắng, sau đó nhìn về phía kiếm gỗ. Một lát sau, nàng nhìn về phía Dương Diệp, tiểu trảo bắt đầu huy động. Thời gian dần trôi qua, thần sắc của Dương Diệp có chút dễ nhìn. Bởi vì kiếm gỗ nói kiếm ý của nữ tử váy trắng kia cũng rất yếu. Đơn giản mà nói, kiếm gỗ này ngay cả kiếm ý chân cảnh cũng chướng mắt. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nhìn về phía nữ tử váy trắng, lúc này nữ tử váy trắng mở mắt nhìn về phía hắn. Dương Diệp nói, kiếm ý nơi này. Là kiếm tiên kia lưu lại sao? Nữ tử nói. Ngươi cứ nói đi. Dương Diệp nói. Kiếm ý của kiếm tiên kia là trên chân cấp. Ngươi cảm thấy thế nào? Nữ tử nói. Dương Diệp nói. Còn có thể vui sướng tán gẫu hay không? Nữ tử nói. Ta không muốn cùng ngươi nói chuyện phiếm. Dương Diệp. Kiếm gỗ của ngươi là kiếm gì? Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên nói. Dương Diệp nhún vai. Không biết. Nữ tử nhíu mày, lúc này Dương Diệp lại nói. Cái này không phải hờn dỗi với ngươi, mà là thật không biết. Nữ tử nhìn Dương Diệp hồi lâu, thấy Dương Diệp không giống nói dối, nàng nhìn về phía kiếm gỗ trong tay Tiểu Bạch, sau đó nói. Nơi đây là chỗ ở của kiếm tiên năm đó, bởi vậy nơi này có kiếm ý của hắn. Cũng là kiếm ý trên chân cảnh.
trên chân cảnh, hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, lần nữa cảm thụ một thoáng. Hắn cảm nhận được kiếm ý kia, nhưng hắn không có cảm thụ ra có gì đặc biệt. Có phải cảm thấy không có gì đặc biệt hay không? Nữ tử đột nhiên hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Xác thực. Nữ tử nói. Đây chính là chỗ đặc biệt của kiếm ý này. Đạt đến chân cảnh, người sẽ phát hiện, chúng ta phảng phất như đi tới cuối đường. Phía trước không có đường. Dương Diệp hỏi. Nữ tử khẽ gật đầu. Hiện tại cảm giác của ta chính là, phía trước không có đường. Rất mờ mịt. Nói xong, nàng nhìn lướt qua bốn phía, lại nói. Nơi này có kiếm ý trên chân cảnh, nơi này có thể làm cho chúng ta lần nữa tìm được đường. Nói xong, nữ tử nhìn về phía Dương Diệp. Nơi đây đặc thù, nếu ngươi không muốn phiền phức, tốt nhất đừng để kiếm kia hấp thu kiếm ý. Chung quanh, Dương Diệp đang muốn nói cái gì, hai mắt nữ tử lại đóng chặt, không nói chuyện. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch mở tròn mắt, sau đó nhìn về phía kiếm gỗ, nguyên bản Dương Diệp nghĩ kiếm gỗ muốn mạnh mẽ hấp thu, nhưng kiếm gỗ không có, nó cùng Tiểu Bạch trực tiếp tiến vào Hồng Mông Tháp. Cái này khiến Dương Diệp thở dài một hơi, nếu kiếm gỗ làm loạn, hắn thật đúng là không có biện pháp. Còn tốt, lần này kiếm gỗ rất cho mặt mũi. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nhắm mắt lại. Cảm thụ kiếm ý chung quanh. Kiếm ý trên chân cảnh, hắn cũng chưa từng thấy qua, hiện tại có cơ hội này, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thời gian từng chút đi qua. Một lúc lâu sau, Dương Diệp mở mắt. Hắn cái gì cũng không có cảm ngộ ra. Không thể không nói, thật có chút buồn bực, trầm mặc một hồi, tâm thần Dương Diệp chìm vào trong Hồng Mông Tháp. Dương Diệp tìm tới Phương Thiên Họa Kích. Phương Thiên Họa Kích này chính là Dương Hiền trước khi chết cho hắn. Dương Diệp đi tới trước mặt Phương Thiên Họa Kích, ở bên cạnh nó là Tiểu Bạch cùng thanh kiếm gỗ. Nhìn Phương Thiên Họa Kích hồi lâu, Dương Diệp đột nhiên cầm Phương Thiên Họa Kích. Hắn vừa nắm chặt, Phương Thiên Họa Kích liền rung động kịch liệt. Ngay sau đó một cỗ lực lượng cường đại từ trong Phương Thiên Họa Kích truyền đến trên người Dương Diệp. Lực lượng độc nhất vô nhị cùng ý cảnh độc nhất vô nhị. Cái lực lượng độc nhất vô nhị cùng ý cảnh độc nhất vô nhị này tự nhiên không phải của Phương Thiên Họa Kích, mà là của chủ nhân nó. Bá đạo. Đây là cảm giác của Dương Diệp. Lực lượng cùng ý cảnh kia như Thái Sơn áp đỉnh nghiền ép tới, Dương Diệp cũng không dùng kiếm ý cùng sát ý chống cự, mặc cho lực lượng cùng ý cảnh kia ép hắn. Ý chí. Hiện tại hắn là bằng ý chí chống cự. Sở dĩ không sử dụng kiếm ý cùng sát ý, là bởi vì hắn biết, đây là Phương Thiên Họa Kích đang khảo nghiệm hắn. Linh vật biết chọn người, chỉ có tiếp nhận khảo nghiệm của nó mới có thể cam tâm thần phục. Thời gian dần trôi qua, không chỉ Phương Thiên Họa Kích đang run rẩy, thân thể Dương Diệp cũng run rẩy. Không chỉ như thế, trên mặt cùng toàn thân hắn càng nổi gân xanh, tựa như từng tiểu xà thật nhỏ, vô cùng dữ tợn. Một bên, Tiểu Bạch khẩn trương nhìn Dương Diệp, bất quá lần này nàng không có đi hỗ trợ. Bởi vì trước đó Dương Diệp đã nói cho nàng biết, để nàng đừng gây sự. Thời gian từng chút đi qua. Soạt soạt. Đột nhiên, một thanh âm thanh thúy vang lên. Cánh tay Dương Diệp rách ra, từng tia tiên huyết không ngừng từ bên trong tràn ra, qua trong giây lát, toàn bộ cánh tay của Dương Diệp biến thành huyết thủ. Một bên, Tiểu Bạch muốn ra tay, bất quá lại bị Dương Diệp ngăn cản. Cứ như vậy, kéo dài không sai biệt lắm nửa canh giờ. Phương Thiên Họa Kích dần dần bình tĩnh lại. Nhưng lực lượng độc nhất vô nhị cùng ý cảnh độc nhất vô nhị kia lại không có tiêu thất, mà liên tục không ngừng chui vào trong thân thể Dương Diệp. Đây là lực lượng cùng ý cảnh của chủ nhân Phương Thiên Họa Kích. Ý cảnh đạt đến trình độ nhất định, nếu như không có ngoại lực phá hư, là sẽ không tiêu thất, lực lượng cũng như thế. Lực lượng độc nhất vô nhị và ý cảnh độc nhất vô nhị này là lực lượng cùng ý cảnh của chủ nhân Phương Thiên Họa Kích, đương nhiên. Mặc kệ là lực lượng độc nhất vô nhị hay ý cảnh độc nhất vô nhị, đều chỉ là bèo trôi không dễ. Hơn nữa cũng không phải nói sau khi Dương Diệp hấp thu những lực lượng cùng ý cảnh này, là có thể có được lực lượng độc nhất vô nhị cùng ý cảnh độc nhất vô nhị. Đương nhiên cũng không phải không có chỗ tốt, cỗ lực lượng cùng ý cảnh này, sau khi bị hắn hấp thu, đối với lực lượng, sát ý còn có kiếm ý của hắn có tăng lên rất lớn. Sau khi lực lượng độc nhất vô nhị cùng ý cảnh độc nhất vô nhị bị hấp thu, Dương Diệp lấy tay ra, sau đó bắt đầu lợi dụng Hồng Mông tử khí trong thân thể chữa trị nhục thân của mình. Chỉ chốc lát, nhục thân của hắn triệt để khôi phục. Sau khi triệt để khôi phục,
Dương Diệp lần nữa cầm Phương Thiên Họa Kích, vừa nắm chặt, một cỗ tin tức truyền vào trong đại não Dương Diệp. Dương Diệp nhắm mắt, qua ước chừng một khắc đồng hồ sau mới mở to mắt. Vô Song Quyết. Vừa rồi Phương Thiên Họa Kích cho hắn một bộ công pháp tên là Vô Song Quyết. Sau khi đọc qua Vô Song Quyết, thần sắc của Dương Diệp trong nháy mắt ngưng trọng lên, đồng thời trong lòng cũng may mắn. May mắn lúc trước Dương Hiền không có chân chính nắm giữ Vô Song Quyết, phải nói thể chất của Dương Hiền căn bản không thích hợp tu luyện Vô Song Quyết. Vô Song Quyết này, đối với nhục thân có yêu cầu rất lớn, mà Dương Hiền kia, thể chất vốn yếu, bởi vậy có thể nói, Dương Hiền này căn bản không có đạt được tinh túy của Vô Song Quyết. Đáng giá nhắc tới là, Vô Song Quyết này, sau khi tu luyện thành công, không chỉ có được lực lượng độc nhất vô nhị, còn có ý cảnh độc nhất vô nhị. Có thể nói, đây là một bộ công pháp tu luyện ý cảnh. Tu luyện ý cảnh. Dương Diệp có chút kinh ngạc, bởi vì hắn chỉ nghe qua ngộ ý cảnh, mà không có nghe qua ý cảnh có thể tu luyện. Nhưng đây là chân thực. Đương nhiên, đến cùng được hay không, còn cần luyện một chút mới biết được. Dương Diệp không có bắt đầu tu luyện, phải biết hiện tại bản thể hắn không phải ở địa phương an toàn. Trở lại hiện thực, Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử còn đang bế quan, Dương Diệp không nói gì, quay người đi xuống. Cùng huynh muội Tiêu Kiếm lên tiếng chào hỏi, Dương Diệp trực tiếp rời Thái Tiên Lâu, sau đó tìm một địa phương an toàn, sau đó bản thể hắn trốn vào trong Hồng Mông Tháp. Trong phòng tu luyện tầng thứ ba, Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất, trong đầu bắt đầu lĩnh hội Vô Song Quyết. Lực lượng độc nhất vô nhị. Giờ phút này tâm Dương Diệp có chút kích động. Dương Hiền người yếu bệnh nhiều, nhưng sau khi tu luyện Vô Song Quyết, thực lực cùng lực lượng đã có khả năng áp chế hắn, nếu như hắn tu luyện thì sao? Lực lượng của hắn tăng thêm lực lượng nhục thân, sẽ mạnh đến trình độ gì? Còn có ý cảnh độc nhất vô nhị. Nếu như nắm giữ ý cảnh độc nhất vô nhị, vậy hắn liền có được ba loại ý cảnh. Ba loại ý cảnh tăng thêm lực lượng độc nhất vô nhị, còn có kiếm gỗ, khi đó chân cảnh đều là cặn bã. Nghĩ đến đây, Dương Diệp càng hưng phấn. Thời điểm bắt đầu tu luyện Vô Song Quyết, Dương Diệp rốt cuộc minh bạch vì sao Phương Thiên Họa Kích không đồng ý Dương Hiền. Độc nhất vô nhị, bá đạo độc nhất vô nhị. Nhưng tính cách của Dương Hiền không có chút bá đạo nào. Không chỉ như thế, nguyên chủ nhân của Phương Thiên Họa Kích này càng có loại khí thế bệ nghệ thiên hạ, nhưng trên người Dương Hiền không có loại khí thế này, không chỉ không có loại khí thế này, ngay cả loại tâm tính ngạo thị thiên hạ cũng không có. Kỳ thật, nghiêm chỉnh mà nói, Dương Diệp hắn cũng không có loại khí thế bệ nghệ thiên hạ kia. Bất quá cái này không ảnh hưởng hắn tu luyện Vô Song Quyết. Bởi vì Dương Diệp hắn cũng không có sợ qua ai. Không sợ. Phương Thiên Họa Kích này coi trọng hắn, ngoại trừ nghị lực của hắn, còn có là tâm không sợ. Cái gọi là tâm không sợ, là không sợ hãi. Điểm ấy, Dương Diệp rất tương tự nguyên chủ nhân của nó. Đối với Dương Diệp mà nói, Vô Song Quyết cũng không khó tu luyện, bởi vì cơ sở của hắn rất tốt, hơn nữa trong Phương Thiên Họa Kích vẫn bảo lưu lại phương pháp tu luyện kỹ càng, hiển nhiên, đây là chủ nhân của Phương Thiên Họa Kích khi còn sống lưu lại. Có phương pháp tu luyện kỹ càng, cho nên cũng không lâu lắm, Dương Diệp liền nắm giữ mấu chốt của Vô Song Quyết. Hiện tại với hắn mà nói, muốn nắm giữ Vô Song Quyết, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trong phòng tu luyện, thời gian từng chút đi qua. Ở bên người Dương Diệp là Phương Thiên Họa Kích. 9 ngày sau, Dương Diệp nguyên bản xếp bằng ngồi dưới đất đột nhiên mở mắt, sau đó tay trái hắn cầm Phương Thiên Họa Kích, Phương Thiên Họa Kích khẽ run lên, sau một khắc, Phương Thiên Họa Kích ly khai mặt đất. Có thể cầm. Lực lượng độc nhất vô nhị. Dương Diệp nhìn Phương Thiên Họa Kích trước mắt, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Hiện tại hắn đã có được lực lượng độc nhất vô nhị cùng ý cảnh độc nhất vô nhị. Kỳ thật lực lượng độc nhất vô nhị tương đương với ý cảnh độc nhất vô nhị, hoặc là nói, ý cảnh độc nhất vô nhị là lực lượng độc nhất vô nhị. Đáng giá nhắc tới là, ý cảnh độc nhất vô nhị của hắn là chí cảnh. Sở dĩ chí cảnh, là bởi vì ý cảnh độc nhất vô nhị mạnh yếu, quyết định bởi lực lượng độc nhất vô nhị, hiện tại lực lượng độc nhất vô nhị của hắn tu luyện đến chí cảnh, bởi vậy ý cảnh độc nhất vô nhị của hắn cũng đạt đến chí cảnh. Không chỉ ý cảnh độc nhất vô nhị mạnh yếu quyết định bởi Vô Song Quyết, ngay cả Phương Thiên Họa Kích mạnh yếu, vậy quyết định bởi Vô Song Quyết. Hiện tại Phương Thiên Họa Kích chỉ tính chân cấp, nhưng phẩm giai chân chính của Phương Thiên Họa Kích tuyệt đối trên chân cấp, bất quá Phương Thiên Họa Kích có vấn đề bản thân, bởi vậy biến thành chân cấp. Vấn đề của Phương Thiên Họa Kích không giống kiếm gỗ,
Phương Thiên Hỏa kích không phải bị phong ấn, mà bị người từ trên chân cảnh đánh rớt đến chân cấp. Ngạnh xanh đánh rớt. Đến tột cùng là bị ai đánh rớt? Dương Diệp cũng tò mò, bất quá Phương Thiên Hỏa kích lại không nói. Dù Tiểu Bạch đến hỏi, nó cũng không nói. Dương Diệp minh bạch, cái này đoán chừng là một đoạn chuyện cũ không mấy vui vẻ của Phương Thiên Hỏa kích, bởi vậy hắn không có hỏi. Vô song quyết tự nhiên vẫn có thể tăng lên, nhưng sau đó tăng lên vô cùng khó khăn. Còn nữa, hắn cũng không có thời gian, bởi vì đại hội luận kiếm lập tức sắp bắt đầu. Đại hội kiếm đạo, giao lưu kiếm đạo, hắn vẫn cực kỳ muốn kiến thức. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nắm Phương Thiên Hỏa kích xuất hiện ở tầng thứ nhất. Hiện tại hắn cực kỳ muốn kiến thức uy lực của Phương Thiên Hỏa kích. Đứng tại chỗ, tay trái Dương Diệp nắm Phương Thiên Hỏa kích thật chặt trong tay. Giờ khắc này, hắn lại có một loại cảm giác bế nghĩa thiên hạ. Giờ khắc này, dù trước mặt hắn đứng 20 cường giả chân cảnh, hắn cũng dám chiến. Lúc này, Tiểu Bạch ôm kiếm gỗ xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Tiểu Bạch nhếch miệng cười một tiếng, chỉ Phương Thiên Hỏa kích trong tay Dương Diệp, sau đó chỉ kiếm gỗ trong tay mình lại huy động móng vuốt nhỏ. Một lát sau, Dương Diệp lắc đầu cười một tiếng, Tiểu Bạch để hắn cùng nàng đánh nhau. Hắn làm sao lại cùng Tiểu Bạch đánh nhau? Nhưng Tiểu Bạch lại kiên trì muốn chơi, không đúng, là đơn đấu. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu, cười nói. Tốt, bắt đầu. Nói đến đây, sắc mặt Dương Diệp đột nhiên biến đổi, bởi vì Tiểu Bạch đã giơ kiếm chặt tới. Tay trái Dương Diệp vội vàng nắm Phương Thiên Hỏa kích cản lại. Đang. Theo một tiếng vang chói tai, Dương Diệp bị chấn lui về sau hai bước. Trong lòng Dương Diệp kinh hãi, lực lượng của Tiểu Bạch sao lớn như thế? Không đúng, rất nhanh, hắn phủ định ý nghĩ này. Lực lượng của Tiểu Bạch khẳng định không có lớn như vậy, là kiếm gỗ mạnh hơn trước kia. Lúc này Tiểu Bạch đột nhiên bay đến trước mặt hắn, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, Dương Diệp muốn nói chuyện, nhưng Tiểu Bạch lại đột nhiên giơ kiếm chém một phát. Bất ngờ không đề phòng, Dương Diệp kém chút bị một kiếm này bổ trúng, cũng may hắn phản ứng nhanh. Lập tức nghiêng người lóe lên, tránh thoát một kiếm này của Tiểu Bạch. Một kiếm phách không, Tiểu Bạch mở tròn mắt, sau đó nàng nhìn về phía Dương Diệp, nhếch miệng lộ ra nụ cười sán lạn, muốn xuất kiếm, nhưng lúc này Dương Diệp lại đột nhiên bắt lại cái mông nhỏ của nàng. Dương Diệp kéo Tiểu Bạch tới trước mặt mình, sau đó nói. Tiểu gia hỏa ngươi học ai? Vậy mà âm hiểm xảo trá như vậy. Tiểu Bạch chớp chớp mắt to, sau đó Tiểu Trảo chỉ Dương Diệp, một bộ nịnh nọt. Bộ dáng kia giống như đang nói, ta học được không? Dương Diệp. Hồi lâu, Dương Diệp lắc đầu, Tiểu Bạch xem như bị hắn làm hư. Tiểu Bạch không có cha mẹ, chỉ là một đứa bé, nàng rất nhiều chuyện đều là bắt chước, không chỉ bắt chước hắn, còn bắt chước Tử Nhi, tựa như nũng nịu, trước kia cũng bắt chước Tử Nhi, đương nhiên đây là thiên tính của nàng. Dương Diệp không có đi phê bình Tiểu Bạch, cũng sẽ không bắt nàng cải biến. Với hắn mà nói, Tiểu Bạch cao hứng liền tốt, hắn cũng không muốn để Tiểu Bạch biến thành tiểu hài quy quy củ củ, loại tiểu hài kia, bị đè nén thiên tính của mình, không có bao nhiêu khoái hoạt đáng nói. Cùng Tiểu Bạch đùa giỡn một thời gian ngắn, Dương Diệp trở lại trong hiện thực. Đại hội luận kiếm. Đại hội luận kiếm ngay ở bên ngoài Thái Tiên Lâu, thời khắc này bên ngoài Thái Tiên Lâu nhiều hơn một cái sân khấu to lớn, ở bốn phía sân khấu đã tụ tập mấy trăm người. Ở trong đó, phần lớn đều là kiếm tu. Dương Diệp tới hơi trễ, bởi vì đại hội luận kiếm đã bắt đầu. Trên đài, một thanh niên nam tử nhìn đám người ôm quyền, sau đó nói. Thiên hạ kiếm tu hội tụ nơi đây, mục đích của mọi người, ta biết, ngoại trừ muốn lên Phượng Minh Sơn nhìn Phong Thá Ly kiếm tiên ra, là muốn cùng thiên hạ kiếm tu giao lưu trao đổi kiếm đạo. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó cười nói. Chắc hẳn tất cả mọi người nghe qua hai người, Nam Phong Vũ, Bắc Lâm Thương. Hôm nay hai vị đều đã đến kiếm tiên thành. Nói xong, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó lại nói. Hai vị đã đến, còn xin đi ra giảng giải cho chúng ta một khóa, như thế nào? Trầm mặc một cái chớp mắt, bên người thanh niên đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang này xuất hiện không có dấu hiệu nào, rất nhiều người đều không có thấy rõ. Rất nhanh, kiếm quang tiêu tán, một nam tử mặc cẩm bào xuất hiện ở bên người thanh niên. Người tới chính là Lý Phong Vũ. Sau khi Lý Phong Vũ xuất hiện, một nữ tử váy trắng cũng theo đó xuất hiện. Nữ tử váy trắng này, chính là Diệp Lâm Thương.
Nhìn thấy nữ tử váy trắng này, trong mắt Dương Diệp lóe lên vẻ kinh ngạc, bởi vì nữ tử váy trắng này đúng là nữ tử váy trắng hắn ở tầng thứ 3 gặp phải kia. Lý Phong Vũ nhìn thoáng qua Diệp Lâm Thương, sau đó nói. Diệp cô nương, người tới trước. Diệp Lâm Thương khẽ gật đầu, sau đó nói. Ta liền không khách khí. Nói xong, nàng nhìn lướt qua bốn phía, lại nói. Tuân thủ bản tâm, mặc kệ bản tâm ngươi là cái gì, tuân thủ nghiêm ngặt là được. Kiềm chế bản tâm, kiếm đạo chi tâm chỉ bị trói buộc, tâm nếu có trói buộc, mọi việc khó thành. Nói xong, thân hình run lên, trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Tuân thủ bản tâm. Phía dưới, Dương Diệp khẽ gật đầu, mặc dù Diệp Lâm Thương nói rất ít, nhưng không thể không nói, rất có đạo lý. Tuân thủ bản tâm, là chung với mình, một người nếu không chung với mình, đừng nói kiếm đạo, chuyện gì cũng khó có thành tựu. Bất quá, muốn tuân thủ bản tâm hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Bởi vì hiện thực bất đắc dĩ, rất nhiều người đều sẽ bị thế tục bất đắc dĩ ép đi làm rất nhiều sự tình vi phạm bản tâm. Cho nên tuân thủ bản tâm, khó, cực kỳ khó. Sau khi Diệp Lâm Thương đi, giữa sân đột nhiên trầm mặc. Qua hồi lâu, Lý Phong Vũ đột nhiên nói. Diệp cô nương nói có lý, tu kiếm chúng ta, trọng yếu nhất chính là tu tâm, kiếm tâm như mạnh, kiếm đạo tự nhiên mạnh mẽ. Cho nên ta đưa cho chư vị một câu, tu kiếm, không bằng tu tâm. Thanh âm rơi xuống, hắn cũng quay người tiêu thất ngay tại chỗ. Tu kiếm, không bằng tu tâm. Giữa sân lần nữa trầm mặc. Dương Diệp cũng trầm mặc. Tu kiếm, không bằng tu tâm. Một câu rất sâu sắc. Chỉ có một tâm trí cường đại, mới có thể đi làm sự tình cường đại, giống như tu kiếm, nếu tâm không mạnh, kiếm làm sao mạnh mẽ. Trong thời gian sau đó, kiếm tu trong sân bắt đầu tương hỗ thảo luận. Có khả năng đứng ở chỗ này, đều không phải người ngu, tự nhiên biết trao đổi chỗ tốt lẫn nhau. Dương Diệp ở trong sân nghe xong, liền muốn rời đi, bởi vì hắn cảm giác những người khác thảo luận đối với hắn không có tác dụng quá lớn, bởi vì kiếm đạo chi tâm của hắn không có vấn đề. Ngay thời điểm Dương Diệp muốn ly khai, đột nhiên một tên nam tử bạch bào xuất hiện ở trên sân khấu. Giữa sân, ánh mắt mọi người lập tức rơi vào trên người nam tử bạch bào. Trong mắt mọi người mang theo một tia hiếu kỳ, bởi vì nam tử bạch bào này không phải kiếm tu. Nam tử bạch bào nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào trên người Dương Diệp, khóe miệng nổi lên nụ cười. Ngươi chính là Dương Diệp bị Dương gia trục xuất, đầu của ngươi rất đáng tiền, mượn tới dùng một lát được không? Giữa sân, mọi người nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp. Kỳ thật hai chữ này cũng không nổi danh, bởi vì Dương Diệp ở Dương gia làm sự tình cũng không có truyền tới, Thiên Hư Đại Lục là địa bàn Dương gia muốn phong tỏa một việc truyền đi, là vô cùng đơn giản. Cho nên ngoại trừ số ít vài người cùng thế gia, rất nhiều người căn bản không biết Dương Diệp đáng sợ. Mặc dù không biết sự tình Dương Diệp làm, nhưng Dương gia truy nã Dương Diệp, người ở chỗ này đều biết. Dương gia mở ra thù lao kia, là cực kỳ mê người. Giữa sân, rất nhiều người nhìn về phía Dương Diệp, ánh mắt có chút bất thiện. Phía dưới, Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nhìn nam tử bạch bào. Có chút ngạc nhiên, làm sao ngươi tìm được ta? Nam tử bạch bào mỉm cười, sau đó lấy ra một bức tranh, trong đó là hình ảnh Dương Diệp, ngoại trừ Dương Diệp, còn có một tiểu bất điểm ôm kiếm gỗ, tiểu bất điểm này tự nhiên là tiểu bạch. Nhìn đến đây, Dương Diệp minh bạch. Tiểu bạch ở Thái Tiên lâu lộ mặt. Hiển nhiên hiện tại hành tung của hắn đã bại lộ. Lúc này nam tử bạch bào cười nói. Nghe nói ngươi mới luân hồi cảnh. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Nam tử bạch bào cười cười, sau đó nói. Ta có chút không rõ, ngươi mới luân hồi cảnh, vì sao Dương gia phải bỏ ra giá tiền lớn như vậy tới giết ngươi? Dương Diệp nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Nam tử bạch bào đang muốn nói chuyện, đột nhiên hắn dường như nghĩ tới điều gì. Sắc mặt dần dần khó coi. Dùng thực lực của Dương gia, mở ra điều kiện lớn như vậy tới giết một luân hồi cảnh, cái này bình thường sao? Thay lời khác mà nói, một luân hồi cảnh đáng giá Dương gia ra giá lớn như vậy tới giết sao? Hiển nhiên là không đáng. Nghĩ đến đây, nam tử bạch bào biết, lần này mình quá xúc động. Người trước mặt hắn kia, tuyệt đối không phải chỉ là một luân hồi cảnh đơn giản như vậy. Phía dưới, Dương Diệp không có nói chuyện. Xoay người rời đi. Nhưng đi còn không có hai bước, nam tử bạch bào lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn.
Nam tử bạch bào nhìn Dương Diệp. Ta biết, ngươi không phải luân hồi cảnh bình thường, nhưng cứ như vậy rời đi, ta rất không cam tâm, cho nên ta muốn thử một chút. Thanh âm rơi xuống, chân phải hắn bỗng nhiên dẫm mặt đất một cái, cả người tiêu thất ngay tại chỗ, thời điểm đi vào trước mặt Dương Diệp không sai biệt lắm hai trượng, một cỗ khí thế kinh khủng từ trong thân thể hắn tràn ra, sau đó ép về phía Dương Diệp. Chí cảnh, cường giả chí cảnh, trước mặt nam tử bạch bào, sắc mặt Dương Diệp không thay đổi, hắn bước ra một bước, một thanh phương thiên hỏa kích xuất hiện ở trong tay, sau một khắc, hắn một tay nắm phương thiên hỏa kích đập xuống. Oanh! Một kích nện xuống, khí thế của nam tử bạch bào trong nháy mắt bị nện tán, cùng lúc đó, nam tử bạch bào cũng bị chấn đến 3.000 trượng. Hắn vừa mới dừng lại, liền phun mấy ngụm tinh huyết. Lực lượng thật mạnh. Nơi nào đó, một nữ tử đột nhiên nói. Nữ tử này là Tiêu Ưu Thủy, ở bên cạnh nàng là Tiêu Kiếm. Tiêu Kiếm khẽ gật đầu. Hắn có chút không giống như kiếm tu. Tiêu Ưu Thủy cực kỳ tán đồng nhẹ gật đầu. Nơi xa, Dương Diệp nắm phương thiên hỏa kích đi về phía nam tử bạch bào. Nam tử bạch bào đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt nam tử bạch bào biến đổi, muốn đào tẩu, nhưng đã chậm. Bởi vì Dương Diệp xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn, sau đó phương thiên hỏa kích trong tay Dương Diệp tựa như đại sơn đập xuống. Phát giác được trong phương thiên hỏa kích ẩn chứa lực lượng, nam tử bạch bào ở thời khắc này, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Bất quá hắn cũng không có từ bỏ, một tấm chắn xuất hiện ở trong tay, huyền khí điên cuồng tràn vào, ngay sau đó, một chùm sáng màu xanh lam cường đại từ trong tấm chắn phóng lên trời. Oanh! Nhưng chùm sáng màu xanh lam mới vừa xuất hiện, liền bị phương thiên hỏa kích của Dương Diệp chém nát, tốc độ của phương thiên hỏa kích không giảm, mang theo lực lượng cường đại rơi xuống người nam tử bạch bào. Oanh! Ở trong ánh mắt của mọi người, nam tử bạch bào bị bổ thành thịt nát. Đơn giản, bạo lực. Dương Diệp không nói gì, nắm phương thiên hỏa kích đi về nơi xa, đi hai bước. Hắn đột nhiên ngừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía những kiếm tu ở sau lưng. Còn có người muốn lấy đầu của ta đi đổi bảo bối không? Không có, lát nữa ta lại tới hỏi một chút. Nói xong, Dương Diệp quay người tiêu thất ở cách đó không xa. Giữa sân, yên tĩnh im ắng. Qua hồi lâu, các kiếm tu lại bắt đầu thảo luận, tựa hồ đã quên sự tình vừa rồi. Nếu như thực lực của Dương Diệp kém, có lẽ thật có người sẽ ra tay với hắn. Nhưng từ vừa rồi đến xem, thực lực của Dương Diệp không yếu chút nào, không chỉ không yếu, ngược lại mạnh có chút không hợp thói thường. Hơn nữa ai dám bảo lãnh, đây chính là thực lực chân chính của Dương Diệp. Đồ vật tuy tốt, nhưng mệnh càng tốt hơn. Không có mệnh, cho dù có đồ vật tốt cũng là không tốt. Dương Diệp rời kiếm tiên thành, sau khi hắn ra kiếm tiên thành, bắt đầu đi về phía Phượng Minh Sơn. Hiện tại hắn đã bại lộ hành tung, mặc kệ là người Dương gia hay những người muốn cầm đầu hắn đi đổi bảo vật, khẳng định đang trên đường đuổi đến kiếm tiên thành. Cho nên hắn nhất định phải nhanh đi Phượng Minh Sơn. Đến Phượng Minh Sơn, ngoại trừ muốn nhìn kiếm tiên trong truyền thuyết, còn có một mục đích, chính là nhìn xem có bảo bối gì không. Phượng Minh Sơn cách kiếm tiên thành không xa, ở sau lưng kiếm tiên thành. Còn chưa đi bao lâu, Dương Diệp gặp được một ngọn núi, núi cũng không phải rất lớn, cũng không cao, nhưng hình dạng lại có chút kỳ lạ. Bởi vì núi này có điểm giống Phượng Hoàng Dương cánh bay lượn. Phượng Minh Sơn. Dương Diệp không do dự, chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái, cả người hóa thành một đạo kiếm quang kích xạ về phía Phượng Minh Sơn. Thời điểm hắn muốn tới gần Phượng Minh Sơn, một tiếng kiếm minh đột nhiên từ Phượng Minh Sơn vang lên, sau một khắc, một đạo kiếm quang màu xanh từ chân trời tựa như thiểm điện bắn xuống, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đánh vào Dương Diệp. Oanh! Dương Diệp bị đạo kiếm quang kia chấn trở về tại chỗ. Có người. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi Phượng Minh Sơn, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên ở trong sân vang lên. Thanh Liên kiếm trận, đây là kiếm trận mà năm đó kiếm tiên bố trí ở chỗ này. Ngươi nên cảm thấy may mắn uy lực của kiếm trận này đã không bằng trước kia, bằng không thì, ngươi không phải bị đẩy lui đơn giản như vậy. Dương Diệp quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy huynh muội Tiêu Kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cách đó không xa. Thanh Liên kiếm trận. Dương Diệp không hiểu. Trên núi này còn có kiếm trận. Tiêu Kiếm nhẹ gật đầu. Kiếm trận này cực kỳ mạnh, xem như cường giả chân cảnh cũng không dám đi lên, bất quá theo thời gian trôi qua, trận pháp này đã xa xa không như trước.
nhưng cũng không thể khinh thường. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói. Các ngươi không đi tham gia đại hội luận kiếm gì kia. Tiêu Kiếm nói. Không cần, chúng ta tới, ngoại trừ muốn gặp Phong Thái Kiếm Tiên một lần, là muốn gặp Lý Phong Vũ cùng Diệp Lâm Thương. Hiện tại Lý Phong Vũ cùng Diệp Lâm Thương chúng ta đều đã nhìn thấy, cho nên tới quan sát phong thái của Kiếm Tiên. Dương Diệp nhìn về phía Phượng Minh Sơn, sau đó nói. Hắn sẽ lưu hồn phách của mình ở phía trên sao? Tiêu Kiếm nhìn về phía đỉnh núi, trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Hy vọng có. Nói xong hắn nhìn về phía Dương Diệp nói. Thanh Liên kiếm trận này cấm bay, cho nên chúng ta đi bộ qua. Bất quá cho dù là đi đường cũng phải cẩn thận một chút. Đương nhiên, đối với ngươi mà nói, hẳn không có vấn đề. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đi thôi. Nói xong, Dương Diệp đi về phía Phượng Minh Sơn. Huynh muội Tiêu Kiếm nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó lập tức đi theo. Trên đường, Tiêu Kiếm đột nhiên nói. Dương huynh, ngươi thật cùng Dương gia gia chủ giao thủ qua. Nghe vậy, Dương Diệp ngừng lại, hắn nhìn về phía huynh muội Tiêu Kiếm. Các ngươi là ai? Sự tình hắn ở Dương gia đã phong tỏa, nhưng hai người này biết, hiển nhiên huynh muội Tiêu Kiếm này không phải người bình thường. Tiêu Kiếm trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Ta họ Tần. Tần gia. Dương Diệp minh bạch, Tần gia, một trong bát đại thế gia. Tần Kiếm nói. Dương huynh, hai huynh muội ta không có ác ý với ngươi. Chỉ là hiếu kỳ, dù sao Dương gia gia chủ ngươi, là một trong mấy người cường đại nhất thế giới này. Dương Diệp tiếp tục đi lên phía trước, trầm mặc một hồi, hắn nói. Giao thủ qua, Tần Kiếm cùng Tần Yêu Thủy nhìn nhau, trong mắt hai người đều mang theo vẻ chấn kinh. Dương Diệp chỉ là luân hồi cảnh, mà Dương gia gia chủ, là một trong mấy người cường đại nhất thế giới này. Lúc này Dương Diệp lại nói. Ta đánh không lại hắn. Hắn không nói giả, coi như hắn dùng tới cánh tay chiến thần, cũng đánh không lại Dương Tiêu. Hắn cùng Dương Tiêu chênh lệch quá lớn, lớn đến ngoại vật cũng khó mà đền bù. Tần Kiếm cười khổ, sau đó nói. Dương huynh, nếu ngươi đánh thắng hắn, vậy chúng ta còn không đi đập đầu chết. Dương Diệp mỉm cười, không có nói chuyện, hắn bước nhanh hơn. Lưu cho hắn thời gian không nhiều, hắn cũng không muốn bị Dương gia tìm tới, hiện tại nếu Dương gia muốn tới giết hắn, chắc chắn sẽ không chỉ phái mấy chân cảnh, nói không chừng Dương gia gia chủ Dương Tiêu sẽ tự mình đến. Trừ cái đó ra, những tán tu kia khẳng định cũng tới, ở trong đó, tuyệt đối sẽ có cường giả chân cảnh, bởi vì Dương gia cho ra thù lao, thật sự quá mê người. Dương huynh, có thời gian chúng ta nghiên cứu thảo luận kiếm đạo một chút được không? Lúc này Tần Kiếm đột nhiên nói. Dương Diệp nói. Các ngươi không sợ bị ta liên lụy. Tần Kiếm lắc đầu. Có cái gì liên lụy chứ, chúng ta chỉ cùng ngươi giao lưu kiếm đạo, cùng Dương gia không có chút quan hệ nào. Dương Diệp nhẹ gật đầu, đang muốn nói chuyện, lúc này Tần Yêu Thủy chỉ vách núi xa xa. Các ngươi nhìn chữ kia. Dương Diệp cùng Tần Kiếm ngẩng đầu nhìn lại, ở trên vách núi có một hàng chữ. Khi thấy hàng chữ này, thần sắc hai người không hẹn mà cùng ngưng trọng lên. Ở trên vách núi đá viết 10 chữ. Nếu kiếm đạo tiểu thành, tiên cũng có thể chạm. Lý Thái Bạch Lưu. Các ngươi nhìn, bên cạnh còn có. Tần Yêu Thủy đột nhiên nói. Ánh mắt Dương Diệp di động, ở nơi đó, đồng dạng có 10 chữ, khi thấy 10 chữ này, Dương Diệp lập tức ngây ngẩn cả người. Bởi vì nét chữ này hắn rất quen thuộc, đây là chữ viết của Tiêu Diêu Tử. Tiêu Diêu Tử. Nhìn chữ Tiêu Diêu Tử lưu lại hồi lâu, Dương Diệp thấp giọng nói. Thật khí phách. Huynh muội Tần Kiếm cũng tán đồng nhẹ gật đầu. Tiêu Diêu Tử lưu cái gì? Ở bên cạnh câu nói mà Lý Thái Bạch lưu lại, còn có một hàng chữ. Không nhiều, chỉ có 10 chữ. Tay cầm ba thước kiếm, người nào không thể giết. Bá khí. So với câu, nếu kiếm đạo tiểu thành, tiên cũng có thể chạm, của Lý Thái Bạch còn bá khí hơn. Ở trong lòng Lý Thái Bạch, kiếm đạo đạt đến thành tựu nhất định, mới có thể chạm tiên. Câu nói này, đại biểu trong lòng của hắn đối với tiên nhân gì kia là cực kỳ xem trọng. Đơn giản mà nói, không có khí thế loại vô địch, ngạo thị thiên hạ. Mà Tiêu Diêu Tử thì lại khác. Trong lòng hắn, nếu trong tay cầm kiếm, bất kỳ người nào cũng có thể giết, đây là bá đạo bực nào, tự tin cỡ nào. Dương Diệp trầm mặc. Kiếm đạo, Tiêu Diêu Tử cùng Lý Thái Bạch khẳng định đều mạnh hơn hắn. Hiện tại nhớ tới,
Ngoại trừ trong đoạn thời gian ban đầu làm tạp dịch đó, hắn cơ hồ không có đi chăm chú tu luyện qua kiếm đạo, cảm ngộ cái gì, càng chưa từng có. Trước kia học kiếm, là bởi vì gia nhập kiếm tông, chỉ có thể học kiếm. Lúc kia, nếu như hắn gia nhập đao tông, đoán chừng sẽ học đao. Đơn giản mà nói, hắn học kiếm, cũng không tính bản thân lựa chọn. Để tay lên ngực tự hỏi, mình thích kiếm sao? Ưa thích kiếm sao? Sau khi trong đầu xuất hiện ý nghĩ này, Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn phát hiện, trong đầu hắn xuất hiện ý nghĩ này, phản ứng đầu tiên là rất bình thản. Nói cách khác, chưa nói tới ưa thích, đương nhiên, khẳng định cũng sẽ không chán ghét. Tổng kết, cho tới nay, hắn học kiếm, đều là bị động, mà hắn, chưa hề nghĩ qua cố gắng tu kiếm, xem kiếm đạo như sự nghiệp cả đời. Bị động cùng chủ động có khác nhau sao? Đương nhiên có khác nhau. Khác nhau vô cùng lớn, mặc kệ là Lý Thái Bạch hay Tiêu Diêu Tử, bọn hắn là chân chính ưa thích kiếm, xem kiếm sự nghiệp cả đời đi phát triển. Lý Thái Bạch cùng Tiêu Diêu Tử, bọn hắn học kiếm, là chủ động, bởi vì chủ động, nên càng thêm cố gắng. Còn hắn thì bị động khuyết điểm chính là, hắn chưa hề chủ động đi nghiên cứu kiếm đạo, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao hắn vẫn không có kiếm kỹ thuộc về mình, bởi vì kiếm kỹ của hắn đều là học người khác. Mặc dù ngay từ đầu, bất kỳ sự tình gì đều là từ học tập bắt đầu, nhưng hắn không có phát triển kiếm đạo của mình. Không chỉ không có, còn không chút suy nghĩ qua. Trên kiếm đạo, hắn có loại tâm lý qua loa cho xong chuyện. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Nghĩ đến đây, Dương Diệp biết, nếu như tiếp tục như vậy, thành tựu kiếm đạo của hắn sẽ không có tiến bộ quá lớn. Bởi vì hắn vẫn luôn học tập, đương nhiên, cái này không có sai, sai là sau khi học tập. Hẳn là nên sáng tạo cái mới, đi ra kiếm đạo thuộc về mình. Sau khi nghĩ thông suốt, Dương Diệp hít sâu một hơi, giờ phút này, hắn lại có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Như trước đó Lý Phong Vũ nói, tu kiếm, kỳ thật là tu tâm. Tiêu Diêu Tử này là ai? Đúng lúc này, Tần Kiếm đột nhiên nói. Phía sau câu nói kia của Tiêu Diêu Tử, có lưu danh. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, nghĩ nghĩ, sau đó nói. Một người rất lợi hại. Lợi hại bao nhiêu? Tần Yêu Thủy đột nhiên hỏi. Cực kỳ lợi hại. Dương Diệp nói. Tần Yêu Thủy lại nói. Còn sống không? Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Hẳn không có người có khả năng giết được hắn a. Tần Yêu Thủy khẽ gật đầu, sau đó nói. Hy vọng có thể nhìn thấy hắn, cùng hắn luận bàn một phen. Nghe vậy, Dương Diệp nheo mắt, hắn nhìn về phía Tần Yêu Thủy. Dường như phát giác được ánh mắt của hắn, Tần Yêu Thủy chau mày. Như thế nào, ta không có tư cách. Dương Diệp lắc đầu. Không, ta chưa có nói lời nào. Lúc này Tần Kiếm nói. Dương huynh, muội muội ta là kỳ tài kiếm đạo, nói thực ra, nếu không phải thân thể nàng từng xảy ra vấn đề, có 3 năm lâm vào hôn mê, bằng không thì, coi như Lý Phong Vũ cùng Diệp Lâm Thương cũng không lợi hại bằng nàng. Dương Diệp đi đến trước mặt Tần Kiếm. Sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai Tần Kiếm, sau đó nói. Không phải ta đả kích muội muội của ngươi, nhưng Tiêu Diêu Tử. Ai? Nói xong, Dương Diệp lắc đầu, không nói chuyện, đi về phía đỉnh núi. Nhưng đúng lúc này, Tần Yêu Thủy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp nói. Ngươi có ý tứ gì? Ta so với hắn rất kém cỏi. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó chỉ câu nói Tiêu Diêu Tử lưu lại. Ngươi dám nói câu này sao? Tần Yêu Thủy quay đầu nhìn thoáng qua câu nói kia, vừa muốn nói gì, nhưng bờ môi giật giật, cuối cùng không nói ra được. Tay cầm 3 thước kiếm, người nào không thể giết? Câu nói này, nàng có thể nói sao? Không thể. Nàng không gánh nổi câu này. Dương Diệp không có nói chuyện, hắn đi lên núi. Không phải hắn xem nhẹ Tần Yêu Thủy, Tần Yêu Thủy có khả năng nhìn ra Lý Thái Bạch ở tầng thứ 2 lưu lại kiếm kỹ. Thiên phú cùng ngộ tính khẳng định vô cùng tốt. Nhưng Tiêu Diêu Tử, căn bản không thể theo lẽ thường để hình dung. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp bước nhanh hơn. Hiện tại hắn có chút kỳ vọng ở trên đỉnh núi. Kỳ vọng kiếm tiên, kỳ vọng Tiêu Diêu Tử. Một bên, Tần Yêu Thủy trầm mặc không nói, Tần Kiếm đi tới bên người nàng, sau đó nói. Ca ca tin tưởng ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ không yếu hơn Lý Thái Bạch và Tiêu Diêu Tử. Tần Yêu Thủy khẽ lắc đầu. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía 2 câu nó ni trên vách núi đá. Ta cùng bọn hắn, kém không chỉ kiếm đạo, còn có tâm.
Kiếm đạo chi tâm của bọn họ, không sợ hãi, nhưng ngươi biết không? Vừa rồi Dương Diệp hỏi ta phát hiện, ta e ngại, ta rút lui. Tần Kiếm đang muốn nói gì, Tần Yêu Thủy lại lắc đầu nói. Đi thôi, chúng ta đi lên xem một xê khút, ta cũng rất muốn mở mang kiến thức Lý Thái Bạch cùng Tiêu Diêu Tử, hy vọng có lưu lại tinh thần ý niệm và một luồng hồn phách của bọn hắn. Tần Kiếm nhẹ gật đầu. Đi thôi. Rất nhanh, hai huynh muội đi theo Dương Diệp. Trên đường đi, ba người không có giao lưu. Thời điểm sắp đến đỉnh núi, đột nhiên một cỗ kiếm ý cường đại từ trên đỉnh núi tản xuống, tiếp xúc đến cỗ kiếm ý này, ba người Dương Diệp lập tức dừng bước. Cỗ kiếm ý kia, tựa như một ngọn núi lớn ép lên người bọn hắn, làm cho bọn hắn nửa bước khó đi. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp phóng ra kiếm ý của mình, bất quá khi kiếm ý của hắn mới xuất hiện, những kiếm ý kia giống như thủy triều đánh tới hắn. Hiển nhiên, sau khi kiếm ý của Dương Diệp xuất hiện, kiếm ý ở trên đỉnh núi cho rằng là hắn đang gây hấn. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, sau một khắc, chân phải hắn nhẹ nhàng giẫm mặt đất một cái, mượn nhờ mặt đất truyền đến lực lượng, cả người hóa thành một đạo kiếm quang kích xạ về phía đỉnh núi. Bất quá rất nhanh, đỉnh núi xuất hiện một đạo kiếm quang màu xanh, tốc độ của kiếm quang cực nhanh, trong chớp mắt đánh vào Dương Diệp. Oanh! Theo một tiếng nổ vang, Dương Diệp bị kiếm quang bức ngừng, cùng lúc đó, một cỗ kiếm ý cường đại trực tiếp nghiền ép ở trên người hắn. Bành! Dương Diệp bị cỗ kiếm ý này chấn liên tục lùi lại, lui chừng 10 trượng mới dừng. Dương Diệp vừa dừng lại, đỉnh núi vang lên một tiếng kiếm minh, ngay sau đó, lại một đạo kiếm quang màu xanh từ chân trời kích xạ xuống. Sắc mặt Dương Diệp không thay đổi, tay trái hơi động một chút, phương thiên hỏa kích lập tức xuất hiện ở trong tay, sau một khắc, phương thiên hỏa kích trong tay hắn bỗng nhiên đập tới. Oanh! Một kích nện xuống, ánh kiếm màu xanh vỡ vụn, mà lúc này, chân phải Dương Diệp nhẹ nhàng giẫm mặt đất một cái, cả người hóa thành ánh sáng bắn mạnh về phía đỉnh núi. Ông! Đúng lúc này, một tiếng kiếm minh chói tai từ đỉnh núi vang lên, thoáng qua, gần 10 đạo kiếm khí màu xanh từ đỉnh núi kích xạ tới, mục tiêu 10 đạo kiếm khí này, chính là Dương Diệp. Nhìn 10 đạo kiếm khí kia, trong mắt Dương Diệp lóe lên hàn quang, hắn không có dừng lại, không chỉ không dừng lại, tốc độ còn nhanh hơn, thời điểm 10 đạo kiếm khí đi vào trước mặt hắn, tay trái hắn nắm phương thiên hỏa kích bỗng nhiên quét ngang. Trong phương thiên hỏa kích ẩn chứa lực lượng cường đại trực tiếp đánh không gian trước mặt hắn rách tả tơi, 10 đạo kiếm khí màu xanh bị Dương Diệp kích thành hư vô, nhưng Dương Diệp cũng bị chấn lui về sau trọn vẹn trăm trượng. Vừa mới dừng lại, chân phải Dương Diệp giẫm mặt đất một cái, mượn nhờ mặt đất truyền đến lực lượng, cả người hắn như một viên đạn pháo bắn ra, bất quá thời điểm hắn bắn ra, lại 10 đạo kiếm khí từ đỉnh núi kích xả tới. Tốc độ cực nhanh. Phương thiên hỏa kích trong tay Dương Diệp hung ác chạm ra. Oanh! 10 đạo kiếm khí ầm vang vỡ vụn, Dương Diệp thì trở lại tại chỗ. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi nửa ngày, sau đó hắn nhìn về phía huynh muội Tần Kiếm. Vì cái gì những kiếm khí này không nhằm vào các ngươi? Giờ phút này hắn mới phát hiện, những kiếm khí kia chỉ nhằm vào hắn. Bởi vì vừa rồi hắn xuất thủ, huynh muội Tần Kiếm cũng ra tay chống cự, nhưng vấn đề là, những kiếm khí kia lại chỉ nhằm vào hắn. Huynh muội Tần Kiếm nhìn nhau một chút, cuối cùng Tần Kiếm lắc đầu. Không biết. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Các ngươi đi trước đi. Tần Kiếm nhẹ gật đầu, sau đó cùng Tần Yêu Thủy lên đỉnh núi. Mặc dù ở trước mặt hai người còn có kiếm khí, nhưng đỉnh núi không có kiếm khí xuất hiện. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc một hồi, sau đó bắt đầu đi lên núi. Không có động tĩnh. Dương Diệp nhìn thoáng qua đỉnh núi. Xem ra vừa rồi chỉ là một hiểu lầm. Nhưng đúng lúc này, đỉnh núi đột nhiên vang lên một tiếng kiếm minh, thoáng qua, một đạo kiếm khí màu xanh từ đỉnh núi tựa như thiểm điện kích xạ xuống. Mục tiêu chính là Dương Diệp. Nhìn thấy đạo kiếm khí này, huynh muội Tần Kiếm cách đó không xa thần sắc cổ quái. Mà sắc mặt Dương Diệp thì trầm xuống. Hiện tại xem như người mù cũng nhìn ra được, đỉnh núi này có cái gì nhằm vào hắn, không để cho hắn đi lên. Đến tột cùng là cái gì đang ngăn trở hắn, không cho hắn đi lên. Không chỉ Dương Diệp hiếu kỳ, huynh muội Tiêu Kiếm cũng hiếu kỳ. Dương Diệp hiển nhiên là lần đầu tiên tới, nếu là lần đầu tiên tới, chuyện kia liền có chút không được bình thường. Đến tột cùng trên đỉnh núi có cái gì, vì sao lại không để cho Dương Diệp lên? Tại chỗ, Dương Diệp muốn đi lên lần nữa, nhưng đúng lúc này,
Tiểu Bạch đột nhiên ôm kiếm gỗ xuất hiện ở trước mặt hắn. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch bay đến trên bờ vai Dương Diệp, sau đó một cái móng vuốt nhỏ chỉ đỉnh núi, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Bảo bối! Đỉnh núi có bảo bối! Trong nháy mắt Dương Diệp liền hiểu ý tứ của Tiểu Bạch, bởi vì chỉ có gặp được bảo bối, Tiểu Bạch mới có bộ dáng này. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên lóe lên, rơi xuống trên người kiếm gỗ, sau đó tiểu trảo chỉ đỉnh núi. Kiếm gỗ run lên kịch liệt, muốn bay lên núi đỉnh, bất quá đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên lấy tay ôm Tiểu Bạch vào trong ngực. Tiểu Bạch quay đầu không hiểu nhìn Dương Diệp đang muốn nói chuyện, Tiểu Bạch lại chỉ đỉnh núi, một cái móng khác nắm lấy tay hắn, lôi kéo hắn đi. Dương Diệp ôm Tiểu Bạch đến trước mặt, sau đó nói. Sao trước kia ta không có phát hiện, tiểu gia hỏa ngươi tham tài như thế? Tiểu Bạch mở tròn mắt, sau đó cái ót cọ sát gương mặt Dương Diệp, tiểu chảo chỉ, vừa chỉ Dương Diệp. Giống như đang nói, ta cũng là vì ngươi. Dương Diệp thừa nhận, hắn cảm động. Bất quá hắn có chút hoài nghi Tiểu Bạch, bởi vì từ khi Tiểu Bạch đi theo hắn, hắn phát hiện, Tiểu Bạch bắt đầu có chút láo cá. Đây là sủng vật của ngươi. Đúng lúc này, Tần Yêu Thủy đột nhiên nói, ánh mắt của nàng rơi vào trên người Tiểu Bạch, trong mắt mang theo vẻ yêu thích không che giấu chút nào. Dương Diệp lắc đầu, hắn chưa hề xem Tiểu Bạch như sủng vật. Vậy nhường nàng cho ta được không? Tần Yêu Thủy đột nhiên nói. Dương Diệp còn chưa nói chuyện, Tiểu Bạch liền vội vàng lắc đầu. Nhìn thấy Tiểu Bạch nhân tính hóa như thế, Tần Yêu Thủy càng thêm yêu thích. Nàng còn muốn nói gì, nhưng Tần Kiếm lại nhìn nàng lắc đầu. Tần Yêu Thủy nhìn thoáng qua Tiểu Bạch cùng Dương Diệp, không nói gì nữa. Nàng không khó nhìn ra, Dương Diệp cùng Tiểu Bạch tình cảm rất tốt, Dương Diệp khẳng định sẽ không nhường Tiểu Bạch. Chỉ là mới vừa rồi nàng còn có chút không cam tâm, muốn thử xem. Lúc này, Tiểu Bạch chỉ đỉnh núi, sau đó nhìn Dương Diệp. Dương Diệp vuốt đầu Tiểu Bạch, sau đó nói. Đi, chúng ta cùng tiến lên. Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, muốn cưỡi kiếm gỗ bay lên núi. Dương Diệp giữ nàng lại, sau đó nói. Đi theo ta, minh bạch chưa? Tiểu Bạch mở tròn mắt, sau đó gật đầu. Nàng bay đến trên bờ vai Dương Diệp, kiếm gỗ thì lơ lửng ở trước mặt Dương Diệp không xa. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, trầm mặc mấy tức, sau đó bắt đầu đi lên núi đỉnh. Sau khi đi vài bước, đột nhiên một tiếng kiếm minh từ đỉnh núi vang lên, ngay sau đó, một đạo kiếm khí từ đỉnh núi đánh tới. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của Dương Diệp âm trầm, muốn ra tay, nhưng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên vung tiểu chảo, móng vuốt vừa vung, kiếm gỗ lơ lửng trước mặt Dương Diệp hóa thành kiếm quang kích xạ về phía đỉnh núi. Oanh! Đạo kiếm quang ở đỉnh núi bị kiếm gỗ xuyên qua, kiếm quang ầm vang vỡ vụn, hóa thành hư vô. Lúc này, 10 đạo kiếm quang đột nhiên từ đỉnh núi phóng lên trời, thoáng qua, 10 đạo kiếm quang tựa như lưu tinh từ chân trời trụy lạc về phía Dương Diệp. Tiểu Bạch mở tròn mắt, muốn vung chảo, nhưng lúc này, kiếm gỗ lại đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang kích xạ về phía chân trời. Tiểu Bạch ngay cả người, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt tràn đầy vẻ không hiểu, nàng còn không có vung chảo. Trong mắt Dương Diệp cũng mang theo một tia nghi hoặc, kiếm gỗ làm sao lại đột nhiên ra tay. Chân trời, kiếm gỗ răng khắp nơi, qua trong giây lát chân trời hiện đầy kiếm khí. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của huynh muội Tần Kiếm vô cùng ngưng trọng. Kiếm gỗ này mạnh, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Đúng lúc này, những kiếm khí ở chân trời đột nhiên tiêu thất, thoáng qua, thanh kiếm gỗ bay thẳng đến đỉnh núi. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch chớp mắt. Vẻ mặt mộng bức, trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp nói. Chúng ta đi. Nói xong, hắn ôm Tiểu Bạch lao về phía đỉnh núi. Lần này không chỉ có không có kiếm khí xuất hiện, ngay cả kiếm ý cũng không có xuất hiện. Một bên, huynh muội Tiêu Kiếm nhìn nhau một chút, sau đó cũng vội vàng đi theo. Sau khi ba người Dương Diệp tiêu thất, một nam tử đột nhiên xuất hiện. Bên hông nam tử treo một thanh trường kiếm, hai thanh đoản đao. Nam tử nhìn Dương Diệp tiêu thất hồi lâu, sau đó nói. Cái đầu người này, có chút không dễ cầm a. Bất quá, nếu như dễ cầm, không phải không có ý nghĩa sao? Nói xong, hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Đỉnh núi. Ba người Dương Diệp cực kỳ thuận lợi đi tới đỉnh núi chỉ có một cung điện xa hoa. Ba người Dương Diệp nhìn nhau một chút,
Lúc này Tiểu Bạch lôi kéo Dương Diệp đi vào bên trong, một bên huynh muội Tần Kiếm lập tức đi theo. Tiến vào cung điện, ba người Dương Diệp lập tức ngây ngẩn cả người. Trong cung điện, vậy mà toàn bộ đều là pho tượng nữ tử. Những pho tượng này, từng cái sinh động như thật, tựa như người sống. Nữ tử nhìn chỉ không đến 20, dung mạo tinh xảo đến hoàn mỹ, tóc bạc trắng. Dáng người nữ tử thon dài, đặc biệt là cặp chân kia, bởi vì chân không có quần áo che lấp, bởi vậy đôi chân dài không hề cố kỵ bày ra. Đây là ai? Giữa sân, trong mắt ba người hiện lên nghi hoặc. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên chỉ nơi xa, Dương Diệp quay đầu nhìn lại, cách đó không xa là thanh kiếm gỗ, hơn nữa trước mặt kiếm gỗ không xa, còn có một thanh kiếm. Chuôi kiếm trước mặt kiếm gỗ tuyết trắng, tựa như tuyết chế tạo, nhưng chuôi kiếm lại màu xanh. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, ở trên thân kiếm có mấy đóa bạch liên. Thanh liên kiếm. Đúng lúc này, Tần Ưu Thủy đột nhiên nói. Ở trong mắt có một tia lửa nóng. Thanh liên kiếm. Dương Diệp nhìn về phía Tần Ưu Thủy. Tần Ưu Thủy nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Vũ khí của kiếm tiên, nghe đồn trong kiếm này có kiếm tiên truyền thừa. Trừ cái đó ra, kiếm này càng là tồn tại siêu việt chân cấp. Siêu việt chân cấp. Dương Diệp nhìn về phía thanh liên kiếm, hắn đánh giá thanh liên kiếm một chút, sau đó vừa nhìn về phía kiếm gỗ nói. Hai người các ngươi, ai lợi hại hơn? Lúc này kiếm gỗ run lên kịch liệt, sau đó nó lướt tới thanh liên kiếm, mà ở trong ánh mắt của mọi người, thanh liên kiếm bắt đầu lui về sau. Kiêng kỵ. Không, chuẩn xác mà nói, thanh liên kiếm có chút sợ. Giờ khắc này, vẻ mặt huynh muội Tần Kiếm nghiêm túc. Hai huynh muội nhìn nhau một chút. Trong mắt đều hiện lên chấn kinh. Kiếm gỗ kia lai lịch ra sao? Vậy mà làm cho thanh liên kiếm e ngại. Sắc mặt Dương Diệp bình tĩnh, không có chút ngoài ý muốn nào. Kiếm gỗ ngay cả bản nguyên của lục đinh thần hỏa cũng có thể thương tổn, thanh liên kiếm lợi hại, cũng không có khả năng lợi hại hơn lục đinh thần hỏa. Đáng tiếc là, kiếm gỗ này thiện lương, không thích hắn. Bất quá không quan hệ, hắn sớm muộn gì cũng dạy hư kiếm gỗ, để nó trở thành hung kiếm. Hung kiếm không đáng sợ, đáng sợ là một thanh hảo kiếm biến thành hung kiếm. Đúng lúc này, thanh liên kiếm đột nhiên run lên, sau một khắc, một đạo bạch quang lóe lên, một nam tử mặc trường bào màu trắng xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Nam tử tóc bạc trắng, dung mạo tuấn mỹ, ở bên hông treo một cái hổ lô rượu. Lý Thái Bạch. Không cần phải nói, người này chính là kiếm tiên Lý Thái Bạch. Thần sắc của huynh muội Tần Kiếm trở nên nghiêm nghị. Lý Thái Bạch nhìn lướt qua ba người Dương Diệp, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Dương Diệp, khi thấy Dương Diệp, chân mày hắn cau lại. Là ngươi? Dương Diệp nhướng mày. Ngươi biết ta? Lý Thái Bạch liếc mắt nhìn Dương Diệp. Thì ra là thế. Lúc này Dương Diệp đang muốn nói chuyện, Lý Thái Bạch đột nhiên vung tay phải lên, ba quyển trục phân biệt rơi vào trước mặt ba người Dương Diệp nói. Ta biết vì sao các ngươi tới, đây là sở học suốt đời của ta. Đều ở trong đó, các ngươi cầm đi đi. Dương Diệp nhìn thoáng qua quyển trục trước mặt, sau đó nói. Cứ như vậy cho chúng ta. Lý Thái Bạch hỏi lại. Bằng không thì thế nào đây? Dương Diệp nói. Có chút quá dễ dàng a. Lý Thái Bạch nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Ngươi đối với mọi việc đều có đề phòng, sống quá mệt mỏi. Dương Diệp lắc đầu. Sống mệt mỏi dù sao cũng tốt hơn chết nha. Lý Thái Bạch mỉm cười nói. Cũng phải, giải thích một chút, bất kể là ai, tới nơi đây trước, đều sẽ đạt được truyền thừa của ta. Các ngươi tới trước, cho nên, các ngươi thu được. Dương Diệp nói. Theo ta được biết, còn có một người tới sớm hơn chúng ta a. Hắn nói chính là Tiêu Diêu Tử. Lý Thái Bạch khẽ gật đầu. Là có một người đến sớm hơn các ngươi, bất quá đợi chút nữa các ngươi sẽ biết. Nói xong. Hắn đột nhiên nhìn về phía kiếm gỗ bên cạnh Tiểu Bạch, khi thấy kiếm gỗ, lông mày hắn lập tức nhíu lại. Tiền bối nhận biết kiếm này. Dương Diệp vội hỏi. Lý Thái Bạch nhìn chuôi kiếm này hồi lâu, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Nó làm sao lại đi theo ngươi? Có ý tứ gì? Dương Diệp không hiểu. Lý Thái Bạch nói. Ngươi sát tâm nặng như thế, mi tâm càng tràn ngập lệ khí, kiếm này chí nhân chí thiện, không có đạo lý đi theo ngươi a. Mặt Dương Diệp đen lại, đây là đang nói hắn không phải người tốt ha. Lúc này, Lý Thái Bạch lại nói. Thôi,
hết thảy đều không liên quan gì đến ta. Nói xong, hắn nhìn về phía thanh liên kiếm cách đó không xa. Kiếm này có linh, sẽ tự chọn chủ, nếu như nó không đi cùng ba người các ngươi, thì không được cưỡng cầu. Nói xong, hắn quay người đi tới sau lưng, nơi đó có một quan tài thủy tinh. Ở trong đó nằm một nữ tử này, chính là bản thể của những pho tượng chung quanh. Lý Thái Bạch nhìn nữ tử trong quan tài hồi lâu, ánh mắt hắn dần dần ngây dại, thời gian dần trôi qua, thân thể hắn dần dần hư ảo. Rất nhanh, thân thể hắn hoàn toàn biến mất. Cùng tiêu thất, còn có bộ quan tài thủy tinh kia. Đúng lúc này, thanh liên kiếm khẽ run lên, thoáng qua, một màn ánh sáng màu xanh xuất hiện ở cách đám người không xa. Tràng cảnh trong màn sáng, chính là chân núi Phượng Minh Sơn, cũng là địa phương đám người Dương Diệp vừa qua. Đám người Dương Diệp không hiểu, đúng lúc này, một nam tử tay cầm trường kiếm, mặc bào màu trắng xuất hiện. Ở trước ngực trái của nam tử, có một chữ kiếm, nho nhỏ. Tiêu Diêu Tử. Tiêu Diêu Tử. Thần sắc của Dương Diệp trở nên nghiêm nghị, đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy Tiêu Diêu Tử. Bất quá cùng ban đầu hắn ở Kiếm Tông nhìn thấy Tiêu Diêu Tử có chút không giống. Không phải bộ dáng không giống, mà là khí chất. Tiêu Diêu Tử bây giờ đứng ở nơi đó, tựu như cùng thiên địa một thể, trong lúc vô hình cho người ta cảm giác áp bách. Trừ cái đó ra, Tiêu Diêu Tử còn cho Dương Diệp một loại cảm giác, một loại cảm giác đã từng quen biết. Thời điểm huynh muội Tần Kiếm nhìn thấy Tiêu Diêu Tử, thần sắc cũng ngưng trọng lên. Mặc dù bọn hắn không biết Tiêu Diêu Tử cường đại như thế nào, nhưng trực giác nói cho bọn hắn, nam tử trong màn sáng kia, rất mạnh, cực kỳ mạnh. Trong màn sáng, Tiêu Diêu Tử đứng ở chân núi Phượng Minh Sơn, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi Phượng Minh Sơn, trong mắt vô cùng bình tĩnh. Rất nhanh, hắn đi đến đỉnh núi Phượng Minh Sơn. Tiêu Diêu Tử bước lên Phượng Minh Sơn, một cỗ kiếm ý cường đại đột nhiên từ đỉnh núi bao phủ xuống, rất nhanh, cỗ kiếm ý này đi tới trên đỉnh đầu Tiêu Diêu Tử, nhưng ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, kiếm ý đi vào trước mặt Tiêu Diêu Tử liền dừng lại, sau đó giống như thủy triều lui trở về đỉnh núi. Huynh muội Tần Kiếm nhìn nhau một chút, trong mắt hai người không che giấu chấn kinh chút nào, cuối cùng Tần Kiếm nhìn về phía Dương Diệp. Dương huynh, cái này. Dương Đai Lẹp trầm mặc một lát, sau đó nói. Kiếm ý kia sợ hắn. Kiếm ý sợ Tiêu Diêu Tử. Trong lòng huynh muội Tần Kiếm cực kỳ chấn kinh, phải biết, kiếm ý kia là kiếm ý của Lý Thái Bạch. Kiếm ý của Lý Thái Bạch, đó là kiếm ý siêu việt chân cảnh A. Nhưng kiếm ý này lại e ngại. Hắn là Tiêu Diêu Tử sao? Một bên, Tần Ưu nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía màn sáng. Trong màn sáng, lúc này Tiêu Diêu Tử đã đi tới trước vách núi. Trên vách núi đá, chỉ có một câu, nếu kiếm đạo tiểu thành, tiên nhân cũng có thể chém. Câu nói này chính là Lý Thái Bạch lưu lại. Tiêu Diêu Tử nhìn câu nói kia hồi lâu, sau đó nói. Tiên nhân, tay cầm ba thước kiếm, người nào không thể giết. Nói xong. Kiếm trong tay hắn đột nhiên tiêu thất. Thoáng qua, bên cạnh câu nói kia của Lý Thái Bạch, nhiều thêm một hàng chữ. Tiêu Diêu Tử không có dừng lại, tiếp tục đi lên phía trước. Rất nhanh, Tiêu Diêu Tử đi tới đỉnh núi. Tiêu Diêu Tử nhìn lướt qua bốn phía, sau đó tiến vào trong đại điện, cũng là chỗ đám người Dương Diệp đang đứng. Trong đại điện, lơ lửng một thanh kiếm, chính là thanh liên kiếm. Ánh mắt Tiêu Diêu Tử rơi vào trên thanh liên kiếm. Trầm mặc một cái chớp mắt, thanh liên kiếm khẽ run lên, thoáng qua, Lý Thái Bạch xuất hiện. Lý Thái Bạch nhìn Tiêu Diêu Tử cũng nhìn Lý Thái Bạch, chỉ bất quá thần sắc của Tiêu Diêu Tử vẫn luôn rất bình tĩnh. Trầm mặc hồi lâu, Lý Thái Bạch đột nhiên nói. Ta cả đời này, gặp qua hai người tu vi kiếm đạo ở trên ta, một cái trong đó là ngươi. Trong mắt Tiêu Diêu Tử rốt cục có một tia ba động. Một người khác ở nơi nào? Lý Thái Bạch ngẩng đầu nhìn một chút. Cửu Thiên. Tiêu Diêu Tử khẽ gật đầu. Minh Bạch. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Lý Thái Bạch. Kiếm vực. Lý Thái Bạch khẽ gật đầu. Bất quá, đã quên gần hết rồi. Tiêu Diêu Tử nói. Dùng bao lâu để quên? 10 năm. Lý Thái Bạch nói. Nói xong, hắn nhìn về phía Tiêu Diêu Tử. Ngươi thì sao? Tiêu Diêu Tử nói. 3 năm. Lý Thái Bạch nhìn Tiêu Diêu Tử hồi lâu, sau đó nói. Ngươi không phải tới từ Tiểu Thiên Vũ Trụ chứ? Tiêu Diêu Tử khẽ gật đầu. Trong mắt Lý Thái Bạch lóe lên vẻ phức tạp. Không nghĩ tới, ở dị thế tha hương,
lại có nhân vật như ngươi. Tiêu Diêu Tử nói, ngươi đối đãi kiếm vực như thế nào? Lý Thái Bạch trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, ngộ, vực, đơn giản, hiểu, vực, khó. Tiêu Diêu Tử nhẹ gật đầu. Vực, lưu tâm cảnh, ở trên, chân, minh, đạo, lại bao hàm, chân, minh, đạo, chuẩn xác mà nói là bao hàm hết thảy vạn vật. Nói đến đây, hắn trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Nếu muốn hiểu vực, trước phải hiểu tâm, hiểu thế gian vạn vật. Lý Thái Bạch nhìn Tiêu Diêu Tử hồi lâu, sau đó nói. Kiếm đạo của ngươi còn có thiếu hụt. Tiêu Diêu Tử nhẹ gật đầu. Ta biết. Đối với ngươi mà nói, chỉ sợ khó mà đền bù chỗ thiếu hụt này. Lý Thái Bạch nói. Tiêu Diêu Tử không có nói chuyện, trầm mặc một cái chớp mắt, hắn quay người rời đi, khi đi đến cửa cung điện, hắn đột nhiên dừng bước, sau đó nhìn thoáng qua pho tượng nữ tử ở bên cạnh. Ba thước thanh phong, vẫn chém không đứt tơ tình. Lý Thái Bạch trầm mặc mấy tức, sau đó nói. Cửa này, ta qua không được. Tiêu Diêu Tử khẽ lắc đầu. Đáng tiếc, bằng không thì, người ta có thể chiến một trận. Nói xong, hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Đến tận đây, màn sáng tiêu thất. Trong đại điện, ba người Dương Diệp trầm mặc. Hai mắt Dương Diệp khép hờ, trong đầu một mực hồi tưởng Tiêu Diêu Tử cùng Lý Thái Bạch đối thoại. Kiếm vực. Tiêu Diêu Tử cùng Lý Thái Bạch lại muốn quên kiếm vực. Tại sao bọn hắn muốn quên kiếm vực? Dương Diệp không lý giải được, mặc dù hắn không tính chân chính hiểu kiếm vực, nhưng kiếm vực giúp đỡ hắn có thể nói gần Hồng Mông Tháp. Mà hắn tin tưởng, mặc kệ là Tiêu Diêu Tử hay Lý Thái Bạch, bọn hắn lý giải kiếm vực, khẳng định mạnh hơn hắn rất nhiều. Nhưng Lý Thái Bạch cùng Tiêu Diêu Tử vậy mà đều quên kiếm vực. Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Diệp vậy mà nhập định. Một bên, huynh muội Tần Kiếm nhìn nhau một chút, đều không có quấy rầy Dương Diệp. Cuối cùng, hai huynh muội nhìn về phía Thanh Liên Kiếm. Mà lúc này, Tiểu Bạch cũng nhìn về phía Thanh Liên Kiếm. Tần Yêu Thủy đi tới trước Thanh Liên Kiếm, sau đó nói. Ngươi có thể nguyện cùng ta. Thanh Liên Kiếm còn chưa đáp lại, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Thanh Liên Kiếm, sau đó Tiểu Trảo vẫy vẫy Thanh Liên Kiếm, giống như chào hỏi. Lúc này, Thanh Liên Kiếm khẽ run lên, sau đó nó trực tiếp trôi dạt đến trước mặt Tiểu Bạch, trên thân kiếm tản ra thanh âm kiếm minh như có như không, dường như cùng Tiểu Bạch chào hỏi. Tần Yêu Thủy. Tiểu Bạch cùng Thanh Liên Kiếm dường như rất hợp duyên, hai cái trao đổi không biết trời đâu đất đâu. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Tần Yêu Thủy lóe lên ảm đạm, muốn rời khỏi, nhưng lúc này Tiểu Bạch cùng Thanh Liên Kiếm đột nhiên đi tới trước mặt Tần Yêu Thủy, Tiểu Bạch nhìn Tần Yêu Thủy nhếch miệng cười một tiếng, sau đó Tiểu Trảo chỉ Thanh Liên Kiếm, tiếp lấy chỉ Tần Yêu Thủy. Tần Yêu Thủy ngây cả người, sau đó nói. Ngươi nói, nó muốn đi theo ta. Tiểu Bạch gật đầu. Vì cái gì? Tần Yêu Thủy không hiểu. Tiểu Bạch mở tròn mắt, vấn đề này làm sao nàng biết? Nàng làm sao biết tại sao Thanh Liên Kiếm muốn đi theo Tần Yêu Thủy? Nàng nhìn Tần Yêu Thủy một hồi, sau đó chỉ Thanh Liên Kiếm, ý là ngươi đi hỏi nó. Nhìn thấy bộ dáng này của Tiểu Bạch, Tần Yêu Thủy nhìn không được sờ soạng cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch, sau đó nói. Tiểu Gia Hỏa, cùng tỷ tỷ đi có được hay không? Nhà ta có rất nhiều đồ tốt. Đồ tốt? Ánh mắt Tiểu Bạch sáng lên, sau đó vội vàng gật đầu. Nhìn thấy Tiểu Bạch gật đầu, thần sắc Tần Yêu Thủy vui mừng, muốn nói chuyện, nhưng lúc này Tiểu Bạch đột nhiên chỉ Dương Diệp cách đó không xa, sau đó chỉ mình, lại chỉ Tần Yêu Thủy, biểu thị muốn cùng Dương Diệp đi về nhà Tần Yêu Thủy. Nụ cười của Tần Yêu Thủy cứng đờ, nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp đang nhập định, sau đó nhìn về phía Tiểu Bạch, nghĩ một lát mới nói. Tốt, cùng đi. Nghe vậy, Tiểu Bạch lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Tần Yêu Thủy mỉm cười, nhìn về phía Thanh Liên Kiếm. Ta sẽ không bôi nhọ ngươi. Thanh Liên Kiếm khẽ run lên, bay đến trong tay Tần Yêu Thủy. Tần Yêu Thủy mỉm cười, nhìn về phía Tần Kiếm. Chúng ta về nhà đi. Tần Kiếm nghĩ nghĩ, nhìn về phía Dương Diệp nói. Chờ hắn tỉnh chúng ta lại đi. Tần Yêu Thủy nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó khẽ gật đầu. Tốt, hiện tại Dương Diệp đang cảm ngộ, nếu có người quấy rầy, đây tuyệt đối là rất nguy hiểm. Hiện tại trạng thái của Dương Diệp, hiển nhiên là vừa mới nghe Tiêu Diêu Tử cùng Lý Thái Bạch nói có cảm ngộ, nếu như còn không có nghĩ rõ ràng đã bị người quấy rầy, khả năng sẽ phí công nhọc sức.
Tiểu Bạch hiển nhiên cũng biết hiện tại Dương Diệp không thể quấy nhiễu, bởi vậy nàng ôm kiếm gỗ trở lại trong Hồng Mông Tháp. Đảo mắt, 3 ngày trôi qua, Dương Diệp vẫn không có tỉnh. Tần Ưu Thủy nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Hắn sẽ không nhập định mấy năm chứ? Tần Kiếm lắc đầu. Không biết. Tần Ưu Thủy đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Dương Diệp mở mắt. Thì ra là thế, thì ra là thế. Tần Kiếm nói. Dương huynh, ngươi. Dương Diệp nhìn về phía huynh muội Tần Kiếm. Đa tạ 3 ngày qua thủ hộ. Tần Kiếm khẽ lắc đầu. Việc nhỏ, người đã tỉnh, hai huynh muội ta liền cáo từ. Nói xong, hai người muốn đi. Lúc này Dương Diệp đột nhiên nói. Hai vị, có một câu, về sau hai vị khả năng phải dùng tới. Tần Kiếm nhìn về phía Dương Diệp, chân thành nói. Xin chỉ giáo. Dương Diệp nói. Phá rồi lại lập. Phá rồi lại lập. Chân mày Tần Kiếm cau lại. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nhiều khi, chúng ta cần phá rồi lại lập, đơn giản mà nói chính là, có khi chúng ta phải từ bỏ một vài thứ, sau khi từ bỏ, người liền sẽ phát hiện, là hai loại tâm cảnh hoàn toàn khác biệt. Tần Kiếm đang muốn nói gì, Dương Diệp lại lắc đầu. Thấy thế, Tần Ưu Thủy nhìn Tần Kiếm lắc đầu, nàng biết, rất nhiều chuyện, cần tự mình cảm ngộ, người khác, chỉ có thể cho một chút xíu nhắc nhở hoặc trợ giúp. Nếu như người khác đều nói hết, cái kia ngược lại sẽ xấu chuyện. Tần Ưu Thủy nhìn Dương Diệp ôm quyền, sau đó nói. Đa tạ, có cơ hội, đến Tần gia làm khách, cáo từ. Nói xong, hắn cùng Tần Kiếm quay người rời đi. Huynh muội Tần Kiếm vừa ra đại môn, liền nhìn thấy một nam tử từ nơi xa đi tới. Nam tử bỏ qua huynh muội Tần Kiếm, đi vào trong cung điện, lúc trải qua huynh muội Tần Kiếm, nam tử đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn về phía huynh muội Tần Kiếm. Dương Diệp ở bên trong. Tần Kiếm nhìn thoáng qua nam tử, không nói gì, đúng lúc này, nam tử đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, sắc mặt Tần Kiếm đại biến, muốn ra tay, nhưng lúc này một bông tuyết huyết sắc thổi qua, kiếm quang lóe lên. Xuy, toàn bộ cánh tay của Tần Kiếm bay ra ngoài. Một bên, Tần Ưu Thủy giận dữ, muốn ra tay, nhưng Tần Kiếm ngăn cản nàng, Tần Kiếm nhìn nam tử kia. Kiếm như tuyết mịn, nhanh như gió táp, ngươi chính là Ngân Hà bảng xếp hạng thứ 3 Quý Lương Xuyên. Nam tử khẽ gật đầu. Là ta. Ngươi tìm ta. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Quý Lương Xuyên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở cửa cung điện, đứng một nam tử áo xanh, nam tử này chính là Dương Diệp. Quý Lương Xuyên nhìn Dương Diệp. Đầu ngươi rất đáng tiền, mượn tới sử dụng một chút, sử dụng xong lại trả cho ngươi. Dương Diệp chỉ đầu mình. Ngay ở đây, tới lấy. Tới lấy. Nơi xa. Khóe miệng Quý Lương Xuyên nổi lên nụ cười. Rất tự tin, đương nhiên ta biết, ngươi chắc chắn sẽ không phải luân hồi cảnh bình thường, cho nên ta sẽ không khinh thị ngươi. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói. Đương nhiên, cũng sẽ không quá đề cao ngươi. Vùng vũ trụ này, thế hệ trẻ tuổi, có thể làm cho ta xem trọng, không nhiều. Dương huynh. Đúng lúc này, Tần Kiếm đột nhiên nhắc nhở. Chớ khinh thường, người này ở trên Ngân Hà bảng. Xếp hạng thứ 3, thực lực của hắn rất mạnh. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Quý Lương Xuyên. Tới đi. Tự nhiên. Quý Lương Xuyên nói xong, cả người tiêu thất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Dương Diệp, sau đó một bông tuyết huyết hồng sắc xuất hiện ở giữa sân, theo bông tuyết xuất hiện, còn có một đạo kiếm quang như tuyết. Thời điểm kiếm quang xuất hiện, Dương Diệp đột nhiên nghiêng người, vừa mới nghiêng người. Một thanh kiếm dán cổ họng của hắn đâm qua. Bất quá rất nhanh, chuôi kiếm này ngừng lại, sau đó kiếm đột nhiên cắt ngang, muốn cắt đứt yết hầu của Dương Diệp. Thời điểm kiếm cắt ngang, thân thể Dương Diệp lại như bẻ gãy ngửa ra sau, kiếm gọt qua, mũi chân Dương Diệp nhẹ nhàng dẫm mặt đất một cái, cả người lui về sau trăm trượng, vừa mới dừng lại, tay trái tìm tòi về phía trước, kiếm tổ xuất hiện ở trong tay của hắn. Nơi xa, Quý Lương Xuyên nhìn thoáng qua Dương Diệp. Khóe miệng hơi nhếch lên. Có chút ý tứ. Nói xong, cả người hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất, kiếm quang dây lát đến trước mặt Dương Diệp. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên đâm ra một kiếm này, trực tiếp đâm vào mũi kiếm trong tay Quý Lương Xuyên. Đang. Mũi kiếm chạm vào nhau, giữa sân lập tức vang lên âm thanh chói tai. Hai người bị lực lượng chấn liên tục lùi lại, bất quá qua trong dây lát,
chân phải Quý Lương Xuyên dẫm mặt đất một cái, cả người hóa thành một đạo kiếm quang như tuyết bắn nhanh ra. Một kiếm này, nhanh đến cực hạn. Nơi xa, sắc mặt Dương Diệp không thay đổi, thời điểm Quý Lương Xuyên tiêu thất, kiếm trong tay hắn đột nhiên dựng thẳng ngăn ở mi tâm. Đang! Một thanh kiếm đâm vào trên thân kiếm tổ khẽ run lên, thoáng qua, Dương Diệp đột nhiên nghiêng người, sau đó kiếm tổ trong tay cắt ngang tới. Một kiếm này, đồng dạng nhanh đến cực hạn. Quý Lương Xuyên một kiếm thất bại, hắn khẽ chau mày, sau đó thu kiếm ngăn ở trước mặt mình, vừa ngăn ở trước mặt, kiếm tổ trong tay Dương Diệp đã chạm lên. Đang! Theo tiếng kim thiết va chạm, Quý Lương Xuyên bị Dương Diệp chấn lui về sau tầm 10 trượng. Quý Lương Xuyên không có xuất thủ, hắn nhìn thoáng qua, trong mắt có một tia ngưng trọng. Lực lượng thật mạnh, Dương Diệp nói. Vẫn không chăm chú sao? Quý Lương Xuyên khẽ gật đầu. Sự thật chứng minh, ý nghĩ của ta là không sai. Lần này sinh ý của Dương gia, khó thực hiện, bất quá khó khăn, mới có thú vị, không phải sao? Nói xong, hắn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, trường kiếm trong tay phải chém xuống một cái. Chân phải Dương Diệp nhẹ nhàng khẽ động, cả người lui về sau mấy bước, vừa dừng lại, một thanh kiếm dán cái mũi hắn chém xuống. Sau khi né tránh một kiếm này của Quý Lương Xuyên, chân phải Dương Diệp nhẹ nhàng điểm mặt đất, cả người đâm về phía trước. Quý Lương Xuyên một kiếm thất bại, sắc mặt không thay đổi, thấy trường kiếm của Dương Diệp đâm tới, lập tức đâm ra một kiếm. Thời điểm hai thanh kiếm đụng vào nhau, kiếm trong tay Dương Diệp lại đột nhiên nghiêng qua, sau đó dán thân kiếm của Quý Lương Xuyên đâm về phía yết hầu. Sắc mặt Quý Lương Xuyên biến hóa, bất quá hắn không có thu kiếm, kiếm đồng dạng dán kiếm của Dương Diệp đâm về phía yết hầu đối phương. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hai người cuối cùng sẽ đồng quy vô tận. Nhưng hai người làm sao lại đồng quy vô tận? Thời điểm kiếm của Dương Diệp cách yết hầu của Quý Lương Xuyên còn không sai biệt lắm nửa tấc. Một thanh đoản đao mỏng như cánh ve chặn lại, mà kiếm của Quý Lương Xuyên sắp đâm trúng Dương Diệp, có hai ngón tay kẹp lấy chuôi kiếm này. Không chung, hai người nhìn nhau, sau một khắc, kiếm trong tay Dương Diệp xoay tròn, kiếm trong tay Quý Lương Xuyên cũng xoắn một phát. Bành! Theo một tiếng nổ vang, Quý Lương Xuyên bị kiếm của Dương Diệp chấn đến hơn 10 trượng. Mà kiếm trong tay Quý Lương Xuyên thì ở trên hai ngón tay của Dương Diệp lưu lại hai vết máu, nếu như Dương Diệp không rút nhanh. Chỉ sợ hai ngón tay là giữ không được. Nơi xa, Quý Lương Xuyên trầm mặc một cái chớp mắt, đột nhiên tay phải hắn cầm kiếm chậm rãi dán trước ngực, sau một khắc, hắn cách không chém về phía Dương Diệp một kiếm. Xuy! Một đạo kiếm khí tuyết trắng từ đỉnh trường kiếm trong tay Quý Lương Xuyên bắn ra, kiếm khí tuyết trắng tựa như do tuyết ngưng tụ thành, toàn thân trắng như tuyết, những nơi đi qua, toàn bộ không gian biến thành tuyết trắng. Kiếm kỹ! Quý Lương Xuyên thi triển ra kiếm kỹ của mình. Nơi xa, sắc mặt Dương Diệp bình tĩnh, hắn bước ra một bước, kiếm trong tay cũng bình đâm ra. Bình đâm. Một cái bình đâm thật đơn giản. Hắn cũng không có thi triển kiếm kỹ. Rất nhanh, kiếm của Dương Diệp đâm lên kiếm khí của Quý Lương Xuyên, vừa mới tiếp xúc, kiếm trong tay Dương Diệp run lên kịch liệt. Ngay sau đó, lực lượng ẩn chứa trong đó chấn Dương Diệp không ngừng lùi lại. Lùi không sai biệt lắm 10 trượng. Chân phải Dương Diệp giẫm mặt đất một cái, toàn bộ mặt đất run lên kịch liệt, Dương Diệp thì mượn nhờ lực lượng phản chấn ngừng lại, sau một khắc, kiếm trong tay hắn bỗng nhiên gọt ngang. Xuy! Một kiếm này trực tiếp gọt kiếm khí của Quý Lương Xuyên thành hai nửa, kiếm khí vừa bị chẻ thành hai nửa, Quý Lương Xuyên lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó một đạo hàn quang lóe lên. Sau một khắc, Dương Diệp cảm giác toàn thân phát lạnh. Ngay sau đó, một thanh kiếm đã đi tới cách mi tâm hắn không đến nửa tác. Dương Diệp phản ứng rất nhanh, chân phải nhẹ nhàng xoay tròn, nghiêng người, tránh thoát một kiếm kia, nhưng lúc này, một thanh đoản đao đột nhiên cắt ngang tới, đao rất nhanh, nhanh vô cùng, còn nhanh hơn kiếm. Thời điểm đao ra, chân phải Dương Diệp nhẹ nhàng dẫm mặt đất một cái, cả người thối lui đến hơn 10 trượng. Vừa mới dừng lại, làn da trái cổ Dương Diệp nứt ra một vết rách, tiên huyết từ bên trong chậm rãi tràn ra. Vừa rồi, nếu như hắn chậm một chút, đầu của hắn khả năng đã dọn nhà. Vết rách rất nhỏ, hồng mông tử khí thoáng qua liền chữa trị. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Quý Lương Xuyên, Quý Lương Xuyên mỉm cười. Đao của ta, so với kiếm càng. Nói đến đây, vẻ mặt Quý Lương Xuyên đột nhiên biến đổi, bởi vì Dương Diệp tiêu thất tại nguyên chỗ. Lúc Dương Diệp xuất hiện lần nữa, đã ở phía sau hắn.
ám chi pháp tắc. Một đạo kiếm quang chợt lóe lên ở sau lưng Quý Lương Xuyên. Xuy. Nhưng Quý Lương Xuyên đã xuất hiện ở ngoài mấy chục trượng, bất quá hắn vừa mới dừng lại, Dương Diệp lại xuất hiện ở sau lưng, sau đó lại một đạo kiếm quang lóe lên. Lần này thần sắc của Quý Lương Xuyên rốt cục thay đổi. Cực kỳ ngưng trọng. Lần này, hắn không có tránh, hai thanh đoản đao bên hông đột nhiên xoay tròn cắt ra. Cùng lúc đó, kiếm trong tay hắn hóa thành kiếm quang xoắn ốc cắt chém tới. Trừ cái đó ra, còn có một cỗ ý cảnh kinh khủng từ trong thân thể hắn tuôn ra, sau đó bao phủ về phía Dương Diệp. Đao ý chí cảnh. Ầm ầm. Từng âm thanh nổ vang không ngừng vang lên, thoáng qua, kiếm quang cùng đao quang lập lòe. Kịch chiến bắt đầu. Nơi xa, Tần Ưu Thủy trầm giọng nói. Người có phát hiện không, hắn không dùng kiếm ý. Cái hắn này, dĩ nhiên là chỉ Dương Diệp. Tần Kiếm khẽ gật đầu, sau đó nói. Vì sao hắn không sử dụng kiếm ý? Tần Ưu Thủy lắc đầu. Không biết. Nói xong, nàng nhìn về nơi xa. Nơi xa, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Đến hiện tại mới thôi, Dương Diệp không chỉ không có sử dụng kiếm ý, ngay cả kiếm kỹ cũng không có sử dụng, hắn chỉ là chém, đâm, chọc. Những cái này, đều là động tác cơ bản lúc học kiếm. Nhưng là những động tác cơ bản này, bây giờ lại mạnh hơn kiếm kỹ của Quý Lương Xuyên, hơn nữa trong cận chiến, Quý Lương Xuyên đã bị Dương Diệp áp chế. Đặc biệt là tăng thêm ám chi pháp tắc quỷ dị của Dương Diệp, cái này khiến Dương Diệp cận chiến cơ hồ là vô địch. Bất quá Quý Lương Xuyên cũng không kém, đối mặt Dương Diệp tấn công, mặc dù hắn bị áp chế, nhưng còn có thể miễn cưỡng chống cự. Hư vô trảm. Đúng lúc này, giữa sân đột nhiên vang lên tiếng hét phẫn nộ của Quý Lương Xuyên, từng đạo kiếm kỹ cường đại hiện ra. Dương Diệp cùng Quý Lương Xuyên giao thủ thì bị những kiếm khí này chấn không ngừng lùi lại, thời điểm Dương Diệp lui lại, Quý Lương Xuyên mãnh liệt bắn ra, kiếm của hắn như tên rời cung. Mục tiêu của kiếm, tự nhiên chính là Dương Diệp. Mà ở trong tay Quý Lương Xuyên, là hai thanh đoản đao. Nơi xa, Dương Diệp nhìn Quý Lương Xuyên, hắn lui về sau một bước, vừa mới lui, một thanh kiếm chống đỡ ở mi tâm hắn, bất quá cùng làn da hắn còn có chút khoảng cách, mà lúc này, kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên đâm ra. Đang! Theo một thanh âm thanh thúy vang lên, kiếm của Quý Lương Xuyên bị Dương Diệp đánh bay, mà lúc này, Quý Lương Xuyên lại đi tới trước mặt Dương Diệp, trong chốc lát, vô số đao quang trong nháy mắt bao phủ Dương Diệp. Những đao quang này, là bởi vì đao quá nhanh mà thành. Giữa sân, những đao quang kia bao phủ đến, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Cái gì gọi là chân? Nguyên thủy nhất, là chân. Nói xong, con mắt Dương Diệp lặng lẽ híp lại, trong chốc lát. Thời điểm mở mắt, kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên động. Đâm, chọc, chém, bổ, cắt. Ở trong mắt huynh muội Tần Kiếm, Dương Diệp không ngừng lặp lại những động tác này. Tốc độ Dương Diệp huy kiếm, là cực kỳ chậm, chậm tựa như tiểu hài tử đang dùng kiếm. Nhưng thần sắc huynh muội Tần Kiếm lại vô cùng ngưng trọng. Tốc độ của Dương Diệp không phải chậm, mà là nhanh. Nhanh đến cực hạn là chậm. Không đến một hơi, những đao quang kia của Quý Lương Xuyên toàn bộ tiêu thất. Thu kiếm, Dương Diệp cầm kiếm mà đứng, hắn nhìn Quý Lương Xuyên. Còn có chiêu gì không? Quý Lương Xuyên nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Vì sao lại như vậy? Kiếm chiêu của Dương Diệp cực kỳ phổ thông đến ngay cả người mới học kiếm cũng biết, hơn nữa ở trong quá trình này, Dương Diệp cũng không dùng kiếm ý gia trì. Nhưng những kiếm chiêu phổ thông này, lại phá đao kỹ của hắn. Muốn biết TC? Dương Diệp nói. Quý Lương Xuyên nhẹ gật đầu. Dương Diệp nhìn kiếm trong tay, sau đó nói. Biết không, lúc này ta mới phát hiện, kiếm đạo ta đi là sai. Sai. Quý Lương Xuyên nhíu mày. Có ý tứ gì? Dương Diệp nói. Không thể nói sai, chỉ có thể nói, không có hiểu. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Quý Lương Xuyên, lại nói. Người bây giờ là chí cảnh, mặc kệ tốc độ, hay kiếm kỹ, đều đạt đến cực hạn. Đúng không? Quý Lương Xuyên nhẹ gật đầu. Dương Diệp nói. Người đạt đến cực hạn của mình, vậy sau cực hạn là cái gì, biết không? Chân. Quý Lương Xuyên nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Biết cái gì là, chân, không? Quý Lương Xuyên trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Xin lắng tai nghe. Dương Diệp nói. Cái gọi là chân, là bản nguyên, là diện mục thật sự.
giống như kiếm trong tay, bộ dáng lúc đầu của nó là khối thiết, mà diện mục thật sự của thiết là cái gì? Vật chất, diện mục thật sự của vật chất là cái gì? Quý Lương Xuyên nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Có thể nói đơn giản một chút hay không? Dương Diệp khẽ gật đầu. Cái gọi là chân, nguyên thủy nhất, là chân. Đơn giản một chút mà nói, chính là chúng ta nên hóa phức tạp thành đơn giản, theo đuổi bản chất của vạn vật. Giống như dùng kiếm, kiếm chiêu, kỳ thật biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, đều là mấy chiêu như vậy. Nhưng cuối cùng bởi vì mọi người sáng tạo cái mới, kiếm chiêu biến đa dạng, xuất hiện các loại kiếm kỹ hoa lệ, kiếm chiêu hoa lệ. Như vậy không tốt sao? Quý Lương Xuyên nói. Có chút kiếm kỹ rất mạnh, không phải sao? Dương Diệp nhìn thoáng qua kiếm trong tay. Kiếm kỹ lại mạnh, cũng là kiếm kỹ, kiếm mới là căn bản, chúng ta hẳn là truy cầu kiếm, mà không phải kiếm kỹ. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Quý Lương Xuyên. Bởi vì kiếm, mới là căn bản. Quý Lương Xuyên có chút cúi đầu, dường như đang trầm tư. Không chỉ Quý Lương Xuyên, giờ phút này huynh muội Tần Kiếm cũng trầm tư, dường như trải nghiệm lời Dương Diệp nói. Một bên, Dương Diệp hít sâu một hơi, trên mặt mang mỉm cười. Lần này có điều ngộ ra, là bởi vì Lý Thái Bạch cùng Tiêu Diêu Tử đối thoại. Quên! Tiêu Diêu Tử cùng Lý Thái Bạch nói tới quên kiếm vực, không đơn giản chỉ kiếm vực, còn có cái khác, là chỉ những thứ chỉ đẹp mà không có thực. Như vậy giống như rèn sắt, một khối thiết, chỉ có trải qua thiên truy bách luyện, mới có thể bỏ đi tạp chất, khiến nó càng thêm ngưng thực, càng thêm sắc bén. Tiêu Diêu Tử cùng Lý Thái Bạch nói tới quên, có thể hiểu thành bỏ đi tạp chất, truy cầu bản chất của kiếm, hoặc là nói, là bản chất của vạn vật. Hóa phức tạp thành đơn giản, bỏ phức tạp là chân. Đây chính là Dương Diệp sở ngộ, cho nên lúc trước hắn cùng Quý Lương Xuyên giao thủ, cũng không có thi triển kiếm kỹ cùng kiếm ý. Về sau hắn cũng sẽ không tùy tiện thi triển kiếm kỹ cùng kiếm ý, hiện tại hắn, ý nghĩ rất đơn giản, là quên mất những kiếm kỹ trước kia học. Quên kiếm vực, quên kiếm kỹ, quên kiếm ý. Đúng lúc này, Quý Lương Xuyên đột nhiên nói. Ta có thể chém giết chân cảnh. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Quý Lương Xuyên. Nếu như ta không đoán sai, những chân cảnh kia, cũng không thể tính chân cảnh chân chính, ngươi cảm thấy phải không? Hắn thấy, chỉ sợ phải như Dương gia gia chủ, mới có thể tính là cường giả chân cảnh chân chính. Mà Dương Cố cùng Dương Lâm, trình độ vẫn kém rất lớn, so sánh với cường giả chân cảnh chân chính, vẫn là có khoảng cách. Quý Lương Xuyên nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Hóa phức tạp thành đơn giản, truy cầu bản chất là chân. Đa tạ chỉ điểm. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Cứ đi như thế. Quý Lương Xuyên quay người nhìn về phía Dương Diệp. Ta không giết được ngươi. Dương Diệp lắc đầu. Ý của ta là, ta cũng coi như giúp ngươi một vấn đề nhỏ a. Quý Lương Xuyên nhẹ gật đầu. Tính. Dương Diệp nói. Ta có chuyện nhỏ cần ngươi trợ giúp, đương nhiên, nếu như ngươi không nguyện ý. Thì coi như ta không nói. Quý Lương Xuyên nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Ta không muốn nợ ơn người khác, nói đi, chuyện gì? Dương Diệp mỉm cười. Không có việc gì, là khả năng ở không lâu sau, ta muốn về Dương gia một chuyến, con người của ta, lá gan hơi nhỏ, muốn tìm người giúp ta trở về. Nghe vậy, Quý Lương Xuyên nheo mắt, giờ phút này, hắn có chút muốn mắng người. Trở về Dương gia. Hiện tại người nào không biết Dương Diệp bị Dương gia truy sát? Dương Diệp muốn về Dương gia, trở về làm gì? Khẳng định không phải trở về uống trà. Đi theo Dương Diệp về, liền mang ý nghĩa phải đối đầu Dương gia. Hố! Hố thật to! Giờ phút này Quý Lương Xuyên xem như minh bạch vì cái gì Dương Diệp hảo tâm giải thích cho hắn nhiều như vậy, đều là hố, thật âm hiểm. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Đương nhiên, nếu như ngươi không nguyện ý. Ta cũng không bắt buộc, chỉ là, cái này, người cũng biết, làm người, tâm niệm thông suốt, người tập võ càng như vậy. Đây chính là nhân quả, không thể chặt đứt nhân quả, tâm niệm không thuận, mọi việc không thuận, đối với tu luyện rất bất lợi. Ân, ta nói những cái này không có ý tứ gì khác, người đừng để ở trong lòng, ta chỉ là nói một chút mà thôi, không có ý tứ gì khác, thật đó. Khóe miệng Quý Lương Xuyên co rút, hắn nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Ta biết, ngươi chỉ nói một chút mà thôi, chân, ta biết. Dương Diệp,
Lúc này, Quý Lương Xuyên đột nhiên cong ngón búng ra, một phù lục xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Ta nói qua, không muốn nợ ơn người khác, thiếu nhân tình của ngươi, ta sẽ trả. Đây là truyền âm phù, lúc ngươi trở về Dương gia, bóp nát nó, ta sẽ đuổi tới. Nói xong, hắn quay người thân hình run lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Nhìn truyền âm phù trước mắt, khóe miệng Dương Diệp nổi lên nụ cười, thực lực của Quý Lương Xuyên này vô cùng mạnh, có thể nói, đối phương kéo một hai cường giả chân cảnh, căn bản không phải việc khó gì. Dương gia. Nghĩ đến Dương gia, thần sắc của Dương Diệp lập tức âm trầm xuống. Dương gia đối với hắn, hắn tự nhiên không quên, thù này không báo, uổng làm người. Sinh là nam nhi, nên có ân báo ân, có cửu báo cửu. Bất quá, hắn sẽ không ngốc đến dùng sức một mình đi đối kháng Dương gia. Hắn cũng không thể dùng sức một mình đi đối kháng Dương gia, khỏi cần phải nói, chỉ là Dương gia gia chủ Dương Tiêu, hắn cũng đánh không lại, nếu như không thêm cánh tay chiến thần, hắn căn bản là không có cách đối kháng. Cho nên, hắn cần tìm giúp đỡ. Giúp đỡ. Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía huynh muội Tần Kiếm, thấy Dương Diệp nhìn tới, mí mắt hai người lập tức nhảy một cái. Lúc này, Dương Diệp nói. Vừa mới ta nói, đối với các ngươi cũng có trợ giúp a. Huynh muội Tần Kiếm nhìn nhau một chút, cuối cùng Tần Kiếm nói. Dương huynh, thật có lỗi, hai huynh muội ta rất cảm kích ngươi đề điểm, nhưng chúng ta không thể cùng ngươi đi Dương gia, không phải hai huynh muội chúng ta sợ, mà là chúng ta là người Tần gia. Nếu hai huynh muội ta đi Dương gia, rất có thể sẽ dẫn tới Dương gia cùng Tần gia đối địch, cho nên. Dương Diệp cười cười, sau đó nói. Ta hiểu, cũng sẽ không yêu cầu các ngươi cùng ta đi Dương gia. Ta muốn nói là, các ngươi biết vì sao kiếm đạo của Quý Lương Xuyên mạnh hơn các ngươi không? Không đợi huynh muội Tần Kiếm trả lời, Dương Diệp lại nói. Bởi vì trói buộc, trong lòng hai huynh muội các ngươi có trói buộc vô hình. Tựa như giờ phút này, các ngươi rất muốn giúp ta, nhưng lại cố kỵ gia tộc, lựa chọn không giúp. Kiếm tu, tu không phải kiếm, là tâm, lòng có trói buộc, chẳng khác nào kiếm có trói buộc, liền không thể ở thời điểm nên rút kiếm thì rút kiếm. Đây chính là vì sao kiếm của các ngươi không nhanh cùng mạnh như Quý Lương Xuyên, bởi vì tâm và kiếm của các ngươi bị trói buộc. Nói xong, Dương Diệp quay người đi đến cung điện. Tại chỗ, huynh muội Tần Kiếm trầm mặc. Qua hồi lâu, Tần Yêu Thủy đột nhiên nói. Ca, hắn nói rất có lý. Tần Kiếm cười khổ. Ta biết, nhưng chúng ta lại có thể thế nào? Gia tộc bồi dưỡng chúng ta, không dễ dàng, coi như chúng ta không vì gia tộc làm ra cống hiến bao lớn, cũng không thể trêu chọc đại phiền toái cho gia tộc, không phải sao? Tần Yêu Thủy trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Lòng có trói buộc, xuất kiếm sẽ do dự, một khi do dự, kiếm sao có thể nhanh? Nói đến đây, nàng nhìn về phía cung điện. Ca, ngươi thấy được không? Mặc kệ là Quý Lương Xuyên hay Dương Diệp, kiếm của bọn hắn đều vô cùng nhanh, nhanh hơn chúng ta nhiều lắm. Tần Kiếm trầm mặc. Một lát sau, Tần Yêu Thủy lắc đầu. Chúng ta đi thôi. Rất nhanh, hai người rời Phượng Minh Sơn. Dương Diệp tiến vào đại điện, lập tức tiến nhập Hồng Mông Tháp, sau đó tới phòng tu luyện tầng thứ ba. Hóa phức tạp thành đơn giản. Hắn học qua quá nhiều kiếm kỹ cùng quyền kỹ, những vật này, hắn đương nhiên sẽ không vứt bỏ, hiện tại hắn cần phải làm là dung hợp những kiếm kỹ cùng quyền kỹ này, sau đó hóa phức tạp thành đơn giản, biến càng đơn giản, càng thêm thuần túy. Không chỉ kiếm kỹ cùng quyền kỹ, hắn lĩnh ngộ những pháp tắc kia, hắn đều muốn hóa phức tạp thành đơn giản. Dĩ vàng, kiếm của hắn tạp, sở học cũng quá tạp. Cho nên, hắn muốn bỏ toàn bộ phức tạp, dụng hợp. Kiếm kỹ. Dương Diệp đầu tiên bỏ phức tạp là kiếm kỹ, tỉ như Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, đi theo hắn quá lâu quá lâu. Bởi vì là kiếm kỹ loại hình trưởng thành, tăng thêm kiếm linh, cho nên hắn không có vứt bỏ. Cái gọi là bỏ phức tạp, là làm cho kiếm kỹ này càng đơn giản, càng thêm thuần túy. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, trọng tâm là lực bộc phát cùng điệp ra, nhưng kiếm cần từ trong cổ sao đi ra, sau đó lại vào cổ sao, trong lúc này vẫn cần thời gian. Bây giờ Dương Diệp cần làm là loại bỏ động tác rườm rà này, cũng chính là kiếm không vào vỏ, trực tiếp điệp ra. Kiếm chiêu, đơn giản là đâm, chọc, chém, bổ, cắt. Hiện tại, hắn trực tiếp biến Trảm Thiên Bạt kiếm thuật thành bổ, về sau hắn mỗi bổ ra một kiếm, là Trảm Thiên Bạt kiếm thuật điệp ra. Không đơn thuần là bổ, còn có đâm,
chọc, chém, cắt. Điệp gia, về sau mỗi một kiếm của hắn, đều là điệp gia. Điệp gia, hai chữ này ẩn chứa tốc độ cùng lực lượng, mà tốc độ cùng lực lượng, là bản chất của kiếm kỹ. Bất luận kiếm kỹ gì, không riêng gì kiếm kỹ, tất cả huyền kỹ, dù lại hoa lệ, cường đại, nói cho cùng, đều là bởi vì tốc độ cùng lực lượng, bản chất của bọn chúng là tốc độ cùng lực lượng. Cho nên, Dương Diệp quyết định vứt bỏ những kiếm kỹ kia, trực tiếp truy cầu lực lượng cùng tốc độ. Vừa rồi hắn đã thí nghiệm qua, thời điểm giao thủ với Quý Lương Xuyên, sở dĩ hắn có thể phá mất những đao quang kia, là dùng phương pháp này, mà hắn phát hiện, phương pháp kia rất hữu dụng. Nhưng muốn làm được như vậy, cực kỳ khó khăn, kiếm điệp ra, đối với lực lượng cùng tốc độ của hắn yêu cầu cực kỳ cao. Phải biết, một kiếm không có điệp ra, là có thể thật nhanh, nhưng kiếm điệp ra, bởi vì điệp ra, cho nên sẽ chậm một chút. Mà hiện tại hắn cần phải làm là, luyện, dùng sức luyện, luyện đến xóa sạch khoảng thời gian điệp ra kia. Tu luyện không có đường tắt, muốn bỏ phức tạp thành đơn giản, chỉ có luyện, điên cuồng luyện. Đây là cực kỳ thống khổ, tăng thêm hiện tại hắn chỉ có thể dùng tay trái, kia liền càng thống khổ. Hiện tại hắn chỉ là đơn giản đâm, chọc, chém, cắt, nhưng mỗi một kiếm đều tương đương với điệp ra 20 kiếm. Một phen luyện tập, tay trái của hắn đã hoàn toàn không có chi giác, bất quá còn tốt, có hồng mông tử khí. Bởi vì có hồng mông tử khí, hắn có thể không hề cố kỵ huấn luyện cường độ cao. Tu luyện không tuế nguyệt, lần tập luyện này, Dương Diệp luyện gần 5 tháng, đương nhiên, ở bên ngoài chỉ có thể coi là 15 ngày. 5 tháng này, Dương Diệp không có làm chuyện gì, mỗi ngày không ngừng lặp lại lấy đâm, chọc, chém, cắt, ngay cả đi ngủ cũng không. Hắn một ngày chỉ ít vung mấy vạn kiếm, luyện đến cánh tay mất đi chi giác, bởi vì có hồng mông tử khí, cánh tay của hắn ở sau khi mất đi chi giác, sẽ được chữa trị, nhưng đây chỉ là lúc đầu. Đến cuối cùng, bởi vì hắn luyện quá điên cuồng, tốc độ khôi phục của hồng mông tử khí đã theo không kịp. Cái này khiến cho hắn có khi không thể không dừng lại. Thống khổ sao? Vô cùng thống khổ, bởi vì thời điểm hắn luyện, không đơn thuần là cánh tay, toàn thân đều căng cứng. Tăng thêm tinh thần tập trung cao độ, đây là cực kỳ mệt. Nhưng hắn chính là muốn mệt mỏi. Tu luyện không có đường tắt, muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, cũng chỉ có mệt mỏi. Dễ chịu, là chuẩn bị cho người chết. Lại qua 2 tháng, Dương Diệp rốt cục đình chỉ tu luyện. Trong phòng tu luyện, Dương Diệp cầm kiếm đứng tại chỗ, hai mắt hắn khép hờ, dường như nhập định. Cứ như vậy kéo dài không sai biệt lắm một khắc, hắn đột nhiên mở mắt. Ông! Theo một tiếng kiếm minh vang lên, ở trước mặt Dương Diệp xuất hiện 10 đạo kiếm quang, 10 đạo kiếm quang này, có là hoành, có là thẳng, còn có chính là đâm nghiêng, tóm lại, hình dạng không đồng nhất. Dương Diệp nhìn 10 đạo kiếm quang kia hồi lâu, khóe miệng của hắn đột nhiên nổi lên nụ cười. Nếu như 10 đạo kiếm quang này không có ngoại lực phá hủy, kiếm quang sẽ không tiêu tán. Vừa rồi hắn vung 10 kiếm, mỗi một kiếm, đều điệp ra chỉ ít 20 kiếm, mà hắn chỉ dùng không đến một hơi. Mấy tháng trước, một hơi, hắn nhiều nhất liên tục thi triển 2 lần trảm thiên bạt kiếm thuật. Mà bây giờ, hắn có thể thi triển 10 kiếm. Không chỉ như thế, uy lực mỗi một kiếm của hắn, đều viễn siêu lúc trước. Phải biết, mỗi ngày luyện như thế, mặc kệ là tốc độ hay lực lượng, đều chiếm được tăng lên thật to, đặc biệt là lực lượng độc nhất vô nhị cùng lực lượng nhục thân. Hắn có khả năng ở trong một hơi huy động 10 kiếm, kiếm điệp ra. Nguyên nhân chủ yếu nhất là lực lượng nhục thể của hắn cùng lực lượng độc nhất vô nhị. Bởi vì nhục thân đủ vững chắc, lực lượng độc nhất vô nhị đủ mạnh, này mới khiến cho hắn có khả năng làm đến một hơi 10 kiếm, kiếm điệp ra. Nếu như thực lực của An Nam Tĩnh không có gia tăng, hiện tại hắn cùng An Nam Tĩnh đánh nhau, An Nam Tĩnh tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Bất quá hắn biết rõ, đó là không có khả năng. Thực lực của An Nam Tĩnh vốn rất mạnh. Hiện tại Vũ gia tổ tiên Vũ Mục lại cố ý đến chỉ đạo nàng, không cần phải nói, thực lực của An Nam Tĩnh khẳng định cũng có lột xác về chất. Đương nhiên, chuyện này với hắn mà nói, là chuyện tốt. Dương Diệp cũng không hề rời Hồng Mông Tháp, bởi vì hắn còn có rất nhiều việc không có làm, tỉ như bỏ phức tạp pháp tắc. Pháp tắc. Hắn có được tốc chi pháp tắc, ám chi pháp tắc, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, tiêu vong pháp tắc, trong 5 loại pháp tắc này. Ngoại trừ ám chi pháp tắc, còn lại 4 loại pháp tắc hắn đã cơ bản không có dùng qua. Sở dĩ không dùng, là bởi vì trừ ám chi pháp tắc, 4 loại pháp tắc còn lại đã không có tác dụng quá lớn.
Trước kia Dương Diệp là cảm thấy không còn tác dụng gì nữa, nhưng hiện tại, hắn phát hiện, không phải không có tác dụng, mà là hắn không để ý đến. Giống như ám chi pháp tắc, sau khi ám chi pháp tắc tăng lên, uy lực của nó đã hoàn toàn khác biệt. Không có pháp tắc không được, cũng không có kiếm chiêu không được, chỉ có người không được. Trừ Tiêu Vong pháp tắc cùng thời gian pháp tắc, ba loại pháp tắc còn lại, đều là hắn dùng kiếm vực phục chế lĩnh ngộ của người khác, nhưng sau khi phục chế, chính hắn cũng không có đi dụng tâm trải nghiệm, dụng tâm nghiên cứu. Bất kỳ vật gì, cũng cần phải đi cố gắng học tập, cố gắng nghiên cứu, mới có hiệu quả tốt hơn. Trước kia, hắn không có chú trọng, phải nói hắn không để ý đến những thứ này. Nhưng hiện tại sẽ không. Hắn muốn chỉnh lý tất cả sở học trước kia, toàn bộ hóa phức tạp thành đơn giản, biến chúng nó thành đồ vật đơn giản nhất, thuần túy nhất, hữu hiệu nhất. Tiêu Diêu Tử cùng Lý Thái Bạch nói tới quên, cũng không phải là chỉ quên mất những kiếm kỹ cùng kiếm vực, mà là chỉ quên những thứ chỉ đẹp mà không có thực, theo đuổi bản chất, cũng chính là chân. Đương nhiên, hai người đối thoại khẳng định không đơn giản như vậy, nhưng Dương Diệp chỉ nghĩ minh bạch điểm ấy. Về phần thâm ý của hai người, Dương Diệp cũng không có hoàn toàn kết luận. Nghiên cứu pháp tắc. Trong thời gian sau đó, Dương Diệp bắt đầu nghiên cứu pháp tắc. Không gian pháp tắc. Dương Diệp trước hết nghiên cứu chính là không gian pháp tắc, bởi vì không gian ở khắp mọi nơi, hắn tin tưởng, nếu như chân chính hiểu thấu đáo không gian pháp tắc, trợ giúp hắn tu luyện đối là to lớn. Không gian pháp tắc, có thể để cho hắn cùng không gian xung quanh hòa làm một thể, càng có thể khống chế không gian, nhưng năng lực này, xem như một cường giả luân hồi cảnh bình thường cũng có thể tùy tiện làm được. Hơn nữa không phải ở chỗ đặc thù, không gian rất dễ dàng bị người phá vỡ vụn. Chính vì vậy, tác dụng của không gian pháp tắc, có vẻ hơi gân gà. Không chỉ có không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, tốc chi pháp tắc, còn có tiêu vong pháp tắc cũng như thế. Cũng chính bởi vì vậy, Dương Diệp mới rất ít đi thi triển bốn loại pháp tắc này. Bốn loại pháp tắc này gân gà sao? Trước kia Dương Diệp cảm thấy như vậy, nhưng hiện tại, hắn không cảm thấy. Không phải bốn loại pháp tắc gân gà, mà là hắn không có học tốt. Thời điểm nghiên cứu không gian pháp tắc, Dương Diệp gọi Tử Nhi lên, bởi vì Tử Nhi lĩnh ngộ không gian còn cao hơn hắn. Cảm thụ. Tử Nhi trầm giọng nói. Ngươi muốn hiểu không gian, chỉ có thể cảm thụ, chúng ta thân ở trong không gian, ngươi cẩn thận cảm thụ hết thảy của nó, sau đó khống chế hết thảy của nó, lợi dụng hết thảy của nó. Ngươi cần làm chính là, làm sao khống chế nó, làm sao lợi dụng nó tốt hơn. Cái này đối với ngươi mà nói, không khó lắm. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu ngộ. Không gian, ở khắp mọi nơi, bởi vì mọi người đều sống ở trong không gian. Đương nhiên, sau khi thực lực một người đạt đến trình độ nhất định, coi như không gian vỡ vụn, hắn cũng sẽ không chết. Mà hiện tại hắn cần phải làm là làm sao lợi dụng những không gian chung quanh. Cứ như vậy, từng ngày đi qua, 10 ngày sau, Dương Diệp đột nhiên mở mắt. Tay trái hắn cầm kiếm vung một phát. Trong sát na, 10 đạo kiếm quang xuất hiện ở chung quanh hắn. Giống như lúc trước, nhưng Dương Diệp lại vui mừng. Bởi vì lần này, hắn so với trước đó dùng thời gian ít một chút, không sai biệt lắm 1/10 thời gian. 1/10, chớ xem thường chỉ 1/10, cái này đã cực kỳ khủng bố. Đây không phải trọng điểm là hắn phát hiện, sau khi hắn cảm ngộ không gian chung quanh, lúc hắn huy kiếm. Có thể lợi dụng không gian chung quanh, những không gian kia, có thể trở thành trợ lực của hắn, để kiếm của hắn nhanh hơn một chút. Trừ cái đó ra, hắn còn phát hiện một điểm, đó chính là ám chi pháp tắc của hắn cùng không gian pháp tắc, còn có tốc chi pháp tắc hoàn toàn có thể kết hợp lại. Ám chi pháp tắc, sở dĩ có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở sau lưng người khác, kỳ thật dựa vào là xuyên toa không gian, mà thời điểm xuyên toa không gian, hắn có thể thi triển không gian pháp tắc. Không chỉ có thể thi triển không gian pháp tắc, còn có thể thi triển tốc chi pháp tắc. Đương nhiên, muốn trong nháy mắt thi triển ba loại pháp tắc này, rất khó. Luyện. Điên cuồng luyện. Ngày đầu tiên, luyện 2 vạn lượt, ngày thứ 2, 3 vạn lượt, ngày thứ 10, 5 vạn lượt, sau 3 tháng. Hồng Mông tháp tầng thứ nhất, Dương Diệp đứng ở trên một tảng đá lớn, hai mắt khép hờ, cầm kiếm mà đứng. Một khắc đồng hồ sau, Dương Diệp đột nhiên mở mắt. Bên ngoài ngàn trượng, một cây đại thụ đột nhiên tỏa sáng, qua trong giây lát, gốc cây kia khô héo thành mảnh vỡ. Dương Diệp nhìn lướt qua rừng rậm nơi xa.
suy 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 suy. Nơi xa, tất cả đại thụ phân liệt, bóng loáng như gương. Thoáng qua, toàn bộ khô héo thành bụi phấn. Mà Dương Diệp từ đầu đến cuối ở tại nguyên chỗ, chưa hề đụng tới. Qua hồi lâu, Dương Diệp cúi đầu, thấp giọng nói. Một kiếm này, năm loại pháp tắc dung hợp thành, nhanh đến cực hạn, gọi là sát na nhất kiếm đi, vĩnh hằng cùng trong sát na, chỉ cách kiếm của ta. Sát na nhất kiếm, một kiếm trong sát na. Sát na nhất kiếm. Kỳ thật, vừa rồi Dương Diệp cũng không phải không hề động, mà là tốc độ của hắn quá nhanh. Thời điểm hắn mở mắt, kỳ thật người đã ở bên ngoài ngàn trượng. Nhưng bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, cho nên thời điểm hắn xuất kiếm lại trở về chỗ cũ, cái này khiến ngoại nhân nhìn, hắn giống như không hề động qua. Tốc độ, lực lượng. Một kiếm này của hắn, không có hoa lệ, chỉ có hai điểm, cái kia chính là tốc độ và lực lượng. Hắn cũng không có lợi dụng không gian pháp tắc đi cải biến không gian hoặc áp xúc không gian gì, hắn chỉ đơn giản lợi dụng không gian pháp tắc đến để thăng tốc độ. Cải biến cấu tạo không gian, hoặc lợi dụng không gian tạo thành không gian bích lũy gì, những thứ này, kỳ thật căn bản không có tác dụng gì. Bởi vì rất nhiều cường giả đều có thể tùy tiện vỡ vụn không gian, trừ khi hắn ở địa phương không gian cực kỳ kiên cố, ở loại địa phương này, hắn có lẽ có thể lợi dụng không gian, nhưng ở địa phương không gian dễ dàng vỡ vụn. Nắm giữ không gian căn bản không có tác dụng gì. Không phải tạo nghệ không gian của hắn thấp, mà là bản thân không gian có tính hạn chế, giống như một cục bùn, người lại rèn như thế nào, nó cũng sẽ không thay đổi thành một thanh kiếm sắc. Bén. Cho nên, hắn chỉ có thể đi lợi dụng ưu điểm của không gian. Bao quát tốc chi pháp tắc cũng giống như vậy. Tốc độ. Hắn lợi dụng hết thảy đến để thăng tốc độ của mình, mà khi tốc độ đạt đến trình độ nhất định, là có thể sinh ra lực lượng, tốc độ quá nhanh sinh ra lực lượng, tăng thêm lực lượng độc nhất vô nhị và lực lượng nhục thân của hắn, lại tăng thêm ký chếm điệp ra, cái này khiến cho một kiếm này của hắn, mặc kệ là tốc độ hay lực bộc phát đều cực kỳ kinh khủng. Có thể nói, mặc dù cảnh giới của hắn cơ không có đạt đến chí cảnh, nhưng uy lực một kiếm này, đã hoàn toàn siêu việt chí cảnh, đạt đến chân cảnh. Không phải loại ngụy chân cảnh kia, mà là chân cảnh chân chính. Một kiếm này rất thuần túy. Nhưng có một khuyết điểm rất lớn, cũng không thể nói là khuyết điểm, chỉ có thể nói, có một thiếu hụt, cái kia chính là huyền khí không đủ. Vừa rồi hắn thi triển một kiếm này, huyền khí trong cơ thể hắn đã bị tiêu hao sạch. Một giọt không thừa. Nếu như không phải nhục thân đủ mạnh, hiện tại đoán chừng hắn ngay cả đứng cũng không được. Dương Diệp cũng không có xoắn suýt, bởi vì cái này rất bình thường, đồng thời thi triển 5 loại lực lượng pháp tắc. Lại tăng thêm điệp ra một kiếm kia, nhu cầu đối với huyền khí khẳng định là cực kỳ lớn. Bất quá, điều này cũng làm cho Dương Diệp minh bạch, cảnh giới của hắn quá thấp. Hắn đã minh bạch cái gì gọi là trí, cái gì gọi là chân, nhưng cảnh giới của hắn vẫn là luân hồi cảnh, cái này tự nhiên là bởi vì hắn không có thời gian đi tu luyện. Cảnh giới sẽ không vô duyên vô cớ tăng lên, mà lúc trước, hắn thân hãm vòng xoáy của Dương gia, một mực không có thời gian tu luyện. Nhưng hiện tại, hắn có thể tu luyện thật tốt. Tu luyện. Trong thời gian sau đó, Dương Diệp trở lại tầng thứ 3, bắt đầu tu luyện. Ở thế giới tầng thứ nhất, cùng kỳ nguyên bản nằm trên mặt đất chữa thương đột nhiên mở mắt, ở trước mặt nó, là một đóa hỏa diễm thật nhỏ, ngọn lửa này chính là lục đinh thần hỏa. Cùng kỳ nhìn thoáng qua lục đinh thần hỏa, không nói gì. Lục đinh thần hỏa nói. Ở trong ấn tượng của ta, viễn cổ hung thú, tựa hồ không có yếu như vậy. Cùng kỳ trầm mặc, lục đinh thần hỏa lại nói. Năm đó người giống như cùng một nhóm nghịch loại huyền giả xuất hiện ở tiểu thế giới kia, đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, nếu như ta không đoán sai, các ngươi là vì cái tháp này à. Cùng kỳ trầm mặc như trước, lục đinh thần hỏa tiếp tục nói. Năm đó tháp này mất đi, ở thượng giới cũng không phải bí mật gì, nếu như ta không đoán sai, người xuất hiện ở tiểu thế giới kia, mục đích đúng là vì tháp này. Cùng kỳ nhìn thoáng qua lục đinh thần hỏa. Phải thì như thế nào? Lục đinh thần hỏa trầm mặc một lát, sau đó nói. Ta không biết tại sao chủ nhân lại lựa chọn hắn, nhưng ngươi hẳn rõ ràng, chủ nhân đã tán thành hắn, để hắn nắm giữ tháp này, vậy liền đại biểu, chủ nhân nguyện ý cùng hắn có nhân quả, cho nên ngươi minh bạch ý tứ của ta không? Cùng kỳ nói. Ngươi sợ ta đoạt tháp. Hoặc thông chi những đại năng ở yêu giới kia. Đúng vậy. Lục đinh thần hỏa nói. Cùng kỳ nói.
Vậy vì sao ngươi không thông chi chủ nhân ngươi? Lục Đinh Thần Hỏa trầm mặc. Lúc này Cùng Kỳ đột nhiên nói. Tiểu tử này đã đi tới hệ Ngân Hà, dùng thực lực của chủ nhân ngươi, hoàn toàn có thể phát giác được tháp này tồn tại. Nhưng hắn chưa từng xuất hiện. Hai giải thích, một là hắn đang bế quan, bế tử quan, hai là hắn đang khảo nghiệm tiểu tử này, để tiểu tử này dựa vào lực lượng của mình đi thượng giới. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói. Nếu như là cái sau, tự nhiên không có vấn đề gì, tiểu tử này đi lên sẽ có người bảo bọc. Mà nếu như là cái trước, nếu như là cái trước, tiểu tử này đi lên, sợ rằng sẽ chết không toàn thây. Lục Đinh Thần Hỏa trầm giọng nói. Nếu như là cái trước, một khi hắn đi lên, ngươi lại bại lộ hắn có vật này, hắn xác thực sẽ chết không toàn thây. Bởi vì muốn vật này, không chỉ có yêu tộc ngươi, còn có vu tộc, có lẽ còn có nhân tộc. Cùng Kỳ đột nhiên nói. Ngấp nghé vật này, còn có nhân tộc, đúng không? Lục Đinh Thần Hỏa trầm mặc. Cùng Kỳ trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Ngươi lo lắng những thứ này, còn không bằng để tiểu tử này mau chóng trưởng thành, chờ hắn có thực lực, đương nhiên sẽ không sợ người khác tới đoạt. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Ngươi thì sao, ta không tin ngươi đi theo hắn, là vì ước định lúc trước, hơn nữa 3 năm sớm đã qua. Không phải sao? Cùng Kỳ không nói gì. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, Lục Đinh Thần Hỏa tiêu thất ngay tại chỗ. Cùng Kỳ trầm mặc hồi lâu, sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại, dường như đã chìm vào giấc ngủ. Trong tầng thứ 3, Dương Diệp còn tu luyện. Thời gian từng chút đi qua, đảo mắt đã 3 tháng. Buổi sáng ngày nào đó, Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất đột nhiên mở mắt, khi hắn mở mắt. Một cỗ khí thế đột nhiên từ trong thân thể hắn tràn ra, bất quá rất NSHO. Dương Diệp phun ra một ngụm chọc khí, sau đó đứng lên chấm ANS, cỗ khí thế này lại trở về trong cơ thể. Hô! Dương Diệp phun ra một ngụm chọc khí, sau đó đứng lên. Chí cảnh! Mấy tháng khổ tu, rốt cục để hắn đi vào chí cảnh. Hiện tại huyền khí của hắn, đủ để hắn thi triển 2 lần sát na nhất kiếm. Kỳ thật! Coi như hắn trùng kích chân cảnh cũng có thể, bởi vì hắn đã minh bạch cái gì gọi là chân. Nhưng hắn không có lập tức đi trùng kích chân cảnh, cảnh giới vẫn là ổn một chút mới tốt, nếu như hiện tại hắn trùng kích chân cảnh, coi như thành công, khẳng định cũng bất ổn. Dù sao hiện tại hắn vừa mới đến chí cảnh còn không quen thuộc, liền đi trùng kích chân cảnh, quá gấp, sẽ lưu lại tai họa rất lớn. Cảnh giới, không thể một mực cầu nhanh, làm đâu chắc đấy mới là vương đạo. Dường như nghĩ tới điều gì, tay Dương Diệp khẽ động, một quyển trục xuất hiện ở trong tay hắn. Đây là quyển trục lúc trước Lý Thái Bạch cho hắn, trong đó có truyền thừa của Lý Thái Bạch. Nhìn quyển trục hồi lâu, Dương Diệp thu vào. Hắn không cần truyền thừa của Lý Thái Bạch. Hắn biết, ở trong đó khẳng định có kiếm kỹ cường đại, còn có lý niệm kiếm đạo của Lý Thái Bạch. Nếu như hắn mở ra nhìn, nhất định có thể thu hoạch không nhỏ. Nhưng hắn không có mở ra nhìn, cũng không cần nhìn. Bởi vì hiện tại hắn có lý niệm kiếm đạo của mình, đối với kiếm đạo, hắn có cách nhìn thuộc về mình. Hắn không muốn đi con đường của Lý Thái Bạch, cũng sẽ không đi con đường của Tiêu Diêu Tử, hắn chỉ đi con đường của mình. Sau khi thu quyển trục lại, Dương Diệp nhìn về phía Hiểu Vũ Tịch còn đang tu luyện, phải nói, Hiểu Vũ Tịch một mực tu luyện. Nhìn nữ tử trước mắt, trong lòng Dương Diệp ôn nhu, những năm gần đây, mặc kệ là Hiểu Vũ Tịch hay đám người Tô Thanh Thi. Khẳng định đều rất lo lắng đề phòng. Áy náy. Đối với đám người Hiểu Vũ Tịch, trong lòng hắn một mực có áy náy. Tiêu Diêu Tử đi là vô tình kiếm đạo, trong lòng chỉ kiếm, cho nên kiếm đạo của Tiêu Diêu Tử rất mạnh, bởi vì kiếm của Tiêu Diêu Tử thuần túy nhất, chân chính thuần túy. Mà Dương Diệp hắn không muốn đi loại kiếm đạo này, trong lòng hắn, đám người Hiểu Vũ Tịch trọng yếu hơn kiếm đạo rất nhiều. Hắn muốn trở nên mạnh mẽ. Là bởi vì muốn bảo hộ người mình quan tâm, có thể nói, đám người Hiểu Vũ Tịch là động lực hắn muốn trở nên mạnh mẽ. Nếu như nói Tiêu Diêu Tử đi vô tình kiếm đạo, vậy hắn là đi hữu tình kiếm đạo. Trong lòng vô tình, tự nhiên không ước thúc, không ràng buộc, kiếm đạo như vậy, thuần túy đến cực hạn, cũng sẽ mạnh đến cực hạn. Trong lòng có tình, liền đại biểu kiếm bị tơ tình trói buộc, mặc dù Dương Diệp coi tình là động lực trở nên mạnh mẽ, nhưng chung quy là bị trói buộc. Giống như hắn có khi xuất kiếm, cũng sẽ cân nhắc đám người Hiểu Vũ Tịch, lo lắng đám người Hiểu Vũ Tịch.
lòng có trói buộc, kiếm sẽ có trói buộc, kiếm có trói buộc, là không thể nào làm đến thuần túy. Nhưng muốn Dương Diệp hắn chặt đứt tơ tình, vứt bỏ đám người Hiểu Vũ Tịch, hắn tuyệt đối làm không được. Nếu không có người mình thương yêu nhất, cái thế vô địch, lại có ý nghĩa gì? Chí ít với hắn mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn có thể vì đám người Hiểu Vũ Tịch từ bỏ kiếm đạo, nhưng hắn tuyệt sẽ không vì kiếm đạo từ bỏ đám người Hiểu Vũ Tịch. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó đi tới trước mặt Hiểu Vũ Tịch, hắn nhẹ nhàng hôn Hiểu Vũ Tịch một cái, sau đó thấp giọng nói. Chờ ta, chờ ngày ta buông kiếm. Nói xong, thân hình Dương Diệp run lên, tiêu thất tại nguyên chỗ. Dương Diệp vừa biến mất, Hiểu Vũ Tịch đột nhiên mở mắt, nàng nhìn về phía trước hồi lâu, sau đó nói khẽ. Được. Dương Diệp cũng không có trực tiếp rời Hồng Mông Tháp, bởi vì Tiểu Bạch yêu cầu hắn theo nàng chơi. Yêu cầu này, Dương Diệp tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhiều tháng như vậy, hắn mỗi ngày đều tu luyện, đối với cái này, Tiểu Bạch ý kiến rất lớn. Bồi Tiểu Bạch đùa giỡn hai ngày, sau khi Tiểu Bạch hài lòng, Dương Diệp rời Hồng Mông Tháp. Khi hắn trở lại trong hiện thực lúc, hắn lập tức ngây ngẩn cả người. Giữa sân, thật nhiều ánh mắt đang không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Lúc trước hắn vì tu luyện, bởi vậy giấu ở một góc trong cung điện của Lý Thái Bạch, giờ phút này hắn trở lại hiện thực, phát hiện trong đại điện đã nhiều hơn 10 người. Hơn 10 người kia, mỗi người đều tay cầm trường kiếm, hoặc người đeo trường kiếm. Kiếm tu. Những người này, chính là những kiếm tu ban đầu ở kiếm tiên thành kia. Dương Diệp nhìn thoáng qua những kiếm tu kia, sau đó quay người rời đi. Sở dĩ hắn đến Phượng Minh Sơn. Là vì nhìn truyền thừa của Lý Thái Bạch một chút, bất quá, đó là trước đó, hiện tại hắn đối với truyền thừa của Lý Thái Bạch không có một chút hứng. Thú. Hắn thu hoạch được đồ vật càng trọng yếu hơn truyền thừa của Lý Thái Bạch. Chậm đã. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Dương Diệp dừng bước lại, quay người nhìn, chỉ thấy một nam tử đang đi tới, nam tử mặc lục bào, ước chừng 25-26 tuổi. Nếu như ta nhớ không lầm. Người chính là Dương Diệp bị Dương Ngô ra truy nã kia. Nam tử nói, ánh mắt tất cả kiếm tu đều rơi vào trên người Dương Diệp, trước đó ở kiếm tiên thành, mọi người thấy qua Dương Diệp, chỉ bất quá trong lúc nhất thời không nghĩ tới mà thôi. Dương Diệp nhìn thoáng qua nam tử, sau đó nhẹ gật đầu. Chính là ta. Nam tử mỉm cười. Chớ khẩn trương, chúng ta không có hứng thú với những ca bần thưởng kia của Dương gia. Khẩn trương. Dương Diệp nao nao, lập tức lắc đầu. Ta không khẩn trương. Nam tử cười nói. Không nói cái này, ta có một chuyện thỉnh giáo. Dương Diệp nói. Nói đi. Hắn chính là như vậy, người hòa khí, ta cũng ôn hòa. Làm người chính là như vậy, tương hỗ. Nam tử nói. Ngươi đã ở chỗ này rất sớm. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Xem như thế đi. Nghe vậy, khóe miệng nam tử nổi lên nụ cười. Nói như vậy, người gặp qua kiếm tiên Lý Thái Bạch. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Gặp qua. Nghe Dương Diệp nói, thần sắc mọi người có chút hưng phấn. Nụ cười của nam tử kia dần dần lớn ra. Kiếm tiên truyền thừa cũng ở trên người ngươi, đúng không? Nam tử lại nói. Nguyên lai là vì việc này. Dương Diệp đã hiểu tâm tư của nam tử này, cũng đã hiểu tâm tư của những kiếm tu kia. Hắn nhìn lướt qua đám người, sau đó nói. Kiếm tiên truyền thừa, đúng là trên người ta. Ta cũng minh bạch tâm tư của các ngươi, bất quá, đây là kiếm tiên cho ta. Mặc dù hắn không kế thừa truyền thừa của Lý Thái Bạch, nhưng hắn cũng sẽ không tùy tiện tặng truyền thừa của Lý Thái Bạch cho người khác. Nghe được Dương Diệp nói, thần sắc mọi người lập tức trầm xuống, trong đó mấy cái ánh mắt càng bất thiện. Lúc này nam tử nói. Dương huynh, vậy thì có chút không tử tế a. Chúng ta những người này, từ các nơi chạy tới. Vì chính là nhìn kiếm tiên cùng truyền thừa của hắn, mà bây giờ, người lại muốn ăn một mình, đây thật không tử tế. Dương Diệp nhìn đám người nam tử một chút, lắc đầu, hắn không có nói chuyện, xoay người rời đi. Bị Dương Diệp bỏ qua, sắc mặt nam tử kia lập tức âm trầm xuống, sau một khắc cả người hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Thời điểm nam tử tiêu thất, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, thoáng qua, giữa sân yên tĩnh trở lại. Nam tử xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, nhưng mi tâm hắn chống đỡ một thanh kiếm. Nắm chuôi kiếm chính là Dương Diệp. Mọi người sửng sốt, bao quát tên nam tử kia, ở trong mắt hắn tràn đầy khó có thể tin,
bởi vì hắn cũng không có trông thấy Dương Diệp xuất thủ thế nào. Không chỉ hắn, các kiếm tu ở đây cũng không có nhìn thấy. Mọi người chỉ nhìn thấy nam tử tiêu thất, sau đó mi tâm nam tử chống đỡ một thanh kiếm. Dương Diệp nhìn nam tử. Của mình là của mình, không phải của mình, thì đừng đi cưỡng cầu, minh bạch chưa? Nói xong, Dương Diệp kiếm thu, đi đến đại môn. Đúng lúc này, nam tử đột nhiên phẫn nộ quát. Kiếm tiên truyền thừa ở trên người hắn, nếu như mọi người không muốn đi một chuyến uổng công, thì liên thủ giết hắn, để. Đúng lúc này, thanh âm nam tử đột nhiên im bặt, thoáng qua, nam tử nghiêng đầu một cái, từ trên cổ rớt xuống. Tiên huyết như trụ. Mọi người sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Dương Diệp cũng không có dừng lại, vẫn đi lên phía trước. Hắn xuất thủ. Giữa sân, có người đột nhiên hỏi. Hắn không có ra tay, vừa rồi hắn một mực đi. Có người đáp. Không có khả năng, khẳng định là hắn ra tay. Lại có người nói. Hắn là xuất thủ thế nào? Theo thanh âm này vang lên, trong đại điện đột nhiên yên tĩnh trở lại. Sau khi Dương Diệp rời đại điện, chân phải nhẹ nhàng dẫm mặt đất một cái, cả người hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời, bất quá rất nhanh, Dương Diệp ngừng lại, bởi vì ở trước mặt hắn nhiều một nữ tử và một nam tử. Nữ tử và nam tử Dương Diệp nhận biết, chính là Lý Phong Vũ, Diệp Lâm Thương. Chiêu kia của ngươi là kiếm kỹ gì? Diệp Lâm Thương trầm giọng nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua hai người, sau đó nói. Ta giống như không có nghĩa vụ nói cho ngươi. Diệp Lâm Thương nhíu mày, trầm mặc một cái chớp mắt, nàng lại nói. Thực lực của ngươi so với lúc trước mạnh mẽ hơn rất nhiều, là bởi vì kiếm tiên truyền thừa. Dương Diệp lắc đầu. Không phải, ta còn có việc, đi trước. Huynh đài chờ một lát. Lúc này, Lý Phong Vũ đột nhiên nói. Dương huynh, hai chúng ta không có ác ý, trước đó gặp ngươi thi triển chiêu kia, chúng ta chưa bao giờ thấy qua kiếm kỹ cường đại như thế. Dương huynh là kiếm tu. Hẳn minh bạch tâm tình của hai người chúng ta. Dương Diệp nhìn thoáng qua hai người, sau đó nói. Xuất kiếm. Lý Phong Vũ và Diệp Lâm Thương nhìn nhau một chút, sau một khắc, Diệp Lâm Thương đột nhiên tiêu thất tại nguyên chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã ở trước mặt Dương Diệp, trong sát na, ba đạo kiếm quang phân biệt từ vị trí khác nhau đâm về phía mi tâm, phần gáy, cùng trái tim của Dương Diệp. Kiếm kiếm chí mạng. Dương Diệp không nhúc nhích tí nào. Ngay thời điểm ba đạo kiếm quang cách hắn không sai biệt lắm nửa tấc, đột nhiên. Ông! Theo một tiếng kiếm minh vang lên, ba đạo kiếm quang kia ầm vang vỡ vụn, qua trong giây lát hóa thành hư vô, tựa như chưa hề xuất hiện qua. Mà Dương Diệp vẫn duy trì dáng dấp ban đầu, thật giống như không phải hắn xuất thủ. Nhìn thấy một màn này, mặc kệ là Diệp Lâm Thương hay Lý Phong Vũ, thần sắc đều vô cùng ngưng trọng. Trầm mặc một cái chớp mắt. Diệp Lâm Thương đột nhiên bước ra một bước, một cỗ kiếm ý cường đại từ trong thân thể nàng tràn ra, kiếm ý này tựa như hải khiếu nghiền ép về phía Dương Diệp, những nơi kiếm ý đi qua, không gian vặn vẹo biến hình, vô cùng dọa người. Kiếm ý chân cảnh. Đúng lúc này, tay Dương Diệp hơi động một chút. Thời điểm Dương Diệp dùng tay, kiếm ý chân cảnh ở trước mặt Dương Diệp trong nháy mắt tiêu thất vô tung vô ảnh. Hai người Diệp Lâm Thương sửng sốt. Ông! Lúc này! Một tiếng kiếm minh vang lên, nhưng lại không có kiếm quang. Nghe được tiếng kiếm minh này, ánh mắt đám người Diệp Lâm Thương lập tức trợn tròn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Kiếm của Dương Diệp, nhanh đến vượt qua thanh âm. Không phải vượt qua thanh âm, mà là vượt xa thanh âm. Trọng yếu nhất là, vừa rồi một kiếm này của Dương Diệp, cũng không có thi triển kiếm kỹ gì, càng không có dùng kiếm ý, cứ như thế vung kiếm, liền phá kiếm ý chân cảnh của nàng. Trầm mặc hồi lâu, Diệp Lâm Thương trầm giọng nói. Vì sao một kiếm này của ngươi có thể nhanh đến loại trình độ đó, lực lượng mạnh đến loại trình độ này? Dương Diệp nói. Muốn biết sao? Diệp Lâm Thương nhẹ gật đầu. Ngươi có điều kiện gì? Khóe miệng Dương Diệp hơi cuộn lên. Ta muốn về Dương ra một chuyến, nhưng con người của ta có chút nhát gan, cho nên muốn tìm mấy người theo giúp ta cùng một chỗ trở về. Các ngươi nguyện ý theo ta trở về sao? Đi Dương ra. Hai người nheo mắt, bọn hắn đương nhiên biết Dương Diệp trở về Dương gia ý vị như thế nào. Đây là Dương Diệp muốn trở về báo thù. Hai người trầm mặc. Mặc dù bọn hắn là thiên tài trong thiên tài, càng là cường giả trên ngân hà bảng, nhưng ở trước mặt thế gia như Dương gia, đây tuyệt đối là không đáng chú ý. Cùng Dương Diệp đi Dương gia,
cái kia 9/9 là có đi không về. Lúc này Dương Diệp đột nhiên cười nói. Ta không bắt buộc hai vị. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Dương gia, hắn nhất định là muốn trở về, nhưng hắn sẽ không ngu đến mức dùng sức một mình đi đối kháng Dương gia. Hiện tại mặc dù thực lực hắn tăng lên thật lớn, nhưng Dương gia là đại gia tộc, hơn nữa Dương gia gia chủ Dương Tiêu thực lực thần bí khó lường, dù là hắn hiện tại cũng không nắm chắc chiến thắng đối phương. Huống chi, Dương gia là cổ lão thế gia, khẳng định còn có lá bài tẩy thần bí. Tùy tiện trở về, chỉ biết bị giết chết. Cho nên, có thể kéo giúp đỡ liền kéo, đương nhiên, nếu như không có giúp đỡ, hắn cũng sẽ trở về. Bất quá có người đi theo trở về, hắn sẽ không cự tuyệt. Mặc dù Diệp Lâm Thương và Lý Phong Vũ đều là chí cảnh, nhưng thực lực của hai người tuyệt đối có thể đối kháng chân cảnh, phải biết kiếm ý của hai người đều là chân cảnh. Bất quá hai người đều đang do dự, hắn đương nhiên sẽ không đi cầu người khác cùng hắn trở về. Có giúp đỡ, đương nhiên tốt, không giúp đỡ, hắn cũng không sợ. Dương Diệp quả quyết rời đi. Nhưng đúng lúc này, xa xa Diệp Lâm Thương đột nhiên nói. Ta trở về với ngươi. Dương Diệp dừng bước lại, quay người nhìn về phía Diệp Lâm Thương. Xác định. Diệp Lâm Thương nhẹ gật đầu. Xác định. Dương Diệp khẽ gật đầu. Được. Nói xong, hắn nhìn về phía Lý Phong Vũ. Lý Phong Vũ có chút trầm ngâm, sau đó lắc đầu. Dương huynh, thật có lỗi, ta là người Lý gia, không thể lẫn vào sự tình Dương gia của ngươi. Lý gia. Lý gia một trong bát đại thế gia. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Lý giải. Dương Diệp nhìn về phía Diệp Lâm Thương, hắn cong ngón búng ra, một quyển trục xuất hiện ở trước mặt Diệp Lâm Thương. Đây là kiếm tiên truyền thừa, tặng cho ngươi. Diệp Lâm Thương nhìn thoáng qua quyển trục, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Một kiếm kia của ngươi là học ở trong này. Dương Diệp lắc đầu. Ta không có nhìn quyển trục, bởi vì ta có con đường của mình. Mà kiếm kỹ kia, là ta tự sáng tạo, cũng là tuyệt kỹ của ta, ngươi không học được. Nhưng tặng ngươi một câu, không nên một mực đi bắt chước người khác, đương nhiên, học tập vẫn vô cùng trọng yếu, nhưng nhất định phải có đồ vật của mình. Diệp Lâm Thương trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Thụ giáo. Nói xong, nàng cầm lấy quyển trục nhìn lướt qua, thời gian dần trôi qua, thần sắc nàng vô cùng ngưng trọng. Qua hồi lâu, Diệp Lâm Thương ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ta hiện tại tin tưởng lời ngươi nói, ngươi thật không có nhìn qua kiếm tiên truyền thừa. Vì sao? Dương Diệp nói. Diệp Lâm Thương nói. Bởi vì nếu như ngươi xem qua, ngươi sẽ không từ bỏ. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói. Truyền thừa này rất mạnh, cực kỳ mạnh, thật muốn từ bỏ. Dương Diệp mỉm cười, không nói gì. Đúng lúc này, không gian cách Dương Diệp không xa đột nhiên khẽ run lên, ngay sau đó, một nữ tử xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, người tới Dương Diệp nhận biết, chính là Tần Ưu Thủy. Dương Diệp nhíu mày, đang muốn nói chuyện, Tần Ưu Thủy đã trầm giọng nói. Tần gia thu được tình báo. Dương gia đã phái người tiến về Thiên Tuyền Hệ, muốn bắt bằng hữu thê tử của ngươi ở Thiên Tuyền Hệ. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp trong nháy mắt lạnh xuống. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp đột nhiên hít sâu một hơi, sau đó nói. Đụng đến người thân ta, ta diệt cả nhà ngươi. Diệt cả nhà ngươi. Nghe được Dương Diệp nói, mí mắt ba người đều nhảy một cái. Dương Diệp là người Dương gia, mà Dương Diệp lại muốn diệt cả nhà Dương gia. Dương Diệp nói xong câu nói kia, người đã tiêu thất tại nguyên chỗ, bất quá rất nhanh, hắn lại xuất hiện ở trước mặt Tần Ưu Thủy, tay phải trực tiếp bắt lấy bờ vai của Tần Ưu Thủy, sau một khắc, hắn và Tần Ưu Thủy cùng một chỗ tiêu thất ngay tại chỗ. Tại chỗ, chỉ còn Lý Phong Vũ và Diệp Lâm Thương. Diệp cô nương, ngươi thật muốn cùng Dương Diệp đi Dương gia. Lý Phong Vũ đột nhiên nói. Diệp Lâm Thương nhìn thoáng qua Lý Phong Vũ. Đồ vật đã cầm. Có thể không đi sao? Lý Phong Vũ có chút trầm ngâm, sau đó nói. Diệp cô nương, tha thứ ta nói thẳng, Dương gia không phải đơn giản như vậy. Diệp Lâm Thương nói. Như thế nào? Lý Phong Vũ nói. Diệp cô nương, hệ ngân hà trung thiên vũ trụ chúng ta, bát đại thế gia xưng vương, mỗi một thế gia đều có nội tình và át chủ bài riêng, những nội tình này là ngươi không cách nào tưởng tượng. Diệp Lâm Thương nói. Vậy tại sao Dương Diệp có thể từ Dương gia trốn ra? Lý Phong Vũ nhìn thoáng qua Diệp Lâm Thương nói.
Việc này ngoại trừ mấy đại thế gia, hẳn không có ngoại nhân biết được, Diệp cô nương, thân phận của ngươi không tầm thường a. Diệp Lâm Thương không nói gì. Diệp Lâm Thương lại nói. Dương Diệp có khả năng từ Dương gia trốn ra, đó là vì lá bài tẩy của hắn vượt quá Dương gia đoán trước, hơn nữa Dương gia cũng không có triệu hồi cường giả ở bên ngoài. Còn nữa, trước đó ta đã nói, mỗi một gia tộc đều có át chủ bài không lộ diện, biết như thế nào là không lộ diện không? Bởi vì những át chủ bài kia chỉ có ở thời khắc gia tộc sinh tử tồn vong mới có thể xuất hiện. Diệp Lâm Thương nói, ngươi là muốn nói cho ta theo Dương Diệp đi Dương gia, là đi chịu chết sao? Lý Phong Vũ nhẹ gật đầu. Không phải ta xem nhẹ hai người các ngươi, thật không cách nào chống cự Dương gia. Diệp Lâm Thương mỉm cười. Lý Phong Vũ, một năm sau, nếu như ta và Dương Diệp không chết, ngươi ngay cả ba kiếm của chúng ta cũng không tiếp nổi. Nói xong, Diệp Lâm Thương xoay người rời đi. Có ý tứ gì? Lý Phong Vũ đột nhiên nói. Diệp Lâm Thương dừng bước lại, sau đó nói. Kiếm tu chúng ta làm việc, có thể nào bó tay bó chân? Dương gia rất mạnh, cực kỳ mạnh, nhưng ta không sợ. Đi, đánh không lại, trốn là được. Sợ là ngay cả đi cũng không dám đi. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói. Vừa rồi Dương Diệp nói mỗi người đều phải đi ra con đường của mình, hiện tại ta có chút minh bạch ý tứ của hắn. Lý Phong Vũ, ngươi sinh ở thế gia thành tựu ngươi, cũng là cực hạn của ngươi. Nói xong, thân hình run lên, hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ở chân trời. Tại chỗ, Lý Phong Vũ trầm mặc. Chấm. Bên ngoài mấy vạn dặm, Dương Diệp mang theo Tần Ưu Thủy một đường ngự kiếm đi nhanh. Qua hồi lâu, Dương Diệp ngừng lại, sau đó nhìn về phía Tần Ưu Thủy nói. Tiêu cô nương, người nói Dương gia đã phái người tiến về Thiên Tuyền Hệ, có biết hành tung người bọn hắn phái đi không? Tần Ưu Thủy trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Gia tộc biết, nhưng ta không biết, ngươi không trực tiếp trở về Thiên Tuyền Hệ. Dương Diệp lắc đầu. Chiến trường không thể ở Thiên Tuyền Hệ. Lúc đầu hắn là muốn trực tiếp trở về Thiên Tuyền Hệ, nhưng hắn cuối cùng cải biến chủ ý. Nếu như hắn trở về Thiên Tuyền Hệ, vậy hắn liền lâm vào bị động vĩnh viễn, hơn nữa chiến trường không thể ở Thiên Tuyền Hệ quá nhỏ, không chịu đựng nổi đại quy mô chiến đấu. Cho nên chiến trường chỉ có thể ở hệ Ngân Hà. Tần Ưu Thủy là người thông minh, lập tức minh bạch ý tứ của Dương Diệp. Trầm mặc một cái chớp mắt, nàng nói. Mặc dù ta không biết Dương gia phái người nào, cũng không biết hành tung của những người này, nhưng gia tộc biết. Dương Diệp nhìn về phía Tần Ưu Thủy hồi lâu, sau đó nói. Gia tộc của ngươi để ngươi tới tìm ta. Tần Ưu Thủy nhìn thoáng qua Dương Diệp. Làm sao ngươi biết? Dương Diệp khẽ lắc đầu. Nói mục đích của Tần gia ngươi đi. Tần Ưu Thủy trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Lão tổ biết ngươi sẽ hỏi như vậy, cho nên hắn để cho ta trả lời, ngươi có thể cho Tần gia cái gì? Dương Diệp trầm mặc. Hắn có thể cho Tần gia cái gì? Hiện tại hắn cái gì cũng không thể cho. Tần Ưu Thủy tiếp tục nói. Lão tổ nói, hắn cũng là người thẳng tính, không thích chơi hư giả. Trợ giúp ngươi, đối với Tần gia mà nói, chỉ là một chuyện nhỏ, mà mục đích của hắn, là hy vọng ngươi nhớ tình Tần gia. Chuyện này, ngày sau nếu ngươi không chết, có thể trả, không trả cũng chẳng sao. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Chuyện này, ta nhớ kỹ. Tần Ưu Thủy khẽ gật đầu, sau đó cong ngón búng ra, một quyển trục xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Bên trong là cường giả Dương gia phái đi Thiên Tuyền Hệ, trong quyển trục, có tên cường giả Dương gia phái ra, còn có hành tung của bọn hắn, Tần gia ta đều sẽ truyền đến trên quyển trục này. Dương Diệp nhìn thoáng qua quyển trục, sau đó nói. Đa tạ. Nói xong, Dương Diệp quay người, thân hình run lên, tiêu thất ở giữa sân. Đúng lúc này, Tần Ưu Thủy vội vàng hô. Dương gia phái đi chính là chân cảnh. Ta có thể đánh 10 cái. Một thanh âm ở chân trời truyền đến. Thanh âm này, chính là thanh âm của Dương Diệp. Đánh 10 cái. Tại chỗ, Tần Ưu Thủy ngây ngẩn cả người. Ở trong một mảnh tinh không mịt mờ, một nam tử tựa như lưu tinh xuyên qua. Ở trên ngực trái người này, có một chữ Dương nho nhỏ. Người này chính là Dương gia Dương Lâm. Rất nhanh, Dương Lâm liền muốn ra phạm vi hệ Ngân Hà Trung Thiên Vũ Trụ. Nhưng đúng lúc này, Dương Lâm đột nhiên ngừng lại, bởi vì ở trước mặt hắn xuất hiện một nam tử. Dương Diệp.
Nam tử này chính là Dương Diệp. Dương Diệp. Dương Lâm nhìn chằm chằm Dương Diệp. Gia chủ nói không sai, người quả nhiên sẽ xuất hiện. Dương Diệp đạp trên hư không chậm rãi đi về phía Dương Lâm. Ở trước khi ngươi chết, ta muốn biết một sự kiện. Biện pháp đi bắt người nhà của ta, là ai trong Dương gia nghĩ ra được? Dương Lâm cười lạnh một tiếng. Dương Diệp, nếu như ta không đoán sai, nhất định là có người ở trong bóng tối giúp ngươi, để cho ta đoán xem, là Doanh gia, hay Vũ gia, hoặc là Tần gia. Dương Diệp dừng bước lại. Các ngươi biết có người giúp ta. Dương Lâm cười lạnh nói. Dương gia ta xuất hiện phản đồ như ngươi, những thế gia khác sao có thể không lợi dụng. Đương nhiên, đây là sự tình rất bình thường, xem như Dương gia ta cũng sẽ làm như thế. Phản đồ. Dương Diệp cười cười. Dương Diệp ta là phản đồ Dương gia, ngươi nói lời này không thấy đỏ mặt sao. Bất quá, cái này cũng bình thường. Ngươi nha, luôn thích đứng ở điểm cao của đạo đức, sau đó hết thảy cái gì không tốt đều đẩy lên trên đầu người khác. Nói đến đây, Dương Diệp lắc đầu. Đã ngươi không muốn trả lời vấn đề của ta, vậy thì đi chết đi. Nói xong, Dương Diệp đang muốn ra tay, đúng lúc này, không gian chung quanh Dương Diệp đột nhiên run lên, rất nhanh, năm lão giả mặc hắc bào xuất hiện ở bốn phía Dương Diệp. Năm chân cảnh, mai phục, hai mắt Dương Diệp nhíu lại, Tần gia bán đứng hắn. Trong đầu hắn xuất hiện ý nghĩ này. Đúng lúc này, Dương Lâm đột nhiên nói. Dương Diệp, mặc dù Dương gia ta không biết là ai ở trong bóng tối tương trợ ngươi, nhưng đối với chúng ta mà nói, một chút cũng không trọng yếu, bởi vì đối phương trợ giúp ngươi, chính hợp ý chúng ta. Dương Diệp nhìn lướt qua năm lão giả ở chung quanh, sau đó nhìn về phía Dương Lâm. Năm tên chân cảnh, giống như chưa đủ a. Dương Lâm mỉm cười. Ngươi thử trước một chút đi, nếu như không đủ, chúng ta còn có chiêu đãi tốt hơn. Nói xong. Dương Lâm hướng về phía năm lão giả áo bào đen kia, có chút thi lễ nói. Ngũ vị tôn lão, mặc dù người này là người Dương gia ta, nhưng hắn cùng Dương gia ta đã trở thành tử địch, người này kỳ tài ngút trời, hiện tại nếu không diệt trừ hắn, ngày sau Dương gia ta nhất định tao ngộ tai họa ngập đầu, cho nên xin ngũ vị tôn lão không nên thủ hạ lưu tình. Lúc này, trong năm lão giả áo bào đen, một lão giả tay cầm quải trượng màu đen đứng dậy, hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Ta gọi Dương Thuấn, phụ thân ngươi là ta nhìn lớn lên. Dương Diệp khẽ gật đầu. Xem ra ngươi sống thật lâu. Dương Thuấn khẽ gật đầu. Chúng ta đều sống rất lâu. Đối với chuyện của ngươi, ta thật đáng tiếc. Nếu như lúc trước không phải chúng ta đang bế quan, năm người chúng ta tất nhiên sẽ ngăn cản gia tộc làm như vậy với ngươi. Nghe vậy, sắc mặt Dương Lâm có chút khó coi. Lúc này Dương Thuấn lại nói. Đáng tiếc. Hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, bởi vì trong lòng ngươi đã có oán hận với gia tộc, dùng tính cách của ngươi, ngày khác tất nhiên sẽ trả thù gia tộc. Dương Diệp cười nói, cho nên ta phải chết, đúng không? Dương Thuấn nói, không, ta cho ngươi một cơ hội sống sót, chỉ cần ngươi dùng thần hồn thề, không trả thù gia tộc, đồng thời giao ra hai hồn một phách của ngươi, năm người chúng ta có thể bảo đảm ngươi một mạng. Giao ra hai hồn một phách. Dương Diệp nở nụ cười. Ta vốn cho là, Dương gia xuất hiện mấy người hiểu chuyện, xem ra ta vẫn là quá ngây thơ. Nói nhảm chúng ta đều đừng nói nữa, đến đánh đi. Nói xong, Dương Diệp đột nhiên tiêu thất tại nguyên chỗ, mà thời điểm hắn tiêu thất, năm người Dương Tuấn đột nhiên ra tay, hai tay năm người đưa về phía trước. Trong sát na, không gian chung quanh Dương Diệp đột nhiên tầng tầng co vào, những không gian này trong nháy mắt co vào thành một lồng giam vây Dương Diệp lại. Mà ở trong lồng giam này, là một mảng lớn không gian hắc động, mảnh không gian hắc động này, khoảng chừng mấy ngàn trượng. Lúc này Dương Lâm đột nhiên cười nói. Dương Diệp, đây là không gian áp xúc chân chính, không gian áp xúc đến cực hạn, tăng thêm lực lượng của ngũ vị tôn lão, đừng nói ngươi bây giờ, coi như ngươi là chân cảnh, ngươi cũng trốn không thoát. Trong lồng giam không gian, Dương Diệp nhìn lướt qua, tay trái hắn cầm kiếm nhẹ nhàng điểm một cái. Lồng giam không gian kia không nhúc nhích tí nào. Ha ha! Lúc này, Dương Lâm đột nhiên cười nói. Dương Diệp, ngươi! Nói đến đây, đột nhiên sắc mặt Dương Lâm kịch biến, giờ khắc này, lông tơ toàn thân hắn dựng lên, bản năng cảm giác nguy cơ làm cho thân hình hắn lóe lên, thoát đi tại chỗ. Rất nhanh, hắn xuất hiện ở hơn trăm trượng, nhưng vừa mới dừng lại, một cánh tay của hắn lại đột nhiên từ trên bờ vai rơi xuống.
Giữa sân, tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp còn ở tại chỗ, nhưng lồng giam không gian chung quanh hắn lại không còn. Dương Diệp đạp trên hư không, chậm rãi đi về phía đám người Dương Lâm. Thù giữa ta và Dương gia, cũng không phải không thể thiện. Như vậy đi, để Dương gia gia chủ Dương Tiêu mang theo những người lúc trước vây giết ta đến quỳ gối trước mặt ta, sau đó nói 100 câu, Dương gia gia, ta sai rồi. Việc này giữa ta và Dương gia, coi như bỏ qua. Thế nào? Nghe được lời của Dương Diệp, sắc mặt đám người Dương Thuấn lập tức âm trầm. Để cho Dương gia gia chủ mang theo những cường giả kia của Dương gia quỳ ở trước mặt Dương Diệp. Khả năng sao? Tự nhiên là không thể nào, coi như Dương gia gia chủ nguyện ý, bọn hắn cũng sẽ không đồng ý. Bởi vì nếu như Dương gia gia chủ làm như vậy, Dương gia sẽ trở thành trò cười của toàn bộ Trung Thiên Vũ Trụ. Hơn nữa, Dương gia gia chủ cũng sẽ không đi làm như thế. Đừng nói Dương Diệp chỉ là một thiên tài yêu nghiệt một chút, coi như là siêu cấp thiên tài như Vũ Mục, Dương gia cũng sẽ không làm loại chuyện tình phá hỏng thể diện Dương gia. Dương Thuấn nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Ngươi thật muốn cùng gia tộc lưỡng bại câu thương. Dương Diệp cầm ra một quả cầu năng lượng do Tiểu Bạch chế tạo nuốt vào, sau đó nói. Cải chính một chút, là Dương gia một mực đang buộc ta, cũng là Dương gia một mực muốn giết ta. Chỉ có điều, Dương gia không có như nguyện, nhưng bây giờ, ngươi nói lời này, lại giống như là ta đang tìm Dương gia phiền toái vậy. Dương Thuấn đang muốn nói cái gì? Lúc này Dương Lâm đột nhiên nói. Đừng nói nhảm với hắn, hắn đang khôi phục huyền khí. Nhanh! Dương Lâm nói đến đây, sắc mặt hắn biến đổi lần nữa, giống như trước, giờ khắc này, sắc mặt hắn đột nhiên biến thành trắng bệch không có chút máu, thoáng qua, thân hình hắn lần nữa lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở bên phải trăm trượng, mà hắn vừa dừng lại, cái tay còn lại của hắn rơi xuống. Mà Dương Diệp như trước tại nguyên chỗ. Trong chàng, mọi người thất kinh. Kỳ thật, mọi người trong chàng biết rõ mới vừa rồi là Dương Diệp ra tay, nhưng tốc độ của Dương Diệp nhanh tới nỗi ngay cả bọn hắn cũng không có phản ứng kịp. Chân chính nhanh đến mức cực hạn. Kinh hãi nhất không ai qua được Dương Lâm. Nếu như không phải hắn hàng năm ở bên ngoài chinh chiến, có được ý thức nguy cơ vô cùng nhạy bén, vừa rồi hắn đã bị chết. Bởi vì hai kiếm kia, cũng không phải bổ cánh tay hắn, mà là bổ đầu của hắn. Kinh hãi nhất chính là, hắn phát hiện, vậy mà không cách nào rất nhanh phục hồi cánh tay của mình. Không chỉ không có biện pháp phục hồi như cũ, ở chỗ cánh tay gãy, còn có một cỗ lực lượng thần bí đang ăn mòn, nếu như không phải hắn lợi dụng huyền khí chống cự, sợ rằng cỗ lực lượng kia sẽ lập tức ăn mòn cả người hắn thành bụi phấn. Pháp tắc, tiêu vong pháp tắc. Mặc dù tiêu vong pháp tắc không cách nào trực tiếp diệt một chân cảnh, nhưng có thể ngăn cản bọn hắn chữa trị thân thể. Cái tác dụng này, vẫn lớn vô cùng, như lúc này, Dương Lâm đã không có hai tay, chiến lực tuyệt đối giảm hơn 50%. Xa xa, Dương Diệp nhìn thoáng qua Dương Lâm, tuy hai kiếm không có nháy mắt giết chân cảnh, nhưng hắn đối với mình sáng tạo ra một kiếm này vẫn cực kỳ hài lòng. Chân cảnh, đặc biệt loại như Dương Lâm, thực lực vẫn vô cùng kinh khủng, nếu như một kiếm của hắn có thể nháy mắt giết, vậy không khỏi quá nghịch thiên. Đương nhiên, sát na nhất kiếm này. Vẫn có rất nhiều chỗ không đủ, bất quá không sao, sau này chậm rãi hoàn thiện. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, cầm ra một quả cầu năng lượng nuốt vào, quả cầu năng lượng nhập vào cơ thể, một cỗ huyền khí mênh mông từ trong cơ thể hắn tuôn ra, rất nhanh, toàn bộ huyền khí bị hồng mông tháp hấp thu, ngay sau đó, tia tia tử khí từ trong hồng mông tháp chảy ra. Sát na nhất kiếm, đối với huyền khí tiêu hao quá lớn, tuy hắn còn có thể thi triển một kiếm. Nhưng hắn không dám để cho huyền khí trong cơ thể mình thấy đáy. Còn tốt, có Tiểu Bạch ở đây, hắn không cần quá mức lo lắng không có huyền khí. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Dương Lâm, thấy Dương Diệp nhìn tới, sắc mặt Dương Lâm lập tức biến đổi, sau đó thân hình lóe lên, thối lui đến mấy trăm trượng. Dương Diệp có chút ngẩn người, sau đó nói. Đừng sốt sắng như vậy, ta còn không có động thủ. Nghe vậy, thần sắc của Dương Lâm vô cùng khó coi. Lúc này đây, thật xấu hổ chết người ta rồi. Đồng loạt ra tay. Ngay lúc này, trong chàng đột nhiên vang lên thanh âm của Dương Thuấn. Thanh âm rơi xuống, năm đạo khí thế cường đại đột nhiên từ trong cơ thể năm người cuồn cuộn quét ra, sau đó giống như thủy triều nghiền ép về phía Dương Diệp. Khí thế của năm cường giả chân cảnh. Thời điểm khí thế của năm người xuất hiện, không gian run rẩy,
mà Dương Diệp đặt mình ở trong đó thì bị đè ép ngay cả hô hấp cũng không thể. Lúc này, đám người Dương Thuấn xuất thủ. Năm cự thủ đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu Dương Diệp, năm bàn tay trước sau như một mãnh liệt rớt xuống, những nơi đi qua, không gian bị ép nát bấy. Phía dưới, Dương Diệp vẫn còn bị khí thế của năm người trấn áp. Thời điểm năm bàn tay đi vào cách đỉnh đầu Dương Diệp 10 trượng, tay Dương Diệp đột nhiên hơi động một chút. Lập tức, 10 đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở chung quanh hắn, khi 10 đạo kiếm quang này xuất hiện, năm cỗ khí thế cường đại ở chung quanh hắn lập tức bị đâm vỡ, mà lúc này, năm bàn tay khổng lồ đã đi tới cách Dương Diệp nửa trượng. Ngay lúc này, một thanh kiếm không có dấu hiệu nào đâm vào chính giữa cự thủ. Ca sát. Một thanh âm thanh thúy vang lên, ngay sau đó, cự thủ dạn nứt ra, nhưng bản thân Dương Diệp cũng bị lực lượng khổng lồ chấn không ngừng rơi xuống. Năm cường giả chân cảnh liên thủ, lực lượng kia kinh khủng cỡ nào? Nếu như chỉ là một người, bằng vào lực lượng, Dương Diệp tuyệt đối không sợ, nhưng bây giờ đối phương là năm người, lực lượng của năm người chung vào một chỗ, coi như hắn là chân cảnh cũng không ngăn nổi. Thời điểm rơi xuống, trong mắt Dương Diệp hiện lên hàn mang, sau một khắc, chân phải hắn đạp mạnh. Cái dậm này, làm không gian phía dưới hắn vỡ nát, mà bản thân hắn thì mượn nhờ trợ lực phóng lên trời. Xuy. Dương Diệp cả người mang kiếm xuyên qua năm bàn tay khổng lồ, mà hắn vừa xuyên qua năm bàn tay khổng lồ, một nắm đấm. Như núi lớn đánh tới. Sắc mặt Dương Diệp không thay đổi, tay hơi động một chút, trường kiếm đâm ngang ra, trực tiếp đâm vào giữa nắm đấm. Am. Cả hai vừa mới tiếp xúc, nắm đấm ầm ầm vỡ vụn, mà Dương Diệp thì bị đẩy lui trọn vẹn trăm trượng, nhưng mà sau một khắc, lại một quả đấm xuất hiện ở trước mặt, mà ở đằng sau nắm đấm này. Còn có 3 nắm đấm. 5 nắm đấm trước sau như một, lực lượng 5 người chồng. Lên. Dương Diệp nắm thật chặt kiếm trong tay, lần này giao thủ, hắn phát hiện mặc dù 5 người này không có mạnh như Dương Tiêu, nhưng tuyệt đối mạnh hơn Dương Lâm, phải nói mạnh hơn quá nhiều, mà 5 người này liên thủ, càng có chút khủng bố. 5 người này tuyệt đối không phải chân cảnh bình thường. Nếu như hắn lúc trước, tuyệt đối ngay cả một kích của 5 người này cũng không tiếp nổi. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp đột nhiên đâm ra một kiếm đơn giản, không có ra chỉ bất luận kiếm ý gì. Những nơi một kiếm này đi qua, không gian tựa như giấy, trực tiếp bị xé ra. Đối mặt 5 người liên thủ, hiện tại Dương Diệp chỉ có lực phá. Bởi vì lực lượng của 5 người quá mạnh, bất luận kỹ xảo gì cũng không có ích lợi. Cho nên, chỉ có thể lựa chọn lực phá. Một kiếm đâm ở trên quả đấm, kiếm trong tay Dương Diệp run lên kịch liệt. Thoáng qua, nắm đấm ầm ầm vỡ vụn, hóa thành năng lượng đầy trời bắn tung tóe, mà Dương Diệp thì bị chấn lui về sau trọn vẹn trăm trượng, hắn còn chưa dừng lại, lại một cái nắm tay xuất hiện ở trước mặt hắn. Căn bản không cho hắn cơ hội lấy hơi. Sắc mặt Dương Diệp bình tĩnh, cổ tay trái hơi động một chút, trường kiếm đâm ngang ra. Bành! Theo một tiếng nổ vang, nắm đấm trước mặt Dương Diệp ầm ầm vỡ vụn, Dương Diệp thì bị đẩy lui trăm trượng lần nữa. Giống như lúc trước, Dương Diệp vừa dừng, lại một nắm tay xuất hiện. Cứ như vậy, Dương Diệp dùng lực, phá hết 5 người Dương Thuấn liên thủ. Nhưng thời điểm phá vỡ bàn tay thứ 5, một ngụm máu tươi từ khóe miệng Dương Diệp tràn ra. Tuy hắn phá hết 5 người liên thủ, nhưng chính hắn cũng bị lực lượng 5 người chấn thương. Nhưng thần sắc của đám người Dương Thuấn vô cùng ngưng trọng. Bởi vì Dương Diệp dùng lực lượng một người phá bọn hắn liên thủ. Dùng lực lượng một người. Không có dựa vào ngoại vật. Nếu như dựa vào ngoại vật, bọn họ sẽ không ngưng trọng, bởi vì những cái kia đều là giả. Nhưng Dương Diệp không, Dương Diệp đến bây giờ, đều dựa vào chính mình. Yêu nghiệt chân chính. Dương Thuấn nhìn Dương Diệp hồi lâu, giờ phút này, trong lòng hắn hối hận, chân chính hối hận, vô cùng hối hận. Hối hận để cho Dương Diệp cùng Dương gia trở thành tử địch. Không chỉ Dương Thuấn. Bốn lão giả khác cũng như thế. Trước đó, tuy Dương Diệp để cho bọn hắn kinh ngạc, để cho bọn hắn tiếc hận, nhưng còn không có để cho bọn hắn hối hận. Bởi vì trước kia thực lực của Dương Diệp đều dựa vào ngoại vật, nghiêm chỉnh mà nói, đó là miệng cọp gan thỏ. Mà bây giờ, Dương Diệp không có dựa vào bất kỳ ngoại vật gì, dùng sức một mình đối kháng 5 người bọn hắn mà không rơi vào thế hạ phong. Yêu nghiệt chân chính. Nếu như Dương Diệp cùng Dương gia không có mâu thuẫn, Dương Thuấn đột nhiên lắc đầu, sau đó nói. Ta đột nhiên phát hiện,
Người muốn cùng gia tộc không có mâu thuẫn, đó là không có khả năng. Những người kia của gia tộc, cùng phụ thân ngươi có ân oán, bọn hắn là không thể nào để cho ngươi ở Dương gia lớn lên. Nếu chúng ta để cho ngươi ở lại Dương gia tất sẽ phân liệt. Xa xa, Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó nói. Nói những thứ này, không có một chút tác dụng gì. Dương gia cùng ta, mấy năm sau, thế giới này hoặc là không có Dương gia, hoặc không có Dương Diệp. Thanh âm rơi xuống, tay của Dương Diệp đột nhiên triển khai. Cẩn thận! Thời điểm Dương Diệp động, nơi xa sắc mặt Dương Thuấn lập tức đại biến, vội vàng quát. Mà lúc này, sắc mặt Dương Lâm đại biến, thân hình hắn run lên, biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở hơn mấy trăm trượng, nhưng hắn vừa dừng lại, lỗ tai của hắn cùng một phần ba má trái rớt xuống. Còn chưa kết thúc, hắn vừa dừng lại, hai mắt hắn trợn lên, đã xong. Thanh âm rơi xuống, chẳng biết lúc nào, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt Dương Lâm, một thanh kiếm chống đỡ mi tâm hắn. Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua đám người Dương Thuần, sau đó nói, một kiếm không giết được chân cảnh, vậy thì hai kiếm. Thanh âm rơi xuống, tay trái Dương Diệp nắm trường kiếm từng chút xuyên qua đầu Dương Lâm, máu tươi như nước suối kích xạ. Kiếm của Dương Diệp rất chậm, hiển nhiên là cố ý. Dương Lâm không phải là không muốn phản kháng, mà là đã không có năng lực phản kháng. Bởi vì kiếm của Dương Diệp tùy thời có thể biến nhanh. Cứ như vậy, Dương Lâm trơ mắt nhìn kiếm của Dương Diệp xuyên qua đầu hắn. Thời điểm kiếm xuyên qua đầu Dương Lâm, kiếm thế đột nhiên biến đổi, hóa thành cắt ngang. Xuy! Ở trong ánh mắt đám người Dương Thuấn, đầu Dương Lâm mang theo cột máu bay ra. Một kiếm gọt bay đầu Dương Thuấn, Dương Diệp lấy ra một quả cầu năng lượng nuốt vào, sau đó nhìn về phía đám người Dương Thuấn, hắn không có ra tay, bởi vì huyền khí còn chưa triệt để khôi phục. Vào lúc này, có thể kéo một chút là một chút. Đám người Dương Thuấn gắt gao nhìn Dương Diệp. Mới vừa rồi không phải bọn hắn không muốn cứu, mà là căn bản không cứu được. Thời điểm kiếm của Dương Diệp chống đỡ mi tâm Dương Lâm, có thể nói, Dương Lâm đã hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này Dương Diệp đột nhiên nói. Dương Tiêu đâu, sao hắn không đến? Dương Thuấn nói. Xem ra ngươi rất tự tin. Dương Diệp mỉm cười. Cũng không tính, chỉ là muốn cùng hắn tranh tài một trận mà thôi. Tranh tài một trận. Dương Tiêu là một trong mấy cường giả đứng đầu trung thiên vũ trụ. Mà bây giờ, Dương Diệp lại nói muốn cùng đối phương chiến. Tự phụ hay tự tin? Dương Diệp nói, mặc dù là đang trì hoãn thời gian, nhưng cũng là lời thật lòng của hắn. Hắn xác thực muốn cùng Dương Tiêu chiến một trận. Trước mắt đám người Dương Thuấn mặc dù thực lực không yếu, nhưng năm người sẽ không cùng hắn đơn đả độc đấu. Nơi xa, Dương Thuấn đang muốn nói chuyện, lúc này một lão giả đột nhiên nói. Hắn đang trì hoãn thời gian. Nghe vậy, hai mắt Dương Thuấn nhíu lại, hắn đánh giá Dương Diệp một chút, sau đó nói. Vừa rồi hai kiếm kia, tiêu hao tất cả huyền khí của ngươi, đúng không? Dương Diệp mỉm cười. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Dương Thuấn khẽ gật đầu. Đương nhiên phải thử. Nói xong, hắn đột nhiên bước ra một bước, ngay sau đó, tay phải hắn duỗi ra, bỗng nhiên khẽ đảo. Oanh! Trong sát na. Không gian dưới chân Dương Diệp đột nhiên nhấc lên, những không gian kia như thủy triều từ trước mắt Dương Diệp nhấc lên, muốn bao phủ Dương Diệp lại. Lật tay một cái, không gian nghịch loạn. Tại chỗ, thân sắc của Dương Diệp không thay đổi, yên lặng một cái chớp mắt, chân phải Dương Diệp bỗng nhiên giẫm một cái. Oanh! Lực lượng trên chân Dương Diệp chấn vỡ không gian trước mắt, nhưng sau khi những không gian kia vỡ vụn, không gian hắc động đột nhiên xoay tròn, một cỗ lực lượng cường đại bao phủ về phía Dương Diệp. Muốn xoắn nát Dương Diệp. Khi nhìn thấy không gian hắc động, Dương Diệp đầu tiên là ngẩn người, sau đó lắc đầu. Muốn lợi dụng ám năng lượng rất hắn. Xem như chân cảnh cũng không được. Dương Diệp bước ra một bước, thoáng qua, không gian hắc động đột nhiên bình tĩnh lại. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang từ trong hắc động hiện ra. Nhìn thấy đạo kiếm quang này, sắc mặt Dương Thuấn hơi đổi, tay phải hóa trường tìm tòi về phía trước, tay vừa duỗi ra. Một thanh kiếm đã chống đỡ ở trên lòng bàn tay. Xuy, kiếm nhập ba phân, tiên huyết tràn ra. Nhưng kiếm chỉ vào ba phân, liền không thể tiến. Lúc này Dương Diệp cảm giác kiếm của mình giống như đâm vào huyền thiết cứng rắn. Lui, thanh âm của Dương Thuấn đột nhiên vang lên, sau đó bàn tay hắn chấn động về phía trước.
Bành! Cả người Dương Diệp mang kiếm liên tục lui trọn vẹn trăm trượng. Dương Thuấn không có xuất thủ, hắn nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Lúc trước nha đầu Liêm Xương kia tiếp ta một trưởng này, cũng lui vừa vặn trăm trượng. Dương Liêm Xương. Dương Diệp nhìn thoáng qua Dương Thuấn. Thực lực của ngươi, so với ta tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Ngươi không phải cường giả chân cảnh bình thường. Dương Thuấn lạnh nhạt nói. Chân cảnh chia lục đoạn, đám người Dương Lâm là chân cảnh nhị đoạn, mà ta, là chân cảnh tam đoạn. Chân cảnh lục đoạn. Dương Diệp nhíu mày, hắn không nghĩ tới. Chân cảnh còn phân lục đoạn. Bất quá cái này cũng bình thường, ở thế giới này, một số thời khắc, cấp bậc không đủ, là không thể nào biết một ít chuyện. Dương Diệp. Lúc này Dương Thuấn đột nhiên nói. Ta lại cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi nguyện ý giao ra hai hồn một phách, ta bảo lãnh, Dương gia sẽ không ra tay với ngươi, đây là cơ hội sống sót duy nhất của ngươi. Đừng nghĩ đối kháng Dương gia, xem như phụ thân ngươi còn sống. Hắn cũng không có khả năng dùng sức một mình đối kháng toàn bộ Dương gia. Giao ra hai hồn một phách. Dương Diệp cười cười, hắn sẽ giao ra sao? Đương nhiên sẽ không. Giao ra hai hồn một phách, tương đương với mạng của mình ở trên tay người khác, khi đó sinh tử hoàn toàn tùy ý Dương gia quyết định. Hắn chỉ có đầu bị cửa kẹp mới giao hồn phách cho Dương gia. Hơn nữa sinh là nam nhi, hắn thà chết đứng, cũng sẽ không chọn sống quỳ. Lần này, Dương Diệp không có lựa chọn nói nhảm. Thân hình hắn run lên, người đã tiêu thất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã tới trước mặt Dương Thuấn. Tay động, kiếm ra, trực chỉ mi tâm Dương Thuấn. Mặc dù tốc độ của Dương Diệp rất nhanh, nhưng đến cấp bậc như Dương Thuấn, là có thể thấy rõ tốc độ của hắn. Bởi vậy kiếm còn chưa chí mi tâm Dương Thuấn, bàn tay Dương Thuấn đã chặn kiếm của Dương Diệp. Dương Thuấn cũng không có thi triển kiếm kỹ gì. Đơn giản một trường, nhưng một trường đơn giản kia, lại chặn kiếm của Dương Diệp. Đúng lúc này, tay trái Dương Diệp đột nhiên buông kiếm, sau đó tay trái hóa trường, một trường vỗ lên chuôi kiếm. Xuy! Kiếm trực tiếp đâm vào lòng bàn tay của Dương Thuấn, Dương Thuấn phản ứng cực nhanh, cánh tay còn lại trong nháy mắt nắm thân kiếm của Dương Diệp. Nhưng đúng lúc này, tay trái của Dương Diệp đột nhiên nắm kiếm xoay tròn. Nhìn thấy Dương Diệp cầm kiếm xoay tròn. Dương Thuấn lập tức buông lỏng kiếm của Dương Diệp ra, nhưng vẫn trễ. Xuy, một đoạn ngón tay bay ra. Thời điểm Dương Diệp muốn thừa thắng truy kích, Dương Thuấn đã xuất hiện ở hơn trăm trượng, cùng hắn kéo dài khoảng cách. Dương Thuấn nhìn thoáng qua đoạn chỉ, trầm mặc một cái chớp mắt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Không nghĩ tới người lĩnh ngộ chân sâu đến loại trình độ này, thật để. Nói đến đây, thanh âm của Dương Thuấn đột nhiên im bặt. Bởi vì một thanh kiếm mang theo hàn quang lạnh lẽo đi tới cách mi tâm hắn nửa tấc. Nhanh! Nhanh đến cực hạn! Đồng tử của Dương Thuấn co rụt lại, một kiếm này, cho hắn cảm giác vô cùng nguy hiểm. Lần này, hắn không có ra tay, mà theo bản năng đầu lệch ra, làm cho kiếm của Dương Diệp dán chóp mũi hắn đâm qua. Mà đúng lúc này, kiếm của Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, thoáng qua, trường kiếm cắt ngang, kiếm qua, không gian bị cắt chém vỡ vụn. Lần này, Dương Thuấn kịp phản ứng, thời điểm Dương Diệp cắt ngang, bàn tay của hắn chặn được kiếm. Bành! Theo một tiếng trầm đục vang lên, Dương Thuấn bị một kiếm này của Dương Diệp đẩy lui trọn vẹn trăm trượng, mà bản thân Dương Diệp cũng bị lực lượng của đối phương chấn liên tục lùi lại, bất quá sau khi lui không sai biệt lắm hơn 20 trượng, chân phải hắn bỗng nhiên dẫm hư không một cái, sau một khắc, cách mi tâm của Dương Thuấn ba tấc xuất hiện một điểm hàn quang. Hàn quang hiện, kiếm ra. Sắc mặt Dương Thuấn biến đổi lần nữa, tiết tấu của Dương Diệp quá nhanh, nhanh đến hắn cũng có chút ăn không tiêu. Ngay thời điểm kiếm cách mi tâm của Dương Thuấn chỉ nửa tấc, hai tay Dương Thuấn đột nhiên kẹp lấy kiếm của Dương Diệp, thời điểm hắn kẹp lấy kiếm của Dương Diệp, sắc mặt hắn lần nữa biến đổi, bởi vì kiếm trong hai tay hắn xoắn lên. Biết trong kiếm của Dương Diệp ẩn chứa lực lượng, Dương Thuấn vội vàng buông lỏng hai tay ra, thời điểm tay hắn buông. Kiếm trong tay Dương Diệp tựa như một đạo thiểm điện đâm về phía yết hầu. Kiếm này nhanh, làm cho Dương Thuấn có chút tê cả da đầu. Nhanh đến hắn ăn không tiêu. Bất quá hắn cuối cùng không phải cường giả chân cảnh bình thường, rất nhanh ổn định tâm thần của mình, lần này hắn không có dùng tay, một quải trượng đen kịt ngăn ở trước mặt hắn. Thời điểm kiếm của Dương Diệp đâm lên quải trượng lập tức run lên kịch liệt, lực lượng cường đại va chạm. Cái này khiến Dương Diệp và Dương Thuấn đều liên tục lùi lại.
Dương Thuấn lui trọn vẹn 100 trượng, mà Dương Diệp lại chỉ lui không đến 20 trượng. Sở dĩ hắn lui ngắn hơn Dương Thuấn, chủ yếu là bởi vì hắn lợi dụng không gian pháp tắc, lúc hắn lui, thi triển không gian pháp tắc, lợi dụng không gian trở ngại, tháo bỏ xuống phần lớn lực lượng trên người, phải biết hắn là có thể cùng không gian hòa làm một thể. Một chiêu này, không tính là hắn phát minh, mà là Tử Nhi nói cho hắn biết. Ngay từ đầu, hắn cảm thấy không có tác dụng gì, kỳ thật chiêu này vô cùng hữu dụng. Vừa mới dừng lại, Dương Diệp lần nữa xuất kiếm. Mà nơi xa, Dương Thuấn còn chưa dừng lại, một điểm hàn quang xuất hiện ở mi tâm. Lại tới. Trong lòng Dương Thuấn kinh hãi, vội vàng ra tay. Sau đó giữa sân xuất hiện một màn. Dương Thuấn tu vi chân cảnh tam đoạn, lại bị chí cảnh Dương Diệp đè đánh. Chân chính đè đánh. Bởi vì tốc độ của Dương Diệp quá nhanh, lực lượng quá mạnh, bởi vậy Dương Thuấn bị áp chế. Dương Thuấn cũng không có thi triển huyền kỹ cường đại gì, hắn không phải không muốn thi triển, mà là không dám. Bởi vì kiếm của Dương Diệp quá nhanh. Hắn thi triển huyền kỹ, là cần thời gian, kiếm của Dương Diệp hoàn toàn có thể ở dưới tình huống hắn còn không có thi triển ra liền đâm xuyên đầu của hắn. Cho nên hắn căn bản không dám thi triển bất luận huyền kỹ gì. Trong lòng của hắn cũng hối hận cùng Dương Diệp cận thân giao thủ, bất quá không gần người cũng không có cách, bởi vì Dương Diệp có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện sau lưng hắn. Hắn không thể không cận chiến. Sau khi kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ, Dương Thuấn đột nhiên nói. Đồng loạt ra tay. Nghe được Dương Thuấn nói, bốn lão giả nguyên bản quan chiến đầu tiên là ngây người, sau đó bốn người đồng thời tiêu thất ngay tại chỗ. Nơi xa. Dương Diệp nhìn lướt qua đám người Dương Thuấn. Quần ẩu sao? Thoáng qua, kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên biến thành kiếm gỗ. Kiếm ra. Sắc mặt Dương Thuấn đại biến, như trước đó, song trưởng hắn bỗng nhiên hợp lại. Không có ngoài ý muốn, tay của hắn kẹp lấy kiếm gỗ của Dương Diệp. Nhưng thoáng qua. Xùy. Đôi tay bay thẳng ra. Nhìn thấy một màn này, bốn lão giả còn lại lập tức ngừng tay. Bốn người kinh hãi nhìn kiếm gỗ trong tay Dương Diệp, đặc biệt là Dương Thuấn, trong mắt hắn tràn đầy vẻ kinh hãi. Trầm mặc một cái chớp mắt, thần sắc của Dương Thuấn vô cùng khó coi. Dương Diệp, người vô sỉ, vậy mà dựa vào ngoại vật. Dương Diệp. Không thể không nói, Dương Diệp bị Dương Thuấn nói chọc vui vẻ. Dùng ngoại vật. Đúng vậy, Dương Diệp hắn là dùng kiếm gỗ, dùng ngoại vật. Nhưng cái này vô sỉ sao? Hắn đích thực không nghĩ dựa vào ngoại vật, nhưng cũng phân tình huống. Giờ phút này, người ta 5 cái đánh hắn 1 cái, nếu như hắn không dùng kiếm gỗ, vậy thì chính là ngu xuẩn. Nhưng hiện tại với hắn mà nói, kiếm gỗ đã không có trọng yếu như lúc trước, hắn sẽ không giống như trước ỷ lại kiếm gỗ. Nhưng hắn sẽ không tận lực đi không dùng kiếm gỗ, ỷ lại ngoại vật cùng không ỷ lại ngoại vật, nhìn chính là tâm. Xa xa, sắc mặt Dương Thuấn có chút lúng túng. Khi thấy mỉa mai trong mắt Dương Diệp, sắc mặt của hắn càng thêm khó coi. Kỳ thật sau khi nói ra câu nói kia lúc, hắn cũng đã biết rõ mình nói lỡ. Hiện tại bọn hắn cùng Dương Diệp, không phải tỉ thí công bình, mà ngươi chết ta sống, hơn nữa bên bọn họ 5 cái đánh Dương Diệp, tăng thêm cảnh giới của bọn họ còn cao hơn Dương Diệp. Loại tình huống này, Dương Diệp có ngoại vật không dùng, vậy thì chính là ngu xuẩn. Dương Diệp cũng không có nói nhảm. Chân phải hắn nhẹ nhàng đập mạnh hư không, không gian run lên kịch liệt, uyển như một làn sóng. Mà bản thân Dương Diệp đã biến mất ngay tại lỗ. Nhìn thấy Dương Diệp ra tay, sắc mặt Dương Thuấn trong nháy mắt đại biến. Cẩn thận! Thời điểm hắn vừa dứt lời, Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt một lão già, cùng lúc đó, kiếm gỗ đi tới vị trí cách mi tâm lão giả kia 3 thốn. Trong nội tâm lão giả kia hoảng hốt, giờ phút này, hắn căn bản trốn không thoát. Dùng tổn thương đổi mạng. Đây là suy nghĩ trong đầu lão già giờ phút này, hắn cũng làm như vậy. Tay trái của hắn vào lúc ngàn cân treo sợi tóc cầm kiếm gỗ của Dương Diệp, mà thời điểm hắn cầm chặt kiếm gỗ đột nhiên xoay chuyển. Xuy. Tay trái của lão già mang theo máu tươi bay ra ngoài. Nhưng mạng lại được bảo trụ, bởi vì thời điểm tay đứt, hắn đã thối lui đến hơn mấy trăm trượng. Cùng lúc đó, bốn người Dương Thuấn cũng đi tới bên cạnh hắn. Giờ phút này, đám người Dương Thuấn ôm thành một đoàn. 5 người không dám tách ra. Giờ phút này Dương Diệp cầm kiếm gỗ, bọn họ bất luận một người nào cũng không dám đón đỡ kiếm của Dương Diệp. Tiếp không được, vừa
vừa tiếp xúc, không chết cũng tổn thương. Xa xa, Dương Diệp xách kiếm gỗ chậm rãi đi về phía đám người Dương Thuấn, hắn không có xuất kiếm, cứ như vậy đi về phía năm người, hơn nữa đi có chút chậm, tựa như tản bộ. Dương Diệp cũng không có phóng thích bất luận ý cảnh cùng khí thế gì, nhưng đám người Dương Thuấn lại cảm nhận được một cỗ áp lực tiếp cận tiếng lòng. Thế vô hình, giống như hoàng đế thế tục, thần tử ở trước mặt hắn, sẽ cảm giác được một cỗ áp lực không hiểu, loại áp lực này, không phải áp lực trên thân thể, mà là áp lực trên tâm lý. Giờ phút này, đám người Dương Thuấn chính là như thế. Dương Diệp xách kiếm gỗ đi tới, hắn không có xuất kiếm, đám người Dương Thuấn cũng không có ra tay. Cứ như vậy, Dương Diệp đi tới trước mặt cách đám người Dương Thuấn 10 trượng. Đúng lúc này, Dương Thuấn đột nhiên nói. Đi. Nói xong, thân hình đám người Dương Thuấn run lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thời điểm đám người Dương Thuấn biến mất, Dương Diệp dừng bước, đối với đám người Dương Thuấn đột nhiên rời đi, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì. Bởi vì từ thời điểm 5 người không dám ra tay, tâm lý phòng ngự của 5 người đã xuất hiện khe hở. 5 người đối với hắn cầm kiếm gỗ, đã có tâm mang sợ hãi. 5 người bất luận một ai, cũng không có nắm chắc tiếp được kiếm của hắn, cho nên 5 người lựa chọn rút đi. Nếu như không lui, cưỡng ép động thủ, 5 người chỉ ít có 3 người phải ở lại chỗ này. Dương Diệp cúi đầu nhìn kiếm gỗ trong tay, rất nhanh, kiếm gỗ tự động biến mất ở trong tay hắn. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Cuối cùng không phải là kiếm của mình à. Nếu như kiếm gỗ này có thể tán thành hắn, cùng hắn tâm ý tương thông, chiến lực của hắn tối thiểu còn nâng cao một cấp bậc. Đáng tiếc, tuy kiếm gỗ này bởi vì Tiểu Bạch, đáp ứng mỗi tháng cho hắn dùng 2 lần. Nhưng lại một mực bài xích hắn. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện, thoáng qua, một nữ tử xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Cô gái này, đúng là kiếm linh hồi lâu không hóa thành hình người. Ta phải đi. Kiếm linh nói. Dương Diệp khẽ giật mình, lập tức nói. Đi đâu? Kiếm linh trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Hiện tại ta đối với ngươi đã không có trợ giúp gì. Ở lại bên cạnh ngươi, cũng vô dụng. Dương Diệp lắc đầu. Ngươi có thể nào nghĩ như vậy? Sự thật chính là như thế. Kiếm linh nói. Dương Diệp nhìn kiếm linh. Ngươi với ta mà nói, không phải một thanh kiếm. Nghe vậy, kiếm linh nhìn về phía Dương Diệp. Vậy ta là cái gì? Dương Diệp nói. Là chiến hữu, là bằng hữu, càng là thân nhân. Kiếm linh trầm mặc. Dương Diệp lại nói. Kiếm linh, ngươi cùng Tử Nhi theo ta lâu nhất, cũng là kiếm hiểu ta nhất. Trong lòng ta, địa vị của ngươi, giống như đám người Tử Nhi. Kiếm linh khẽ cúi đầu, trầm mặc hồi lâu, nàng nói. Thế nhưng ta đã không thể giúp ngươi cái gì, nó mới có thể giúp ngươi. Nó, tự nhiên là chỉ kiếm gỗ. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Kiếm linh, trong lòng ta, 100 thanh kiếm gỗ cũng kém ngươi. Về phần như lời ngươi nói nó có thể giúp ta, nó đích thực rất mạnh, nhưng nó không phải kiếm của ta. Ta chỉ là tạm mượn dùng một lát mà thôi. Hơn nữa, không có kiếm yếu, chỉ có người yếu. Không phải sao? Trong lòng hắn, kiếm linh không chỉ là kiếm, càng là thân nhân của hắn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn không buông bỏ Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, bởi vì hắn không muốn kiếm linh cảm thấy nàng vô dụng. Tuy hắn rất ít cùng kiếm linh trao đổi, nhưng hắn hiểu kiếm linh suy nghĩ, như kiếm linh hiểu hắn. Giữa bọn họ, không cần quá nhiều ngôn ngữ. Lúc này Dương Diệp lại nói. Kiếm linh, đường tương lai còn dài, cùng đi với ta, được không? Kiếm linh nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó khẽ gật đầu. Tốt, cùng đi. Nói xong, nàng hóa thành bản thể xuất hiện ở trong tay Dương Diệp. Dương Diệp nhìn kiếm trong tay, khóe miệng tươi cười. Đúng lúc này, lông mày Dương Diệp đột nhiên nhíu lại, hắn tâm niệm vừa động, Tần Ưu Thủy tặng cho hắn quyển trục xuất hiện ở trước mặt hắn. Rất nhanh, thần sắc của Dương Diệp lạnh xuống. Đến cuối cùng, trong mắt của hắn xuất hiện sát ý. Dương gia cũng không chỉ phái Dương Lâm đi thiên toàn hệ, còn phái cường giả khác tiến về thiên toàn hệ. Mục đích của Dương gia rất rõ ràng, là hy vọng có thể khống chế người nhà của hắn, sau đó dùng cái này đến khống chế hắn. Hiển nhiên tới giết hắn, phải trả giá rất lớn, nhưng đi đối phó thân nhân của hắn, thì không cần cái giá lớn gì. Trầm mặc một cái chớp mắt. Thân hình Dương Diệp run lên, biến mất ngay tại chỗ. Trong tinh không, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh.
Tốc độ bây giờ của hắn cực nhanh, dù là chân cảnh, cũng khó có khả năng vượt hơn hắn. Bởi vì hắn dùng không gian pháp tắc, tốc chi pháp tắc và ám chi pháp tắc, ba loại pháp tắc toàn bộ dùng để đề thăng tốc độ, cái này làm cho tốc độ của hắn nhanh đến lấy mắt thường căn bản nhìn không thấy tình trạng. Rất nhanh, dựa theo lộ tuyến Tần gia cho, Dương Diệp rốt cục đuổi theo cường giả Dương gia tiến về thiên toàn hệ. Lúc này đây, tiến về thiên toàn hệ không phải người khác, dĩ nhiên là Dương gia thủ hộ giả Dương Qua Vũ. Khi nhìn thấy Dương Diệp, Dương Qua Vũ nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Xem ra, thật là có người đang âm thầm tương trợ ngươi. Dương Diệp nhìn Dương Qua Vũ. Không nghĩ tới sẽ là ngươi. Dương Qua Vũ nói. Ta là người Dương gia. Bất luận cái gì nguy hại Dương gia, liền là địch nhân của ta. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Ra tay đi. Dương Qua Vũ khẽ gật đầu. Tốt. Nói xong, Dương Qua Vũ đột nhiên biến mất ở tại chỗ, thời điểm hắn xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, trong chốc lát, vô số thương ảnh trực tiếp bao phủ Dương Diệp. Mà lúc này, tay Dương Diệp đột nhiên động. Trong chốc lát, 10 đạo kiếm quang xuất hiện ở bốn phía Dương Diệp, mà thương ảnh đầy trời đã toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng thời điểm thương ảnh biến mất, một mũi thương đi tới vị trí cách mi tâm Dương Diệp năm thốn. Sắc mặt Dương Diệp không thay đổi, đầu có chút lệch lạc, làm cho trường thương dán cái trán hắn đi qua, cùng lúc đó, kiếm trong tay hắn đột nhiên cắt ngang. Bành! Theo một tiếng trầm đục vang lên, Dương Qua Vũ xuất hiện ở tầm hơn 10 trượng, ở phần bụng hắn, có một khiên tròn thật nhỏ màu vàng kim. Dương Qua Vũ nhìn vết nứt trên tấm chắn, sau đó ngẩng đầu nhìn Dương Diệp. Thật sự không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn, người đã trưởng thành đến trình độ này. Dương Diệp không nói nhảm, hắn bước ra một bước bước ra, một thanh kiếm đã đi tới cách hít hầu Dương Qua Vũ vài tấc. Sắc mặt Dương Qua Vũ đại biến, hắn không nghĩ tới kiếm của Dương Diệp vậy mà nhanh đến loại trình độ này, cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Cũng may hắn phản ứng không chậm, ở thời khắc mấu chốt, trường thương hắn ngăn trở một kiếm của Dương Diệp. Keng! Theo một tiếng bén nhọn vang lên, Dương Qua Vũ bị chấn đến hơn trăm trượng, nhưng Dương Qua Vũ còn chưa dừng lại, kiếm đã tới. Lúc này đây, trong nội tâm Dương Qua Vũ rung động tột đỉnh. Tốc độ này của Dương Diệp, quá nhanh, hắn đã ăn không tiêu. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết, ở thời điểm kiếm đến, trường thương trong tay hắn mạnh mẽ đâm ra. Keng! Theo tiếng kim thiết tương giao vang lên, Dương Qua Vũ lần nữa bị chấn đến hơn trăm trượng. Lúc này đây, hắn không có cơ hội xuất thủ. Bởi vì kiếm của Dương Diệp chống mi tâm của hắn. Thất bại. Dương Diệp nhìn Dương Qua Vũ. Ngày đó, người ở Khô Gia tương trợ ta, tình này, ta chưa từng quên. Hiện tại, ta tha cho ngươi một mạng, ân tình giữa ta và ngươi xóa bỏ. Ngày khác gặp mặt, ta sẽ không lưu thủ. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Tại chỗ, Dương Qua Vũ nhìn Dương Diệp, đang muốn nói cái gì. Đột nhiên hai mắt hắn trợn lên, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, bản năng làm cho hắn muốn thoát đi tại chỗ, nhưng vẫn đã muộn. Một cái tay đột nhiên từ phần bụng hắn chui ra, ở trong cánh tay này, cầm lấy một đồ vật máu chảy đầm đìa. Đây chính là trái tim của Dương Qua Vũ. Dương Diệp, ngươi vẫn còn quá nhân từ, ta đối với ngươi có chút thất vọng. Lúc này, một giọng nói vang lên. Xa xa, Dương Diệp dừng bước, xoay người nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, ở trước mặt hắn xuất hiện một nữ tử. Nữ tử mặc váy dài màu đen, trên váy vẽ hai phượng hoàng dương cánh bay. Lượn, thân sắc của hai phượng hoàng có chút dữ tợn, như muôn nhăm người mà phệ. Dung mạo của nữ tử không tính nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng không khó coi, chỉ có thể nói trung đẳng. Ở cổ nàng có một móng vuốt lớn cỡ bàn tay màu đen, chảo tâm vừa vặn bao trùm yêu hâu của nàng. Ở trong lòng bàn tay phải của nữ tử, còn cầm trái tim của Dương Qua Vũ. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Ngươi là ai? Tay phải nữ tử có chút dùng sức. Bành! Trái tim trong tay nàng lập tức nổ tung ra thành từng mảnh, thoáng qua, trái tim kia hóa thành hư vô. Nữ tử nhẹ nhàng lắc lắc tay phải, sau đó thả lỏng phía sau nói. Đoán không ra sao? Dương Diệp trầm mặc nửa ngày, sau đó nói. Dương Liêm Sương! Nữ tử không nói gì, tay phải nàng đột nhiên vung lên, trong chốc lát, hai cái đầu máu chảy đầm đìa xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nhíu mày khó hiểu.
Nữ tử nói, đây là hai người khác Dương gia phái đi thiên toàn hệ, ta thay ngươi giải quyết bọn họ. Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Sương. Vì sao làm như vậy? Nữ tử nói, muốn cùng ngươi hợp tác. Hợp tác? Dương Diệp nói, hợp tác đối phó Dương gia. Phải. Nữ tử nói. Dương Diệp nói, ta có một điểm không rõ, Dương gia thế tử bị ta giết đều không sai biệt lắm. Theo đạo lý mà nói, ngươi trở thành Dương gia thế tử, có lẽ không có vấn đề gì à? Nữ tử nói, Dương gia sẽ không để cho ta làm thế tử. Hiển nhiên, lúc này thừa nhận nàng chính là Dương Liêm Sương. Dương Liêm Sương, Dương gia trẻ tuổi đệ nhất nhân. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu. Dương Liêm Sương cười lạnh nói. Tự nhiên là bởi vì tổ tiên di huấn, ngươi cũng biết, tổ tiên chúng ta từng nói qua di huấn gì đó. Hắn nói, ngày sau Dương gia sẽ thua ở trong tay một nữ nhân, cho nên Dương gia, nữ tử không được làm gia chủ. Thật là tức cười, bởi vì một câu nói của hắn, làm cho nữ tử Dương gia ta đời đời kiếp kiếp không ngày nổi danh, chỉ có thể trở thành vật hy sinh để Dương gia cùng thế gia khác thông gia. Ngươi rất muốn làm Dương gia gia chủ. Dương Diệp nói. Khóe miệng Dương Liêm Sương nổi lên vẻ mỉa mai. Gia chủ, Dương gia gia chủ rất giỏi sao? Dương Liêm Sương ta còn không nhìn ở trong mắt. Vậy ngươi trăm phương ngàn kế muốn làm gia chủ như vậy làm gì? Dương Diệp nói. Hai mắt Dương Liêm Sương chậm rãi đóng lại, trầm mặc hồi lâu, nàng đột nhiên nói. Sau khi mẫu thân của ta gả vào Dương gia, sinh ra ta, bởi vì một vài vấn đề, nàng không cách nào sinh dục. Bởi vậy bị cái gọi là phụ thân của ta đánh vào lãnh cung, bởi vì hắn muốn một nam hài. Nói đến đây, nàng đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Biết rõ kết cục của mẫu thân ta không? Dương Diệp lắc đầu. Thần sắc của Dương Liêm Sương đột nhiên dữ tợn, thời điểm thần sắc của nàng dữ tợn, phượng trảo ở yết hầu vậy mà có chút nhúc nhích. Dương Liêm Sương hung dữ nói. Hắn cưới một nữ nhân khác, sau khi cưới nữ nhân kia. Ta cùng với mẫu thân của ta liền vĩnh viễn bị đánh vào lãnh cung, cũng từ đó, hắn chưa tới thăm mẫu thân của ta, cũng không có tới thăm ta. Mà nữ nhân hắn lấy kia, còn cảm thấy ta cùng với mẫu thân của ta là cái đinh trong mắt nàng, nhiều lần muốn giết chết chúng ta. Nói đến đây, thần sắc nàng càng dữ tợn. Mẫu thân vì bảo hộ ta, nàng không tiếc giả ngây giả dại, càng không cho ta tập võ, hy vọng nữ nhân kia có thể buông tha chúng ta. Đáng tiếc, nàng quá ngây thơ. Cuối cùng, ở một buổi tối, nàng bị nữ nhân kia phái người hành hạ đến chết. Mà ta thì phải ở một bên nhìn xem, nhìn nàng tắt thở. Nói xong lời cuối cùng, Dương Diệp phát hiện, thần sắc của Dương Liêm Sương khôi phục bình tĩnh, cực kỳ bình tĩnh, phảng phất như đang nói một sự tình không có quan hệ gì tới nàng. Dương Liêm Sương lại nói, ta vốn cũng sẽ chết, nhưng bởi vì có người tương trợ, cho nên còn sống. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Biết rõ kết quả cuối cùng của sự tình không? Nữ nhân kia chết. Dương Diệp nói. Dương Liêm Sương nhìn Dương Diệp. Nữ nhân kia có ba con trai, đều là thiếu gia Dương gia ta. Một ngày nào đó, ta sẽ chụp tất cả bọn họ tới nhốt ở trong một gian phòng. Sau đó nữ nhân kia cùng nam nhân cô phụ mẫu thân của ta cũng trảo qua. Ta để bọn họ ở ngoài cửa nhìn xem ba con trai của mình bị tra tấn đến chết như thế nào. Hắn không phải muốn nhi tử sao? Ta liền để hắn nhìn xem hắn đoạn tử tuyệt tôn như thế nào. Dương Diệp nhìn Dương Liêm Sương, sau đó nói. Dương gia mặc kệ. Dương Liêm Sương lạnh nhạt nói. Lúc Dương gia biết rõ, đầu của bọn họ đã bị ta cắt rồi. Phụ thân ngươi cũng giết. Dương Diệp nói. Hắn không phải cha ta. Dương Liêm Sương nhìn Dương Diệp. Hắn cùng với nữ nhân kia chết không có nhẹ nhàng như vậy, ta phế đi đan điền của bọn hắn. Sau đó bắt bọn chúng quỳ gối trước mộ phần của mẫu thân ta, thẳng đến bọn họ tắt thở. Dương Diệp nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 124.